Hoa phục nam tử vội hỏi. Giang trưởng lão hà tất cùng với những hậu bối vô tri này không chấp nhận đây. Như loại lâu la này vậy võ đạo hậu bối, nhiều như quá kiến qua sông, thế giới tàn khốc sớm muộn sẽ để cho bọn họ phải khóc. Giang trưởng lão hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nói. Hai tên tiểu tử nói nghe tới thật là làm người không hài lòng. Hắn sau khi nói xong liền đem chén rượu uống, tựa đầu chuyển hướng về phía sông. Hoa phục nam tử lập tức minh bạch, hơi đối với bên cạnh thân một nữ tử nháy mắt. Đào Hồng nhất thời hội ý, nàng một đĩnh lắc lư trong ngực, từ trong lòng Giang trưởng lão đứng lên, cười cười hướng phía hai người đi đến. Bốn phía võ giả đều là hơi biến sắc mặt, biết hai người trẻ tuổi này muốn gặp xui xẻo, không ít người lộ ra thần sắc nhìn có chút hả hê, nhưng càng nhiều hơn nhãn thần chính là ở trên vóc người của Đào Hồng lắc lư, không ít nuốt tiếng nuốt nước miếng. 3. Đào Hồng một cánh tay tinh tế như ngọc trực tiếp vỗ ở trên bàn, cầm lên, trên bàn liền sinh ra một khối lệnh bài vàng óng, mặt trên có khắc các loại hoa văn, trung ương là một gốc cây cổ thụ khí thế rộng rãi che trời, xuyên thẳng đám mây, tựa hồ là biểu lộ tượng trưng thân phận của môn phái nào đó. Đào Hồng nheo mắt lại lai, trên mặt quyến rũ vẻ hoàn toàn không có, một mảnh hàn băng lạnh thấu xương. Lệnh bài kia các ngươi đều nhận được chứ? Đế giả vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy, cái miệng nhỏ uống rượu, nghĩ tâm tư của mình. Lý Vân Tiêu liếc một cái lệnh bài kia, hắn thật đúng là không nhận biết, chỉ có thể thành thật lắc đầu. Ha ha! Xa xa như nhi nhẫn không cười phún lên lai, thân thể hữu ý vô ý hướng trên người Giang Tu Chân dán tới, đồng thời nhẹ nhàng tiếng thở gấp không ngừng. Ha ha! Cự Mộc Lệnh cũng không nhận ra, quả nhiên là đồ nhà quê, hì hì hì. Xung quanh uống rượu võ giả cũng đều là khẽ lắc đầu đứng lên, Cự Mộc Lệnh chính là lệnh bài tối cao của Định Thiên Thành Thần Mộc Thế Gia, mà Thần Mộc Thế Gia ở Định Thiên Thành có thể xưng là một trong tam đại thế lực, người nắm giữ lệnh bài này hầu như có thể đi ngang. Mà Hoa Phục Nam Tử chính là Thần Mộc Thế Gia nhị bà thủ, Mộc Hữu Phong. Ở Định Thiên Thành coi như là có thể đứng vào hàng ngũ nhân vật phía trước, hai cái tên nhà quê này cư nhiên không biết. Bắt đầu cũng có người đối với tu vi của hai người Lý Vân Tiêu cảm thấy hoài nghi, hiện tại cơ bản xác nhận không có lầm, chính là công tử ca nào đó từ thành nhỏ ở nông thôn xa xôi phái đi ra lịch luyện. Loại thổ bao tử này giống nhau ở nông thôn đều tương đối có thế lực địa vị, gia tộc cơ bản có thể xưng bá một hương một chấn. Nhưng ra khỏi thế gia còn không biết thu mà nói, vậy thì chính là bi kịch. Bởi vì ở Định Thiên Thành loại địa phương này, tùy tiện một tam lưu thế lực đều có thể chốc lát tiêu diệt thế gia của bọn họ. Ha ha! Giang Tu Chân cũng là cười ha hả, tức giận ít đi không ít, hơn nữa Như Nhi tùy ý khoe khoang, để hắn có chút sao động, hắn nhìn Như Nhi liếm liếm bờ môi khô khốc. Mộc Hữu Phong khẽ cười một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Triển lộ chút tu vi, đem bọn họ đuổi đi cũng được rồi. Hiện tại toàn thành giới nghiêm, tận lực không cần gây chuyện quá nhiều. Đào Hồng nhận lệnh, vỗ mặt bàn, đem khối Cự Mộc Lệnh gì đó thu hồi, một cổ sát khí nhàn nhạt từ trên người tràn đầy đi ra, lại có tu vi cao giai vũ tôn, lạnh giọng nói. Muốn chết muốn sống, tự chọn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đương nhiên muốn sống rồi. Lui. Đào Hồng khinh miệt phỉ nhổ nói. Đồ vô dụng, muốn sống mà nói lập tức cút đi. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn đế giả một cái. Đế giả đồng dạng là thần sắc đạm nhiên, nói. Đi thôi. Hình như hoàn toàn không để nổi hứng thú đối với những người này xuất thủ. Hai người lúc này không nói hai lời, liền một trước một sau rời khỏi tử quán. Phía sau còn truyền đến Như Nhi không chút kiêng kỵ châm chọc và chanh chua cười nhạo. Hi hi, Đào tỷ tỷ bất quá lộ ra một điểm sát khí đã đưa bọn họ hù chạy, chút tiền đồ này còn đi ra lịch luyện. Ha ha, thật sự mất mặt. Ta yếu là bọn hắn nha, nhanh lên ôm đầu về nhà trốn trong chăn đi, ha 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 ha. Giang Tu Chân quái thanh quái khí cười nói. Ô ô, ta rất sợ hãi nha, hai vị tỷ tỷ không bằng theo ta cùng nhau trốn trong chăn được chứ. Ai nha, thật xấu, Giang trưởng lão người thật là xấu nha. Như Nhi giận dữ nhìn như tức giận, béo mập hai tay ở Giang trưởng lão trước ngực đập vài cái, liền một chút đầu nhập trong ngực làm nũng đứng lên. Mộc Hữu Phong cũng là vẻ mặt cười làm lành, nói. Giang trưởng lão giá hồi lâu không có tới, Đào Hồng và Như Nhi lại là đòi ngươi thật chặt, nhiều lần cùng với ta đề cập, lần này khó có được tới một lần,
Giang trưởng lão nên nhiều hơn bồi bồi các nàng a. Hắc hắc, nhất định, nhất định. Ánh mắt của Giang Tu Chân cười híp lại thành một cái tuyến, đem hai nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi nói. Tiết lộ một tin tức cho ngươi, lần này Vạn Bảo Lâu chúng ta đấu giá hội sẽ có một kiện trấn thế chi bảo. Nga, trấn thế chi bảo. Mục Hữu Phong tinh thần tỉnh táo, hắn biết Giang Tu Chân ở bên trong Vạn Bảo Lâu địa vị không thấp, tùy tiện tiết lộ ra điểm tin tức gì đều có thể theo hắn được ích lợi không nhỏ, vội vàng cúi người đến nghe. Giang Tu Chân đạm đạm nhất tiếu, cầm chén rượu lên tỉ mỉ thưởng thức đứng lên. Mục Hữu Phong hội ý. Từ trên người lấy ra một cái hộp bằng xương lớn chừng bàn tay, đưa tới. Giang Tu Chân cười mở ra vừa nhìn, một đạo quang mang sáng lên, trong mắt của hắn sáng ngời, nhất thời đem che khép lại, lúc này mới hài lòng thu vào. Bốn phía võ giả đều chú ý tới hai người, đều vểnh tai lên muốn nghe một chút cái gì trấn thế chi bảo. Ánh mắt của Giang Tu Chân tựa hồ vô tình hay cố ý hướng ra bốn phía quét một chút, lộ ra vẻ khinh miệt châm chọc, tiện tay đánh ra một đạo kết giới. Đem toàn bộ không gian xung quanh cái bàn cắt đứt ra. Bên trong tử quán còn lại võ giả nhất thời hoàn toàn thất vọng, chỉ có thể buồn bực uống rượu, bọn họ cũng không dám đắc tội hai người này, chỉ có thể tiếp tục đưa mắt len lén rơi vào trên người Đào Hồng và Như Nhi, ăn no nhìn đã mắt. Ha ha! Giang Tu Chân trực tiếp cười phun ra rượu, ha ha cười rộ lên, chỉ vào Mộc Hữu Phong nói. Lão đệ ngươi nha, nếu thật là siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần. Vạn Bảo Lâu chúng ta còn dám lấy ra bán nữa không? Mục Hữu Phong suy nghĩ một chút cũng đúng, tuy rằng Vạn Bảo Lâu là đệ nhất thiên hạ thương hội, nhưng siêu phẩm huyền khí loại vật này, coi như là thánh vực chiếm được, cũng không dám lộ ra, huống chi là bán đấu giá. Nếu Vạn Bảo Lâu thật sự làm ra loại chuyện ngu ngốc này, sợ là không ra mấy ngày, toàn bộ thương hội thế lực đều sẽ không giải thích được bị nhổ tận gốc. Mục Hữu Phong tâm tình kích động lúc này mới chậm rãi bình phục lại, nói. Giang trưởng lão là ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là cùng với kiếm trảm tinh thần có liên quan? Giang Tu Chân mím môi nói. Chuyện này hiện tại người biết cũng không nhiều, nhưng rất nhanh thì sẽ truyền ra, nói cho người biết cũng không sao. Mục Hữu Phong trong lòng điên cuồng mắng chửi không ngớt, chuyện lập tức sẽ truyền ra, dĩ nhiên cũng có mặt mũi hướng mình đòi hối lộ, vừa rồi cống hiến đồ vật đó là giá trị xa xỉ, hắn đè lại nội tâm nhức nhối, nói. Nguyện nghe ý kiến. Sắc mặt của Giang Tu Chân trở nên ngưng trọng, nói. Lần này cần bán đấu giá vật tuy rằng cũng không phải kiếm trảm tinh thần, lại là một bộ phận trong đó. Năm xưa tuyệt thế vũ đế cổ phi dương tam kiếm hợp nhất, luyện chế ra siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần, chấn diệu hoàn vũ. Lần này bán đấu giá, đó là thần kiếm tinh diệt. Đúng là vật ấy. Mục Hữu Phong cả kinh nói. Mặc dù chỉ là tinh diệt thần kiếm, cũng sẽ dẫn tới rung động cực lớn đi. Năm xưa truyền thuyết cổ phi dương ở Thiên Đãng Sơn Mạch ngã xuống, cũng không biết thật hay giả, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe được tin tức của hắn, hơn nữa trong tay quý phái chính mình kiếm này, nghe đồn hơn phân nửa là sự thật. Giang Tu Chân trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Cái chết của cổ phi dương nhất định là thực sự, hơn nữa lần này bán đấu giá thần kiếm tinh diệt cũng là tình cờ nhặt được. Ta nghe tới bên trên nói, kiếm này đã bị tổn thương. Chúng ta Vạn Bảo Lâu phái người cầm kiếm đi đến Hóa Thần Hải, lúc này mới chữa trị 7-8 phần 10, nhưng là không còn toàn thịnh uy lực nữa. Mục Hữu Phong nghiêm nghị nói. Dù cho chỉ có 7-8 phần 10, cũng là bất thế thần kiếm, sợ là tranh đoạt sẽ rất kịch liệt đi. Giang Tu Chân cười nói. Coi như là cơ hội tốt trời ban, vừa lúc Hồng Nguyệt Thành Đường Tâm Công Tử đại hôn, Đường Khánh Đại Lão gia tử yến khách thiên hạ, rất nhiều người chưa kịp hạ lễ phát sầu đây. Chúng ta Vạn Bảo Lâu cũng là nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp bán một cái giá cao. Mục Hữu Phong trầm tư nói. Thần kiếm tinh diệt, chậc chậc, ai sẽ ngốc đến mức đi mua vật tuyệt thế đi làm hạ lễ đây? Giang Tu Chân khóe miệng nhếch lên châm biếm, nói. Lão đệ người cái này không hiểu đi. Đường gia cường thế nhập chủ Hồng Nguyệt Thành, đồng thời kinh qua Đông Hải đánh một trận, hiện tại thế lực tận trời, Hồng Nguyệt Thành uy vọng so với Khương Sở Nhiên tại vị còn cao hơn không ít. Đường Khánh Lão gia tử thực lực lại không cần luận thêm, chí ít trên thanh uy đã không kém gì 6 đại tông chủ khác rồi. Đường gia ở Hồng Nguyệt Thành có ít nhất mấy trăm năm đang thịnh cục diện, lúc này kết giao quan hệ, càng sớm càng tốt, càng sâu càng tốt ha. Mục Hữu Phong vỗ đầu của mình, chợt nói. Giang trưởng lão nói cực phải,
Người xem ta đây một tên đầu gỗ, ai ai, cả ngày chỉ biết tu luyện, hoàn toàn không xuất khiếu. Giang Tu Chân cười nói. Lão đệ quá khiêm nhượng, thần mộc thế gia ở Định Thiên Thành coi như là bài danh trước ba thế lực, lần này phủ thành chủ gặp chuyện không may, đại đương gia sẽ không có tâm tư đi. Mộc Hữu Phong thần sắc đại biến, ánh mắt có chút che giấu bất định, nặng nề ho khan vài cái. Ha ha! Giang Tu Chân cười lớn đứng lên, cúi người xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Phu cũng nhận được đại đương gia và lão đệ mấy lần khoản đãi, nếu là địa phương có ích lợi gì đó, cứ mở miệng. Định Thiên Thành vạn này bảo lâu thế lực, lão đệ cứ việc tuyên truyền. Thực sự! Mộc Hữu Phong đại hỉ, mạnh mẽ nắm tay của Giang Tu Chân, kích động nói. Ta ở chỗ này thay đại đương gia đa tạ Giang trưởng lão rồi. Giang Tu Chân đưa tay thu hồi lại, vung lên một cái liền đem kết giới triệt hồi, sau đó tiện thể đưa tay đặt ở trên đùi Đào Hồng, sờ tới sờ lui, khẽ cười nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đào Hồng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, đã thuận thế lại gần đi tới, trong miệng phát sinh một tiếng kiểu diễm, hô hấp tăng thêm đứng lên. Mộc Hữu Phong hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, có loại cảm giác mừng rỡ. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa đi vào vài tên võ giả, ánh mắt ở trong tử quán đảo qua, liền vội mang hướng phía Mộc Hữu Phong đi tới, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Mộc Hữu Phong nhẹ nhàng cười, nói. Nga, bức ảnh của hung thủ giết thánh vực chấp pháp sử truyền đến sao? Giang Tu Chân cũng là thần sắc khẽ động, nói. Cho lão phu cũng nhìn, ta cũng muốn biết trên đời này người phương nào gan lớn như vậy, không chỉ có diệt phủ thành chủ cả nhà. Còn dám nói thẳng giết người của thánh vực. Mộc Hữu Phong cười nói. Cũng đúng, Giang trưởng lão kiến thức rộng rãi, tương giao thiên hạ, hạng người có thể có thực lực như vậy, hơn phân nửa trưởng lão cũng là nhận được. Vài tên võ giả lấy ra một khối bức ảnh thạch đến, thận trọng để lên bàn, đồng thời khởi động trận pháp phía trên. Một đạo quang mang từ trên tảng đá bắn ra, chiếu hình trên không trung, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh của một người trẻ tuổi. 3. Giang Tu Chân cánh tay cầm chén rượu bỗng nhiên run lên, chén rượu kia trực tiếp bị bóp nát bấy, mà bên trong rượu ngon càng ở dưới đế khí hỗn loạn trực tiếp bị trưng khô. Đôi mắt của hắn nhất thời như cá chết trắng dã đứng lên, thân thể như bị lạnh run rẩy lợi hại. A, là hắn. Đào Hồng và Như Nhi cũng là đồng thời cả kinh, hai người đều là che miệng kinh hô một tiếng, khuôn mặt không thể tin tưởng, nhìn thân ảnh trong hình ảnh dường như sát thần, chỉ cảm thấy vô biên sợ hãi bao phủ xuống tới. Thân ảnh của đế giả ở trong bức ảnh thạch kia rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa bên trong tảng đá kia ảnh hưởng là ghi chép thành chủ ký ức, bên trong mọi cử động đều là chân thực đáng sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết mười mấy tên cao thủ, Định Thiên Thành thành chủ thực lực bát tinh vũ đế ở dưới một chiêu của hắn cơ bản phế bỏ, quỳ dạp trên mặt đất khó có thể nhúc nhích. Hữu Phong đại nhân, ngươi làm sao vậy? Vài tên thủ hạ nhìn bốn người biểu tình, đều có chút không nghĩ ra, thận trọng hỏi. Mộc Hữu Phong thời khắc này sắc mặt chưa bao giờ có trắng bệch, chỉ cảm thấy không khí như bị người rút sạch đi, vô luận hắn dùng lực như thế nào hô hấp, đều cảm giác thập phần thiếu dưỡng, giống như là muốn hít thở không thông. Lý Vân Tiêu và đế giả sau khi rời khỏi tử quán, liền như vậy nghênh ngang ở trên đường đi dạo đứng lên. Trên đường phố võ giả và người đi đường lộ vẻ vội vã, trên mặt mỗi người đều là thập phần ngưng trọng, rất sợ không nghĩ qua là cuốn vào trong đại sự hiện đang phát sinh. Lý Vân Tiêu sờ lỗ mũi nói. Cũng không biết người nào gây ra phong ba lớn như vậy, ngay cả thánh vực cũng kinh động. Đế giả ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc lạnh nhạt ở trung tâm đường phố đi tới, nói. Người đối với thánh vực hiểu được bao nhiêu? Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang khẽ động, trầm tư nói. Xem như khá hiểu ba, không biết lão ca làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Chẳng lẽ, hắn tựa hồ đoán được cái gì? Có thể hấp dẫn ma chủ phân thân, cũng chỉ có ma chủ phân thân rồi. Đế giả dừng cước bộ lại, ngưng thanh nói. Không sai, ta tựa hồ nhận thấy được một phân thân cuối cùng ngay trong thánh vực. Làm sao có thể? Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn là để hắn dọa cho giật mình, nhưng đế giả cảm ứng nhất định là sẽ không sai. Đế giả lạnh lùng nói. Vì sao không có khả năng? Hắn hỏi lên như vậy. Nhưng thật ra đem câu hỏi cho Lý Vân Tiêu. Đúng vậy, vì sao không có khả năng đây? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, sau đó ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, nói.
Vậy ngươi bây giờ dự định làm sao, đến thánh vực? Thần sắc hắn khẽ động, cả kinh nói. Chẳng lẽ chuyện xảy ra bên trong Định Thiên Thành? Hắn nhìn đế giả thần sắc lạnh như băng, nhất thời hiểu rõ ra, cười khổ nói. Người động tính này cũng làm được quá lớn đi, trực tiếp siêu hồn chấp pháp sử, nói vậy phương pháp tiến nhập thánh vực ngươi đã nắm giữ. Đế giả gật đầu nói. Không sai, tuy rằng ta đã nắm giữ phương pháp tiến nhập, nhưng từ trong trí nhớ của chấp pháp sử nhìn xem, thánh vực cường đại còn ở trên dự đoán của ta. Nhưng lúc nhìn thấy ngươi, chính là lần hành trình thánh vực này có thể hủy bỏ cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi là ngón tay ta ma nguyên lực tăng nhiều việc. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, lão ca có từng nghe qua thái nhất huyền khí. Đế giả tâm thần đại chấn, trong mắt tuôn ra một đoàn tàn khốc. Ngươi chiếm được thái nhất huyền khí đồng thời luyện hóa, thảo nào có thể tùy ý chuyển hóa nguyên lực, ta còn tưởng rằng. Hắn thoáng cái thất thố đứng lên, vẻ mặt đều là vẻ hoảng sợ, nhưng chậm rãi đã khôi phục xuống tới, chỉ bất qua sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng, nói. Ta xem ngươi cũng bất quá là trong lúc ngẫu nhiên. Chiếm được một tia thái nhất huyền khí đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vật kia lẽ nào có thể có được rất nhiều. Đế giả nghiêm mặt nói. Đích xác, dù cho chỉ là một tia, cũng là tạo hóa lớn lao. Đáng tiếc tia huyền khí này đã ở trên người ngươi bị luyện hóa, xem như triệt để lãng phí hết rồi, nếu không, hừm. Trong giọng nói của hắn không chút nào che giấu bất mãn và sát khí. Lý Vân Tiêu trầm mặt, buồn bực nói. Cái gì gọi là bị ta lãng phí hết rồi? Cần phải ngươi dùng mới gọi là không lãng phí. Không biết lão ca có nghe qua thần dịch lực hay không? Đế giả biến sắc, lộ ra kinh sắc lai, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn một trận, sau đó lộ ra một tia cổ quái cười đến. Lý Vân Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, nhắm mắt nói. Nghe qua đó là nghe qua, chưa từng nghe qua đó là chưa từng nghe qua, như vậy nhìn ta chằm chằm, là có ý gì? Ta nhận thức một vị bằng hữu thích đồng dương, bằng không để ta giới thiệu cho lão ca ngươi. Đế giả cười nói. Cơ duyên của ngươi thật đúng là không nhỏ, nói vậy trong cơ thể còn có một chút xíu thần dịch lực, trong lúc nếm thử dùng nguyên lực chuyển hóa, lại không thể được như nguyện đúng không? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, bật thốt lên hỏi nói. Đúng tại sao lại như vậy? Đế giả lộ ra một tia nhe răng cười. Muốn biết đáp án, dùng một đôi nghê hồng thạch để đổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, ngưng thanh nói. Ngoại trừ một khối nghê thạch ra, ta thật đúng là biết một khối hồng thạch hạ lạc. Có thật không? Đế giả cả kinh, bỗng nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Đạt được một khối hoàn chỉnh nghê hồng thạch, cùng với đạt được một khối nghê thạch, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Việc này ta cũng không có quá lớn nắm chặt, hơn nữa tạm thời không thể báo cho ngươi biết được. Bất quá trong thánh vực ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi thăm một chút phân thân tình huống. Khuôn mặt của đế giả trở nên âm trầm bất định đứng lên, lạnh lùng nói. Nghe hồng song thạch ta là tình thế bắt buộc, nếu là ngươi có thể mang tới, ta không những được nói cho ngươi biết chuyện liên quan tới thần dịch lực, còn có thể nói cho ngươi biết biện pháp dưới bầu trời này bước vào thập phương thần cảnh. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, cả kinh nói. Ngươi có biện pháp bước vào thập phương thần cảnh. Tâm thần của hắn trong nháy mắt thất thủ, đế giả nói mang tới chấn động thật sự là quá lớn. Lưỡng đời làm người, đều ở trong truy tầm dấu chân của thập phương thần cảnh, đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người dám khẳng định như vậy nói, cả người đã lại vô pháp bình tĩnh. Đế giả hí ngược nhìn chăm chú hắn, cười gằn nói. Đừng quên bản tọa đó là ma đế ngang dọc muôn đời, thiên hạ này chuyện ta không biết sự thật đúng là rất ít đấy. Hắn một bộ dáng ngạo kiều không ngớt, phảng phất như cổ kim tới nay, việc trong thiên hạ, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lý Vân Tiêu nói, có thể trước tiên đem biện pháp nói cho ta biết hay không, đợi ta bước vào thập phương thần cảnh, sau đó sẽ giúp ngươi tìm nghê hồng thạch cũng liền dễ dàng một chút. Đế giả sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Ngươi là đang vũ nhục thông minh của mình, hay là vũ nhục chỉ số thông minh của ta? Hắc hắc. Lý Vân Tiêu cũng biết mình đề nghị quá ngây thơ, chỉ có thể ngượng ngùng giả ngốc cười rộ lên. Hai người nhàn đình tản bộ nói chuyện với nhau, cũng không có chút nào che giấu thanh âm và dung mạo, đã chọc cho không ít người chú ý. Đặc biệt Lý Vân Tiêu một chút kinh hô về thập phương thần cảnh, càng đưa tới rất nhiều võ giả chú mục,
đợi bọn hắn thấy rõ bộ dáng của đế giả, đều là sắc mặt đại biến, hình xác thông thông rời khỏi. Có người càng ở cả người run lên, trực tiếp hóa ra độn quang, trong nháy mắt bay đi. Ở đó, ở bên kia. Bất quá thời gian mấy hơi thở, tự truyền đến một trận tiếng động lớn rầm rĩ, không ít khí tức cường đại hướng phía bên này tới gần mà đến. Lý Vân Tiêu nhướng mày, đem thần thức tản ra, hơi nhận biết một chút, lại có hơn 100 người chạy tới. Lão ca, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, không bằng đổi một địa phương bàn lại. Không cần. Đế giả lạnh nhạt nói. Nên nói ta tất cả đều đã nói, hôm nay thiên vũ giới, có thể biết cách thành thần sợ chỉ có một mình ta mà thôi, cơ hội là nắm chặt hay không, đều dựa vào chính ngươi. Muốn trở thành đệ nhất nhân trong mấy vạn năm qua, liền mang theo Nghê Hồng Song Thạch tới tìm ta đi. Lý Vân Tiêu thấy hắn muốn rời khỏi, vội la lên. Lão ca hà tất vội vàng như vậy, chúng ta cho dù không dễ nói chuyện. Được rồi, việc phân thân của ngươi ở thánh vực ta có thể. Không nên vọng tưởng dùng cách khác từ chỗ này của ta đạt được tin tức. Đế giả lạnh lùng nói. Việc tại thánh vực, ta đây sẽ tra rõ ràng, nhưng Nghê Hồng Song Thạch ta lại không cách nào cảm giác được. Lý Vân Tiêu nói. Ta đây như thế nào tìm được ngươi? Hắn còn muốn tận lực giữ lại một chút, đúng như là đế giả nói, dưới bầu trời này có thể biết bí mật thành thần, sợ chỉ có hắn vị ma chủ ngang dọc cổ kim này. Đế giả nói. Ta trước thi triển thần thông, đã ở bên trong chân ma cự linh của ngươi chôn vùi hạt giống, chỉ cần ngươi cố tình tìm ta, tự sẽ biết ta đang ở chỗ nào, hôm nay tại đây từ biệt rồi. Hắn nói xong, liền không để ý tới nữa Lý Vân Tiêu, xoay người liền cất bước rời khỏi. Nhưng Định Thiên Thành đã gió nổi mây phun, hơn 10 đạo khí tức cường đại như là mây đen cuồn cuộn mà đến. Hừm, còn muốn chạy. Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hồn từ trên bầu trời truyền đến. Sau đó vô số quang mang chậm rãi hội tụ ra một cái đại thủ màu xanh, không nói lời gì từ bầu trời phá không xuống. Bàn tay kia trên không trung còn tự hành bắt ra một đạo quyết ấn, ngón trỏ và ngón áp út như là hai cái râu của ốc sên, bay thẳng đến đế giả điểm xuống. Toàn bộ thành trì đều bao phủ ở dưới một ấn này, tràn ngập nguy cơ, hai bên đường phố kiến trúc càng trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành vô số bột mịn thổi tan. Bốn phía trên 100 tên võ giả đều là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn bầu trời hạ xuống một kích này, biết có tuyệt thế cao thủ phủ xuống mà đến. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, có thể thi triển ra một chiêu này, hơn phân nửa là người của thánh vực đến. Thân ở dưới một ấn kia đế giả cũng không có bao nhiêu thần sắc biến hóa, chỉ là thân thể hình như không thể chịu nổi gánh nặng, bị trực tiếp áp phân giải ra, hóa thành đại lượng ma viêm màu đen. Ma viêm trên không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền. Không gian bốn phía bị áp ra từng cái bất quy tắc ba động, một quyền hướng phía thanh sắc quyết ấn oanh đến. Ầm ầm, hắc phiêm dường như thiết quyền vậy, trực tiếp đánh bể thanh ấn như là kính quang vậy, nhằm phía Cửu Tiêu. Nó trên không trung phương hướng biến đổi, sẽ hướng xa xa bỏ chạy. Hừm, quả nhiên có chút bản lãnh, nhưng nếu lão phu đã tới, phải lưu lại cho ta. Trên bầu trời một chút hiện lên mấy cái quang đoàn, chậm rãi hiển hóa ra bóng người đến. Ba gã nam tử vẻ mặt băng lãnh và giận dữ, để trên ngang trời cao. Một người trong đó đầy đầu tóc bạc, một thân trường bào màu trắng. Phía sau hai gã nam tử còn lại là thân khoác chiến giáp, ánh vàng, vóc người khôi ngô không giận tự uy, tản mát ra khí tức cường giả. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, tên Bạch Phát lão giả này hắn tựa hồ có chút ấn tượng, hình như là trong thánh vực một vị phó ti, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi tên. Là Bát Thiên Cường đại nhân. Đột nhiên có người kinh hô lên, trong giọng nói mang theo cực kỳ khiếp sợ và mừng rỡ. Đúng là Bát Thiên Cường đại nhân đích thân tới, ha ha, lần này hai gã hung thủ tất nhiên thúc thủ đền tội. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hướng phía người nói nhìn lại, lộ ra cực kỳ bất mãn, chính mình quả nhiên cũng bị trở thành một trong hung thủ. Người vừa nói bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, nhất thời sợ đến thân thể hướng trong đám người co rụt lại. Sợ cái gì? Có Bát Thiên Cường đại nhân đang ở đây, hai gã hung thủ này lại không có cơ hội đào thoát. Trong đám người lập tức có người nói, người nọ bơm hơi đứng lên. Trên bầu trời lão giả áo bào trắng Bát Thiên Cường mày kiếm nộ hoành, trực tiếp ở trong tay bắt ra một đạo quyết ấn. Mây đen đầy trời một chút cổn động, như là một đoàn ô uế kẹo đường, trong nháy mắt hội tụ ở phía trước hắc viêm, không cách nào thấy rõ lực lượng tản ra, không gian từng cái lắc lư.
Hắc Phiêm bỏ chạy lực bị nghẹt, hóa ra thân ảnh của đế giả, sắc mặt lạnh như băng nói. Nguyên bản không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu ba người các người muốn chết, vậy thực sự đi tìm chết đi. Chanh! Bên trong thân thể hắn trực tiếp phụt ra ra hơn 10 món huyền khí huyền trên không trung, tất cả đều là cửu giai tồn tại, bị hắc sắc khí nhiễm, chịu hắn khống chế, ở dưới thần niệm của hắn khẽ, liền hướng phía tiền phương bay nhanh chém tới. Hơn 10 món cửu giai huyền khí tuôn ra tiếng khí uẩn kinh hãi lòng người, âm ba từng đạo nhộn nhạo lên, bản thân huyền khí càng giống ma thần vui sướng lượn vòng, đem bầu trời trực tiếp vỡ ra. Toàn bộ mây đen cấm chế dường như đầu gỗ trực tiếp bị đánh tan, trên bầu trời vẽ ra hơn 10 đạo hắc sắc quỹ tích hạnh tích bất đồng, hướng về ba người của thánh vực chém tới. Chiêu này vừa ra, bên trong Định Thiên Thành tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Chỉ là thủ đoạn điều khiển hơn 10 món cửu giai huyền khí, đồng thời đem huyền khí lực phát huy đến mức tận cùng, chính là đủ để bước vào nhóm tuyệt đỉnh cường giả. Trong đám người có mấy người càng sắc mặt trắng bệch, lộ ra cực độ sợ hãi và kinh hoàng, chính là lúc trước bên trong tử quán bốn người Mộc Hữu Phong và Giang Tu Chân, còn có Đào Hồng, Như Nhi. Bên trong thành vừa phát hiện tung tích của hung thủ, toàn bộ tông phái thế gia, thậm chí là toàn bộ võ giả đều phân trào mà đến. Bốn người bọn họ cũng không ngoại lệ, hơn nữa thân là người của thần Mộc Thế Gia và Vạn Bảo Lâu, tới so với những người khác võ giả sớm hơn, chỉ là xa xa nhìn hai người đế giả và Lý Vân Tiêu ở trên đường chuyện trò vui vẻ, cũng không dám tiến lên. Lúc này nhìn thấy đế giả thủ đoạn như thế, bốn người nội tâm sợ, chỉ cảm thấy cả người rét run. Giang Tu Chân và Đào Hồng càng sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Bát Thiên Cường sắc mặt đại biến, quát dẹp đường. Cẩn thận! Hắn thân thể khẽ động, trong tay toát ra một khí tức lăng liệt, hàn quang chiếu thủy. Một thanh liễu diệp đao mỏng lóe ra vài cái, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía đám huyền khí này chém tới. Bang 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 bang! Mỗi lần chém ra một đao, liền đem một kiện huyền khí đánh văng ra, mọi người chỉ thấy hoa cả mắt đao mang ở chung quanh hắn lượn vòng. Hơn 10 món huyền khí mỗi một món cũng phải đến tinh diệu khống chế, cũng không phải là đơn giản chém kích. Mỗi một lần đều có thể từ vị trí cực kỳ xảo quyệt xuất hiện, một chút đã đem Bát Thiên Cường áp chế đến hạ phong. Sau lưng Bát Thiên Cường hai gã áo giáp nam tử cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra bảo kiếm công bắt đầu. Phanh! Bảo kiếm lên tiếng trả lời mà đoạn, người nọ cả người trực tiếp bị tước chém ra lai, nửa người trên bay thẳng rơi, trên mặt còn lộ ra vẻ ngạc nhiên, hình như thoáng cái không phản ứng kịp. Mặt khác tên đồng bạn còn mạnh mẽ hút một cái lãnh khí. Lộ ra thần sắc kinh khủng, thoáng cái đem nguyên lực đề thăng tới cực hạn. Cẩn thận mau lui lại. Bát Thiên Cường cũng là cả người đại chấn, vội vàng hướng phía một người khác hô gọi, hắn lúc này mới phát hiện mình đoán sai đối thủ, sợ rằng rước lấy thiên đại phiền phức. Phanh! Vừa mới nói xong, một cái đồng truy không biết từ nơi nào nhô ra, trực tiếp phá vỡ hư không, đem đầu của tên nam tử kia đập vỡ vụn. A! Phía dưới toàn bộ võ giả đang xem cuộc chiến đều là hoảng sợ há to mồm, cả đám trợn mắt trừng thẳng tắp, tựa hồ khó mà tin được. A, chết tiệt a! Bát Thiên Cường trợn tròn đôi mắt, trong hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, hai gã cao giai vũ đế dĩ nhiên cứ như vậy uất ức chết đi. Hắn triệt để phát cuồng nổ tung, trong tay binh khí một đao nối tiếp một đao, kết thành đao võng rậm rạp chằng chịt, ở quanh thân hóa thành một tầng thanh quang, không ngừng đem huyền khí đánh văng ra. Tựa hồ muốn phá khốn ra. Đế giả một chút cười nhạt, nói. Có đáng chết hay không, phải xem đó là thực lực. Hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, một chút ở trước người triển khai, nhất thời một đạo hắc sắc tinh vân hiện lên, một chút hóa ra mấy trượng to lớn. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên lui, chậm rãi hóa thành huyết nguyệt, chăm chú nhìn chằm chằm. Hắn thi triển ra chân ma pháp tướng, trong đầu cũng sẽ không hiểu xuất hiện chiêu này hàm nghĩa sâu xa. Vậy hẳn là ma chủ đế ở bên trong ma nguyên lưu lại một chút ấn ký, nhưng cũng không thể nắm trong tay tinh túy. Lúc này vừa thấy đế giả xuất thủ, liền minh bạch là cùng một chiêu thức, nhất thời không nháy một cái hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Tinh vân màu đen kia ở trước người đế giả hiện lên lúc, hơn 10 món cửu giai huyền khí nhất thời trên không trung tụ tập, trong nháy mắt bay trở về, đều đầu nhập bên trong tinh vân, theo cổ màu đen lực lượng xoay tròn. Toàn bộ trời cao chẳng biết lúc nào trở nên một mảnh hôn ám, hình như bầu trời đêm đột nhiên phủ xuống. Hơn 10 món huyền khí ở trong hắc sắc tinh vân cuồn cuộn, như là một đám nguyên liệu nấu ăn đang bị chưng nấu, không ngừng trên dưới chìm nổi.
Trên mặt của Bát Thiên Cường lộ ra ý sợ hãi lai, cả người trở nên không có chút huyết sắc nào, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, xoay người trực tiếp tự hóa thành một đạo đoạn quang muốn chạy trốn. Lão phu đánh không lại, chạy trốn cũng có thể chứ. Hành vi lần này của hắn, lập tức để cả thành người mở rộng tầm mắt, nhưng người nào cũng không rảnh đến châm chọc pha trò, bởi vì cổ lực lượng hủy thiên diệt địa để trong lòng mỗi người đều run sợ. Đế giả chân mày cau lại, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc thần sắc, nói. Chạy rồi. Trước người đạo tinh vân mạnh mẽ một chút biến thành lớn, trong sát na tất cả mọi người đều tâm thần đại chấn, hoảng sợ phát hiện toàn bộ Định Thiên Thành, thậm chí toàn bộ thế giới, đều đặt mình ở bên trong tinh vân màu đen. Sợ hãi vô ngần ở nội tâm mỗi người lan tràn ra, không ít người tại chỗ bị dọa ngốc, há to mồm đều sẽ không nói chuyện. Bát Thiên Cường cũng là cả người đại chấn, giờ mới hiểu được chiêu này kinh khủng, thoáng cái toàn thân băng lãnh, vội vàng đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, suốt đời tụ tập cửu thiên đế khí toàn bộ rót vào trong một đao. Đế giả cười lạnh nói. Bọ ngựa đấu xe, tinh tuyền, bảo. Một đạo nhẹ giọng phun ra. Toàn bộ tinh vân vòng xoáy trực tiếp hướng trung tâm Bát Thiên Cường ép tới, như là vô số thiên thể ở trong vũ trụ vận chuyển, loại lực lượng vĩ ngạn này, đã không thuộc mình có khả năng với tới. Bát Thiên Cường hoảng sợ đem Liễu Diệp đao chém ra, thân đao ở dưới loại lực lượng kinh khủng này cũng kịch liệt run rẩy. Một chùm đao mang vừa văng lên, liền lập tức tiêu diệt xuống phía dưới, bị vô tận hắc ám nuốt chửng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Trường Thiên, không che giấu được nội tâm hoảng sợ. Toàn bộ Định Thiên Thành chỉ có hắn một người thấy rõ ràng một chiêu vừa rồi hàm nghĩa sâu xa, dĩ nhiên là trực tiếp đem lực lượng của hơn 10 món cửu giai huyền khí rút ra, ngưng tụ thành tinh tuyền nổ lên. Mọi người đối với phương pháp sử dụng huyền khí, đều không ngoại lệ là thông qua đem nguyên lực rót vào bên trong huyền khí, kích phát lực lượng của bản thân huyền khí, dùng để chế địch, mà loại pháp môn chống rỗng này rút lấy huyền khí lực căn bản là chưa từng nghe thấy. Huống chi thoáng cái điều hơn 10 món cửu giai huyền khí chi lực, đừng nói cửu tinh sơ cấp Bát Thiên Cường, coi như là cửu tinh đỉnh phong cường giả, ở dưới một chiêu này cũng phải bại trận a. Hơn nữa để hắn càng thêm sợ hãi chính là, lưu lại ở chân ma pháp thân tia nhàn nhạt ấn ký, tựa hồ mỗi lần thi triển chiêu này, đều là cầm trong tay huyền khí ném vào bên trong, mà ma chủ đế 6 món huyền khí, đó là 6 đạo ma binh. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ ma chủ đế đáng sợ, nếu là người trước mắt này khôi phục chân thân toàn thịnh, trong thiên hạ người phương nào có thể chế trụ được hắn. Đừng nói trong thiên hạ người phương nào, coi như là toàn bộ siêu cấp thế lực liên thủ, cũng tuyệt đối không thể năng chịu đựng được 6 đạo ma binh tinh tuyền bạo. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác sợ hãi không gì sánh được, còn có một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ có. Nhưng hắn cũng đã nhận ra. Đế giả đối với huyền khí tuy rằng nắm trong tay tinh diệu, nhưng khi thi triển tinh tuyền bạo, chỉ có thể rút ra một bộ phận lực lượng. Không biết là chiêu này cấm tham chính mình cảnh, hay là đế giả thời khắc này tu vi quá yếu gây nên. Nhưng dù vậy, người này cũng tuyệt đối là kinh khủng dị thường tồn tại, ngang dọc thiên cổ nói đến, tuyệt đối không khoa trương. Trời ạ, năm đó rốt cuộc là một đám người như thế nào, dĩ nhiên có thể đem tồn tại kinh khủng như vậy trấn áp. Như vậy vì sao không triệt để giết hắn? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn hỏng bét. Trên bầu trời hắc ám dần dần tản ra, chỉ còn lại có một người đế giả đứng ở trên trời cao. Còn có hơn 10 món huyền khí lẳng lặng hiện lên phía trước, ở dưới thần niệm của hắn, đều bay trở về trong cơ thể, ngay cả Bát Thiên Cường sau khi chết lưu lại thanh cửu giai Liễu Diệp đao, cũng tất cả đều bị thu. Những cửu giai huyền khí này vốn là những cường giả bị giết kia lưu lại. Đế giả đi xuống nhìn Lý Vân Tiêu một cái, cười hắc hắc nói. Chiếm được Nghê Hồng Song Thạch tựu tới tìm ta, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Thân thể hắn dần dần hóa thành hắc viêm, ngưng tụ thành một đạo độn quang, đã tiêu thất trên bầu trời, lúc này lại đã không người nào dám chặn lại. Cà! Ánh mắt mọi người thoáng cái hội tụ đến trên người Lý Vân Tiêu, không ít người càng bay thẳng thối lui ra, một chút lộ ra phương viên chân không giải đất mấy mẫu. Không người dám tới gần hắn thân. Kẹt ở trong đám người giang tu chân cũng muốn lui về phía sau, thế nhưng hai chân run rẩy lợi hại, căn bản vô pháp hoạt động nửa phần. Mục Hữu Phong còn tốt, tuy rằng nội tâm cũng là nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng lúc này vẫn có một bộ đại lão bình tĩnh, không nháy mắt. Đào Hồng và Như Nhi đồng thời hội ý, hai người liền một tả một hữu mang theo giang tu chân, lui ra vài trăm thước xa,
chỉ bất quá nhìn gian ánh mắt cuộc tu chân, lại hiện lên cực độ khinh miệt chán ghét và khinh bỉ. Lý Vân Tiêu mới từ trong tâm tình phức tạp phục hồi tinh thần lại, đối với mọi người cười khổ nói. Các ngươi nhìn ta giống như ma vậy, ta cùng với người nó cũng không phải một phe, chỉ là nhận thức mà thôi. Tất cả mọi người không trả lời, tất cả đều cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, ai nấy khẩn trương không ngớt. Thật chỉ là nhận thức mà thôi, mọi hành vi của hắn cùng ta hoàn toàn không liên quan, các ngươi chớ có oan uổng người tốt. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích, tuy rằng hắn không e ngại những người trước mắt này, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ tự xếp vào sổ đen của thánh vực, chịu khắp thiên hạ truy sát. Bọn họ là một phe, ta có thể làm chứng. Một gã võ giả bỗng nhiên kêu to lên, nói. Ta trước đó còn thấy bọn họ ở trong một gian tử quán uống rượu, tuyệt đối là đồng bọn. Người này chính là một gã võ giả lúc trước ở bên trong tử quán, bên cạnh hắn một gã đồng bạn cũng là theo chân hô lên, nói. Đúng ta cũng nhìn thấy, bọn họ còn cùng nhau ở trên đường chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên là bạn tốt. Trước đó người nọ lại nói. Không chỉ có chúng ta nhìn thấy, thần Mộc Thế Gia Mộc Hữu Phong đại nhân lúc đó cũng ở tại chỗ, còn cùng với hai người này đánh giao tế. Mộc Hữu Phong nhất thời sắc mặt đại biến, thoáng cái trở nên trắng bệch đứng lên. Ánh mắt mọi người một chút hội tụ đến trên người hắn, Đào Hồng và Như Nhi cũng là trên mặt không có chút huyết sắc nào, Giang Tu Chân càng ở dưới đế giả uy hiếp, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không ngừng run run. Có phải thật vậy hay không? Mộc Hữu Phong đại nhân. Một gã cao dài vũ đế lão giả trầm giọng nói. Nếu người này thực sự là đồng bọn của tên hung thủ kia, chúng ta đây sẽ có nghĩa vụ đưa hắn bắt lại, giao cho thánh vực xử trí. Hắn khóe mắt dư quang quét xuống Lý Vân Tiêu, nói. Người này tuy rằng cũng có tu vi cao dài vũ đế, nhưng xem hắn dáng dấp, cũng chỉ là vừa đột phá đến thất tinh mà thôi, mọi người đồng lòng dưới vẫn có thể đơn giản bắt được. Mộc Hữu Phong sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống lai, kiến thức đế giả uy phong, hắn nào dám chọc vào hôm nay đại phiền toái, nhưng nếu là lỡ lời phủ nhận, thánh vực điều tra xuống tới, cũng là chịu không nổi a. Cuộc đời này lựa chọn gian nan nhất đã bày ở trước mặt hắn, hắn lau mặt một cái mồ hôi lạnh, cắn răng nói. Không biết, ta chưa thấy qua người này. Hữu Phong đại nhân, ngươi. Trước đó tên võ giả kia kinh sợ không ngớt, nổi giận nói. Thần Mộc Thế Gia ở Đỉnh Thiên Thành coi như là có uy tín danh dự, Đỉnh Thiên lập địa tồn tại, nghĩ không ra Mộc Hữu Phong người dĩ nhiên rất sợ chết như vậy, ngay cả dũng khí chỉ ra và xác nhận cũng không có. Bốn phía không ít võ giả đều nói nhỏ đứng lên, lộ ra thần sắc khinh miệt và giễu cợt. Bên trong thành mấy nhà thế lực khác có người đều là mặt mỉm cười, trong lòng nổi nhạc. Mộc Hữu Phong sắc mặt khó coi giống như thịt khô vậy, trong mắt cũng biến đổi thành lợn chết giống nhau. Vẫn là cắn răng nói. Chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Sau khi nói xong, khuôn mặt giống như thịt khô trở nên nóng hừng hực đứng lên, nhưng nội tâm cũng buông lỏng, như là treo một tảng đá lớn chấm đất. Nếu là đắc tội thánh vực, nhiều lắm đã bị nghiêm phạt và chế tài, tự nghĩ biện pháp chu toàn là tốt rồi. Nhưng nếu là đắc tội tên sát tinh trước mắt này, đây chính là cả nhà diệt tộc họa A. Hai bên cân nhắc dưới, thà rằng chính mình mất mặt về đến nhà. Thân bại danh liệt, cũng không có thể đắc tội sát tinh đó. Huống hồ lúc trước bên trong tử quán cười sai người rồi, nhận được sát tinh đó không giết, cũng đã là thiên ân vạn tạ. Ha ha, lúc này tất cả mọi người đã tin chưa? Ta thực sự là vô tội. Lý Vân Tiêu mở ra hai tay, xoay người sẽ phải rời khỏi. Chậm đã. Tên cao dài vũ đế lão giả kia trầm giọng vừa quát, một cái lắc mình đã đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, giang hai cánh tay ngăn cản. Lạnh lùng nói. Coi như các ngươi cũng không phải cá mè một lứa, ngươi chỉ ít nhận thức tên hung thủ kia, phải lưu lại đợi người của thánh vực, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói. Không có gì có thể giao phó, ta trước đó không lâu vừa mới gặp phải hắn. Lão giả kia cười lạnh nói. Có cái gì, không chơi được đại, không có thể như ngươi nói vậy liền tính. Hắn thoáng cái ngũ chỉ như câu. Liền hướng đầu vai của Lý Vân Tiêu chộp tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong tay hàn quang chớp động, lãnh kiếm băng xương liền trực tiếp đâm đi ra ngoài. Tên lão giả kia lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy thấy cả người lạnh lẽo vèo vèo, không chỉ có trong tay một mảnh băng lãnh, hơn nữa thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên,
tựa hồ trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải cao giai vũ đế thông thường đơn giản như vậy. Hắn sợ đến vội vàng thu tay về, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy một đạo tia máu tràn ra, trực tiếp bị lãnh kiếm băng xương cắt mất ba đầu ngón tay. Ngươi! Lão giả kinh sợ không ngớt, nhưng lửa giận vừa dâng lên đã bỗng nhiên ép xuống, chỉ thấy Lý Vân Tiêu gương mặt lạnh lùng, khóe miệng còn hàm chứa châm chọc, nhất thời trong lòng minh bạch đứng lên, vừa rồi đối phương đã hạ thủ lưu tình. Sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng hướng bên người thối lui, cũng không dám ngăn cản lối đi nữa. Có vài tên cao giai vũ đế cường giả đang từ trong đám người đi ra, dự định liên hợp xuất thủ, vừa nhìn tình huống này, nhất thời toàn bộ ngây ngốc ngay tại chỗ, hai cái chân cũng không bước nổi nữa bất động. Bọn họ đều là ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa rồi một kiếm kia Lý Vân Tiêu ra tùy ý đến cực điểm, nếu là dùng tới vài phần tâm tư nói, sợ là trước mắt lão giả này đã thành quỷ hồn dưới kiếm. Mục Hữu Phong đồng dạng là trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ và nghĩ mà sợ. Hai bàn tay tất cả đều là một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi lựa chọn. Ta nói lại lần nữa xem, ta cùng với người nọ thật không phải là một phe, ta cầu ngươi đừng tới tìm ta phiền toái nữa. Lý Vân Tiêu nói xong, liền thở dài, liền hóa thành một đạo lôi quang lao đi. Nguyên bản còn muốn dùng Định Thiên Thành truyền tống đại trận đi, nhưng bây giờ đổi chủ ý, trực tiếp hóa thành lôi điện rời khỏi. Dự định đến một cái trấn nhỏ cách nơi này gần nhất lại dùng chuyện tống trận, để tránh khỏi bị người của thánh vực tập trung phương vị. Lý Vân Tiêu sau khi rời đi, bên trong toàn bộ Định Thiên Thành nhất thời sôi trào lên, trở nên tiếng động lớn ầm ĩ không gì sánh được. Đào Hồng sắc mặt trắng bệch cắn răng nói. Rời khỏi rồi sao? Bọn họ, ô ô ô, thực sự đã rời khỏi sao? Thân thể của nàng đến thời khắc này mới bắt đầu run rẩy. Trước cơ hồ là bị dọa điên rồi, hiện tại mới nước mắt đổ rào rào chảy xuống, trực tiếp sợ quá phát khóc. Mục Hữu Phong nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nói. Thực sự đã rời khỏi rồi. Như Nhi cũng là sợ đến thấp giọng khóc lên, nói. Hữu Phong đại nhân, bọn họ còn có thể trở về hay không? Sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức đấy chứ? Mục Hữu Phong xanh mặt, lắc đầu nói. Cường giả như vậy, căn bản sẽ không thèm đối phó chúng ta. Nếu như muốn giết chúng ta mà nói, vừa rồi tùy tiện động thủ sẽ giết. Mục Hữu Phong nói để hai nàng từ trong sợ hãi chậm rãi giải thoát đi ra, nhưng vẫn là trên mặt không có chút huyết sắc nào, bị dọa đến bộ dáng đáng thương. Hừm, thần Mộc Thế Gia quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay anh Dũng biểu hiện khiến người mở rộng tầm mắt. Trước đó tên võ giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Hữu Phong, lạnh giọng nói. Hôm nay toàn bộ chuyện. Sau này ta đều sẽ như thực chất báo lên thánh vực chấp pháp xử. Mục Hữu Phong hừ lạnh nói. Tùy ý. Vừa từ quỷ môn quan đi một chuyến trở về, Mục Hữu Phong lúc này chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi dã rời không ngớt, đối với tất cả chuyện đều không quan tâm. Trở lại, ta phải đi về, mau tiễn ta trở lại. Giang Tu Chân trong lúc bất chợt kêu to lên, kích động nói. Mau tiễn ta trở lại, hai tên ác ma sẽ tới giết ta. Mục Hữu Phong mạnh mẽ nặn ra vẻ tươi cười đến, nói. Giang trưởng lão, bọn họ đã đi rồi, sẽ không đã trở về. Ai nói không sẽ trở lại, nhanh lên một chút tiễn ta trở lại. Giang Tu Chân cơ hồ là giống lên, một chút nắm lấy cổ áo của Mục Hữu Phong, cả giận nói. Đều là ngươi, đều tại ngươi, nếu không có ngươi, ta làm sao sẽ gặp gỡ hai tên ác ma, làm sao sẽ vô duyên vô cớ châm chọc bọn họ. Đắc tội bọn họ, ngươi thật sự là tai tinh trong đời của ta. A, ta không ngừng chiếu cố thần Mộc Thế Gia, các ngươi dĩ nhiên lại đến hại ta. Trong lòng của Mộc Hữu Phong sinh ra vẻ chán ghét không gì sánh được, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Hắn còn có mặt mũi tại đây nói, nếu không phải hắn loạn trào phúng người, chính mình vừa rồi cũng không đến mức ở trước mặt người trong toàn thành nói dối mất mặt. Nhưng hắn vẫn lý trí chiến thắng tâm tình, nói. Nếu Giang trưởng lão phải rời khỏi, ta đây sẽ phái người an bài xong xuôi. Giang Tu Chân lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như là hư thoát vậy, thiếu chút nữa sẽ ngồi dưới đất. Trên mặt của Đào Hồng và Như Nhi không chút nào che giấu khinh thị và hèn mọn, còn có vô tận chán ghét, nghĩ đến trước mắt thứ đổ vô dụng này, trước đó còn dùng tay ở trên người mình sờ loạn, đã cảm thấy một trận buồn nôn, hầu như muốn phun ra. Lý Vân Tiêu bay khỏi Định Thiên Thành. Sau đó ở ngoài thành hơn 10 dặm phương vị nhiều lần biến hóa phương hướng, xác định không người nào có thể đuổi theo,
lúc này mới nhắm phía một phương hướng cố định bay đi. Cách Định Thiên Thành gần nhất một trấn nhỏ là Hải Mộc Trấn, từ hắn mua được Bắc Vực địa đồ đến xem, trấn này nhân khẩu không nhiều lắm, lại có một chuyện tống trận cỡ, có thể đến được chỉ ít 1/10 thành trấn của Bắc Vực. Hắn nhớ tới Ngọc Giản trong địa đồ miêu tả về trấn này, Hải Mộc Trấn, đến Bắc Hải, chính là một trong 31 trấn nhỏ phụ thuộc Định Thiên Thành, là thuộc thần Mộc Thế Gia khống chế. Bắc Vực không chỉ có là Thiên Vũ Đại Lục một vực linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa cũng là địa bàn lớn nhất, rộng rãi không biết bao nhiêu vạn dặm, mặc dù là tuyệt đại cường giả, trực tiếp ngự không phi hành, không có hơn 10 năm cũng vô pháp quanh Bắc Vực bay một vòng. Ở kiếp trước của Lý Vân Tiêu, thần Mộc Thế Gia và Hải Mộc Trấn gì đó này, căn bản là chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ lại nhắc tới một tia hứng thú. Không chỉ có là bởi vì Hải Mộc Trấn cách Định Thiên Thành gần nhất, hơn nữa trên bản đồ còn nói trấn này sản xuất nhiều một loại thần thụ, tên là vô căn thanh thụ, nghe nói là vạn cổ trường thanh thụ diễn sanh ra hậu đại biến chủng, có thể kết xuất một loại quả thực. Cây này 30 năm mới nở hoa, 30 năm một kết quả, tiếp qua 30 năm quả thực mới có thể trưởng thành, tên là linh lôi quả, chính là một loại thiên tài địa bảo chân quý. Tên như ý nghĩa, quả này là lôi thuộc tính, đối với lôi hệ vũ tu mà nói có chỗ tốt lớn lao. Quả này Lý Vân Tiêu cũng biết, mặc dù là thiên tài địa bảo, lại cũng không thuộc về mặt hàng cực kỳ hiếm thấy, hắn trước đây cũng nhận được qua, nhưng cũng không biết vật ấy sinh sản ở Hải Mộc Trấn. Lôi thuộc tính thiên tài địa bảo thế gian cũng không ít, đẳng cấp có thể vượt lên trước vật này càng nhiều tồn tại, nhưng mặc cho một kiện thiên tài địa bảo nào đều là cực kỳ khan hiếm, mà duy chỉ có quả này, lại là có thể trải qua nhân công nuôi trồng tiến hành sản xuất số lượng tồn tại. Hắn trước đây cũng không quan tâm thứ này. Nhưng lúc này chính mình thân mang lôi quyết, đã đạt đến bình cảnh nhất định, muốn đi lên nữa đột phá sợ rằng cần có cơ duyên cực lớn. Mà linh lôi quả vừa lúc ở trên đường mình đi qua, đến tìm hiểu một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian, nếu có thể tìm được kỳ ngộ đột phá lôi quyết bình cảnh cũng nói không chừng. Hắn hóa thành lôi điện ở trên trời thật nhanh chạy đi, mấy ngày sau, rốt cục đi tới bên trong địa giới Hải Mộc Trấn. Tuy rằng ánh mắt vẫn không thể thấy trấn nhỏ, lại có thể nhìn thấy tiền phương vài đạo độn quang cấp tốc bay tới. Lý Vân Tiêu ngừng lại thân hình, lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm thụ được vài đạo độn quang tựa hồ chính là hướng tới mình. Quả nhiên, ba đạo thân ảnh trực tiếp ở trước mặt hắn hiển hóa đi ra. Trong ba người hai nam một nữ, một tên trong đó là lão giả lưng còng, còn có một danh nam tử đầu đội nón xanh, mắt như đan phượng, còn một nữ tử khuôn mặt rộng lớn, ăn mặc cùng một nông phụ giống nhau. Giản dị tự nhiên. Lý Vân Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của ba người này, lão giả lưng còng có thực lực lục tinh vũ đế, mà hai người khác còn lại là ngũ tinh tồn tại. Hắn không khỏi kinh ngạc đứng lên, tuy rằng Bắc Vực võ giả chỉnh thể thực lực cũng cao hơn qua ba cái vực khác, thế nhưng tu vi trung giai vũ đế tồn tại cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy, huống hồ là một trấn nhỏ hẻo lánh, còn một lần nhìn thấy ba người. Trên mặt ba người đều là lộ ra thần sắc giật mình. Bộ dáng có chút kinh nghi bất định, bởi vì bọn họ phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mắt này. Lão giả lưng còng quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, có chút không xác định hỏi nói. Bằng hữu là đang đến Hải Mộc Trấn. Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, nói. Cái phương hướng này ngoại trừ đến Hải Mộc Trấn, còn có thể đi nơi nào? Lão giả lưng còng nhất thời nở nụ cười, nói. Xem ra một nhận lầm người. Bằng hữu cũng có phải là vì linh lôi quả mà tới đi. Lý Vân Tiêu nói. Ta vì sao mà đến không nói đến, nhưng thật ra ba vị là vì sao mà đến. Lão giả lưng còng cười hắc hắc nói. Nếu bằng hữu là vì linh lôi quả tới, chúng ta đây chính là vì bằng hữu mà tới. Nga, ba vị có lời gì, vẫn là khai môn kiến sơn nói đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi suy nghĩ đem hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ba người đều là hơi khẽ cau mày, bọn họ tuy rằng thấy không rõ tu vi của Lý Vân Tiêu, lại đó có thể thấy được sự chân thật của hắn niên kỷ, cũng liền ở trên dưới 20, do đó nội tâm tuyệt không cho là thực lực của hắn có thể vượt lên trước ba người bên mình. Nhưng lúc này nhìn hắn một bộ dáng nhìn không có sợ hãi, trong lòng không khỏi lại có chút hồ nghi. Đầu đội nón xanh nam tử mắt xích nói. Chúng ta đây liền nói thẳng, bằng hữu không đi qua chuyện tống trận. Mà là trực tiếp từ Định Thiên Thành bay tới, như vậy sở cầu linh lôi quả nhất định không phải số ít. Chúng ta mấy người chính là chuyên môn tiếp đãi khách quý giống như bằng hữu.
Lý Vân Tiêu sao mà thông minh, thoáng chút đã hiểu rõ ra, nói. Các ngươi là buôn lậu linh lôi quả. Ba người đều là biến sắc, hiện lên vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Lão giả lưng còng ho khan vài cái, nói. Không thể nói lời khó nghe như vậy, cái gì buôn lậu linh lôi quả, đây chính là phạm vào kiêng kỵ lớn nhất của Hải Mộc Trấn, sẽ bị đuổi giết. Chúng ta chỉ là bán buôn linh lôi quả mà thôi. Đúng, chính là bán sỉ. Nông phụ mặt chữ điền cũng theo đó mở miệng nói rằng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lẽ nào Hải Mộc Trấn đối với linh lôi quả còn có hạn chế mua? Ba người đều là sửng sốt, cổ quái một lần nữa quan sát Lý Vân Tiêu, nam tử mắt xách càng trừng mắt nói rằng. Thế nào ngươi không biết, lẽ nào ngươi cũng không phải đến mua linh lôi quả? Lý Vân Tiêu nói. Ta quả thực không biết, xin nhờ ba vị nói cho tường tận. Nam tử mắt xách khuôn mặt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói. Đừng vội đùa giỡn tâm cơ gì đó, nếu không phải vì linh lôi quả, làm sao có thể tốn hao mấy ngày từ Định Thiên Thành bay thẳng đến đây? Lý Vân Tiêu giải thích. Ta vốn là dự định đến một chỗ khác, không gian truyền tống thời gian xảy ra chuyện không may, trực tiếp truyền tống tới địa phương cách nơi đây xa vạn dặm, lúc này mới đến Hải Mộc Trấn. Dự định đi qua nơi đây chuyện tống trận rời khỏi. Nhưng linh lôi quả ta cũng là cực cảm giác hứng thú. Hắn để chứng minh cách nói của mình, giơ tay lên, một tia thanh sắc lôi điện ở đầu ngón tay chớp lên một cái, liền biến mất. Ba người đều là con ngươi co rụt lại, đặc biệt lão giả lưng còng, trong mắt lóe lên một tia cực độ khiếp sợ và kiêng kỵ. Bởi vì Lý Vân Tiêu vừa thi triển ra lôi điện chi lực, tinh thuần dị thường. Ngay cả chủ tu lôi hệ công pháp hắn cũng là tự than thở không bằng. Khụ khụ, bằng hữu nếu đối với linh lôi quả có hứng thú vậy là tốt rồi. Lão giả lưng còng ho khan vài cái, mới nói. Hải Mộc Trấn quy củ, bất kỳ người nào đều chỉ có thể mua có hạn linh lôi quả, đồng thời phải tiến hành cực kỳ nghiêm khắc quản lý và đăng ký. Mặc dù là cao giai vũ đế, một người cũng chỉ hạn mực mua 100 quả. Hắn sau khi nói xong cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, muốn nhìn được một chút manh mối biểu hiện của hắn. Bởi vì hắn thủy chung hoài nghi tu vi của đối phương, ở tuổi như vậy hoàn toàn không có khả năng bước vào cao giai vũ đế, chỉ ít danh dương thiên hạ bắc vực tứ tú đều làm không được. 100 quả, đủ làm cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ nói. Linh lôi quả chỉ có lớn chừng ngón cái. Đối với cường giả chủ tu lôi hệ thần thông mà nói. 1 vạn quả mới khó khăn lắm đủ. 1 vạn quả. Ba người đều là ngược hút một cái lãnh khí, hiển nhiên là bị Lý Vân Tiêu ăn nói lung tung chữ số hù dọa. Nông phụ mặt chữ điền nói. Không biết bằng hữu muốn bao nhiêu cả. Lý Vân Tiêu hỏi ngược nói. Không biết các ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu quả. Nông phụ mặt chữ điền bờ môi động đậy, muốn nói lại thôi, vẫn là quay đầu nhìn về phía lão giả lưng còng. Hiển nhiên lão giả lưng còng mới là tâm phúc của ba người. Điều này cũng cực kỳ bình thường, thế giới võ giả, vốn chính là người mạnh làm vua. Lão giả lưng còng nói. 1 vạn quả chúng ta là khẳng định không lấy ra được, kỳ thực trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu chữ hàng, chỉ là bình thường tiết kiệm xuống tới một ít, hơn nữa chung quanh thu mua được một ít, cũng liền khoảng chừng 1000 quả. Lý Vân Tiêu trong lòng một trận cười nhạt, biết lão giả lưng còng tất nhiên là đang nói dối. Ba gã trung giai vũ đế cường giả, há sẽ vì chính là 1000 quả linh lôi quả canh giữ ở bên ngoài Hải Mộc Trấn tìm người mua. Hắn cũng không nói ra, chỉ nói là nói. Đã như vậy, vậy cũng không có gì hay nói liễu. 1000 quả, xa xa không đủ nhu cầu ta cần, ta vẫn là trực tiếp tiến Hải Mộc Trấn đi xem đi. Lão giả lưng còng cũng không ngăn trở, trực tiếp tránh ra nói tới. Vậy không có biện pháp, bằng hữu xin mời. Nông phụ mặt chữ điền một bộ dáng muốn nói lại thôi, thân thể hơi động đậy, mà nam tử mắt xách còn lại là trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chỉ có lão giả lưng còng vẫn là mặt không biểu tình, bình tĩnh tự nhiên. Thần thái của ba người thu hết vào đáy mắt của Lý Vân Tiêu, không khỏi cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền trực tiếp hóa thành động quang rời khỏi, hướng phía Hải Mộc Trấn đi. Nông phụ mặt chữ điền nhìn Lý Vân Tiêu tiêu thất phía trước, lúc này mới nhịn không được nói rằng. Đa lão, thật vất vả gặp phải một người mua, hơn nữa cũng là thủ bút lớn như vậy, vì sao? Đa lão ngắt lời nói. Không cần nói, người này cực không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Nam tử mắt xách thần sắc khẽ động, giật mình nói.
Đà lão ý tứ là tu vi của hắn sẽ không thật là cao giai vũ đế ba. Ta xem xét cốt linh của hắn chỉ có trên dưới 20 tuổi, nếu là tu vi. Ba người đều là sắc mặt khó coi, nếu mắt thấy việc là thật, khó tránh khỏi quá nghịch thiên điểm, nghịch thiên đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nam tử mắt xích ổn định tâm thần, nói. Thiên vũ đại lục trong nhân tài mới xuất hiện, lúc này lấy Bắc vực tứ tú làm đầu, ta năm đó từng gặp qua Bắc Minh Lai Phong công tử và Lệ Phi Vũ công tử, đích thật là tư chất kinh thiên, nhưng lấy thiên phú như vậy, bây giờ có thể đủ bước vào trung giai vũ đế cũng liền đỉnh thiên. Đà lão trầm giọng nói. Ừ, việc này đích xác có nghi hoặc, do đó ta phải cẩn thận là hơn. Nhưng ngươi nói sai một điểm rồi, đại lục trong đám nhân tài mới xuất hiện, còn có một người ổn ở trên Bắc vực tứ tú. Nam tử mắt xích biến sắc, cả kinh nói. Ngươi là nói bị Tiền Hồng Nguyệt Thành thành chủ Khương Sở Nhiên xưng là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện Lý Vân Tiêu. Nông phụ mặt chữ điền cũng là giật mình nói. Lẽ nào người này là Lý Vân Tiêu? Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã người này đã có hơn một năm, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức. Thật giống như cùng với Khương Sở Nhiên cùng nhau triệt để tiêu thất, ta càng có nghe đồn người này từ lâu đã ngã xuống. Đà lão nói. Lời đồn há có thể tin, bị Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã, người này cuộc sống cũng sẽ không sống khá giả, người này vô cùng có khả năng trốn ở nơi nào đó tu luyện một năm nửa năm mới ra ngoài. Nông phụ mặt chữ điền nói. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nàng con ngươi đảo một vòng, nói. Không bằng chúng ta đem việc này thông chi Hồng Nguyệt Thành, nghe nói treo giải thưởng cực kỳ dày, sẽ không so với chúng ta kiếm ở đây khổ cực ít hơn. Đà lão liếc nhìn nàng một cái, nói. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Người này có khả năng lớn hơn chính là thân mang bảo vật ẩn nấp tu vi, có lẽ người này không phải người của tộc ta. Nam tử mắt xích gật đầu nói. Nếu không phải nhân tộc, lấy ánh mắt của chúng ta nhất định có thể liếc mắt nhìn thấu, chắc là có bảo vật gì ẩn nấp tu vi mới đúng. Vừa rồi hẳn là thoáng xuất thủ thử dò xét. Nông phụ mặt chữ điền sắc mặt phát lạnh, âm lãnh nói. Không bằng bây giờ đuổi theo. Đà lão lắc đầu, nói. Vẫn là bốn chữ, cẩn thận là hơn nếu hắn thực sự cần một vạn mai linh lôi quả mà nói, toàn bộ Hải Mộc Trấn có thể nói mở ra. Cũng chỉ có chúng ta, hắn cuối cùng vẫn sẽ tìm đến chúng ta nơi này. Nông phụ mặt chữ điền nói. Nhưng nếu hắn chỉ là ăn nói lung tung, căn bản không cần nhiều như vậy chứ. Trong tay chúng ta chữ hàng nhiều như vậy, thật sự là đứng ngồi không yên a. Nam tử mắt xích cũng là dầu dỉ nói. Ta hiện tại chỉ hy vọng vội vàng đem mấy thứ này rời tay, nếu là bị thần mộc thế gia phát hiện nói, sợ rằng sẽ phải trực tiếp đem chúng ta tỏa cốt dương hôi. Trong mắt của đà lão lóe lên một tia tinh mang, nói. Không vội việc này còn có bọn họ chĩa vào, bọn họ so với chúng ta gấp hơn. Hơn nữa ta hôm qua nghe nói vạn bảo lâu Giang Tu Chân cũng đi tới chấn này, có thể là vì linh lôi quả mà tới. Giang Tu Chân, vạn bảo lâu đại chấp sự chuyên môn phụ trách định thiên, định hải tam thành sự vật. Nam tử mắt xích trên mặt quang mang sáng ngời, nói. Nếu thật là người này tới. Vẫn là thật sự có cơ hội tuột tay. Ta nghe nói người này lòng tham không đáy, háo sắc vô độ, là hạng người vô cùng tốt để câu thông. Đà lão gật đầu nói. Nhân vật thân phận bực này đến Hải Mộc Trấn nhỏ, ngoại trừ linh lôi quả ra, nghĩ không ra những chuyện khác rồi. Chỉ bất quá Giang Tu Chân vừa xuất hiện, cũng đã bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, muốn liên lạc với hắn cực kỳ không dễ, nhưng bọn hắn sẽ phải nghĩ biện pháp. Chúng ta vẫn là tiếp tục ở đây chờ người mua đi. Về phần người tuổi trẻ kia, Lưu Hoài, liền do ngươi đi nhìn chằm chằm đi. Nhớ kỹ, cẩn thận là hơn, nghìn vạn lần chớ là ra cử động thất thường gì đấy. Nam tử mắt xích nghiêm mặt nói. Dạ yên tâm đi, đà lão. Nông phụ mặt chữ điền hồ nghi nói. Lấy người này cùng với thần mộc thế gia quan hệ, cần cố ý đến Hải Mộc Trấn sao? Hừm, thần mộc thế gia thì tính là thứ gì? Trên khuôn mặt già nua của đà lão lộ ra một tia khinh bỉ, nói. Nếu là không có phương thế lực, chỉ bằng thần mộc thế gia loại tiểu nhân vật này, cũng có thể khống chế ở Hải Mộc Trấn chợ lớn như vậy. Thần mộc thế gia tuy là phát nguyên từ Hải Mộc Trấn, nhưng cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, bản thân có thể có được linh lôi quả số lượng định mức sẽ không nhiều đâu. Nam tử mắt xách tiếng rên nói. Nếu thật là vạn bảo lâu có ý định tiến đến vậy thật tốt quá. Chúng ta có thể thừa loạn kiếm được một số lớn.
Ba người nhìn nhau cười, thân ảnh dần dần trở thành nhạt đứng lên, rất nhanh tiêu thất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu chui bay mấy canh giờ, sau đó trực tiếp trông thấy Bắc Hải rộng lớn vô ngần, ở ven bờ biển đứng vững một cái thành nhỏ, trực tiếp từ trên đại lục nhô ra một khối thổ địa kéo dài đến trong biển, giống như là một hòn đảo huyền phù ở trên mặt biển vậy. Bốn phía tràn đầy thúy lục sắc tùng lâm cây cối, kéo dài ra có mấy ngàn vạn mẫu to lớn, như là một mảnh thúy lục sắc rừng rậm. Phiến tùng lâm đều là cổ thụ cao lớn vô cùng, rễ cây trực tiếp chui vào đến trong nước biển, cũng không có nhận nhưỡng bùn đất, vô số cổ thụ rễ cây ở trong nước nối tiếp nhau đan vào, hình thành tấm lưới thật lớn rậm rạp chằng chịt, đem toàn bộ ven biển toàn bộ bổ đầy. Đại thụ này, Lý Vân Tiêu nhận được, chính là trên lệnh bài của thần mộc thế gia khắc cái loại cổ thụ che trời này, cũng chính là kết linh lôi quả không có rễ chi thanh cây. Hắn thi triển ra nguyệt đồng nhìn ngắm một cái, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, ở bên trong phương viên mấy trăm mẫu hải vực, đều có dấu vết cấm chế, hình như là một tòa trận pháp lớn như vậy ẩn tại hạ phương hải vực, trực tiếp đem toàn bộ thành nhỏ và toàn bộ vô căn chi thanh thụ bao phủ trong đó. Trận pháp thủ bút lớn như vậy, chỉ là duy trì kỳ vận chuyển đã cần rất nhiều tài nguyên, thần mộc thế gia này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của mình cặn bã. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn đại thụ tùng lâm, bên trong mơ hồ truyền ra lôi hệ nguyên tố, làm hắn cảm thấy một trận tim đập thình thịch, trên thân thể trực tiếp hiện lên đùng lôi quang, lôi quyết bị phía dưới chàng năng thật lớn dẫn động. Nghĩ không ra còn có lôi lâm điện hải như vậy, tạo vật thần kỳ không thể đếm hết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu một trận vui sướng, lắc mình mấy cái đã rơi trên mặt đất, hướng phía thành nhỏ chạy như bay. Ngoài thành hầu như không có một bóng người, bởi vì nơi đây hẻo lánh, tất cả nhân viên vãng lai đều là thông qua truyền tống đại trận. Nơi cửa thành cũng chỉ có mấy tên võ giả lười biếng canh giữ ở đó, trực tiếp từ trên bầu trời ngồi xếp bằng tu luyện. Một người trong đó mở mắt ra, lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Tên gì, từ đâu mà đến, tính danh, môn phái nào, tới làm cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Lý Phi Dương, tán tu võ giả, không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Không gian truyền tống xảy ra sai lầm, rơi ở ngoài thành, đến mua đồ ăn linh lôi quả. Thực lực thất tinh vũ tôn. Người nọ vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhếch lên một cái, hơi lộ ra vẻ giật mình, thần sắc lạnh như băng hỏa hoãn không ít, nói. Bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi thất tinh vũ tôn, người thanh niên thiên phú không tệ. Hắn xuất ra một ngọc bài đến, lăng không vẽ vài cái, đánh vào vài đạo phù ấn. Ngọc bài trên không trung lóe ra liên tục, hơn 10 đạo kim quang tụ tập vào bên trong, ở phía trên ngưng tụ thành một ít ký hiệu kỳ lạ. Sau đó liền hướng phía Lý Vân Tiêu bay đi. Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ ra chính mình mới vừa vào thành đã bị người khám phá ẩn giấu, chậm rãi không mục đích ở trong thành lắc lư đứng lên. Gần đây người tiến nhập hải mộc trấn hình như thoáng cái tăng nhiều hơn, tùy tùy tiện tiện đều có thể ở trên đường gặp được cường giả cấp bậc vũ đế. Không có thể như vậy, gần đây thoáng cái đều giới nghiêm bắt đi. Thần mộc thế gia đại đương gia Mộc Hữu Vân tự mình tọa trấn nơi đây. Chính là vì lần này đại mùa thu hoạch công việc. Ừ, năm nay là một năm linh lôi quả lần thu hoạch nhiều nhất, sắp tới 1/10 vô căn thanh thụ lần này kết quả thành thục, thảo nào sẽ dẫn đến thiên hạ rung động như vậy. Hắc hắc, rất nhiều còn chưa tới năm thanh cây đã ở dưới lôi điện tràng năng cường đại trước thời gian rồi kết quả, tương lai 30 năm sợ là sản lượng linh lôi quả sẽ nghiêm trọng khô kiệt 30 năm. Trên đường lớn bốn phía khắp nơi đều là đang bàn luận việc về linh lôi quả. Đối với năm nay đại diện tích kết quả cảm thấy thập phần hưng phấn. Lý Vân Tiêu thần thức quét qua, phát hiện nơi đây võ giả phần nhiều là lôi tu, còn dư lại liền căn bản là thương nhân. Hơn nữa hắn phát hiện nơi đây dĩ nhiên không có 7 đại thương hội phân bộ, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Đại nhân, vị đại nhân này. Đột nhiên ở bên cạnh một tên tiểu tử tinh quái nhảy ra ngoài, lộ ra vẻ lấy lòng, nói. Đại nhân đó là đến mua linh lôi quả. Lý Vân Tiêu quan sát một chút thiếu niên trước mắt này, bộ dáng chừng 15 tuổi, tu vi chỉ có trình độ đại vũ sư. Hơn nữa trong cơ thể thiếu niên mơ hồ truyền ra cảm giác cực nóng, nói rõ hắn chủ tu có thể là hỏa hệ mà không phải là lôi hệ, nói vậy chính là địa phương võ giả. Lý Vân Tiêu cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch ý tứ của thiếu niên, cười nói. Ngươi là muốn làm hướng đạo của ta. Thiếu niên vừa nghe chỉ biết hấp dẫn, vội vàng đại hỉ nói. Đúng thế ta tên gọi là A Mang, từ nhỏ đã ở trên hải mộc trấn lớn lên, nhất định có thể giúp đại nhân mua được linh lôi quả tốt nhất.
Lý Vân Tiêu nói. Tốt nhất, linh lôi quả cũng có đẳng cấp phân chia. A Mang cười nói. Tự nhiên linh lôi quả thành thục cũng chia làm phế phẩm, thứ phẩm, chính phẩm, thượng phẩm và cực phẩm 5 trình tự, bất đồng trình tự trong đó năng lượng ẩn chứa là sai lệch quá nhiều. Mà mỗi một đại nhân đi đến Hải Mộc Trấn đều chỉ có thể hạn mức số lượng nhất định mua quả thực, nếu như đều mua được phế phẩm, vậy khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Còn có nhiều chú ý như vậy. Được rồi, ta sẽ nhận ngươi làm hướng đạo của ta. A Mang đại hỉ nói. Ta muốn thù lao rất thấp, mỗi ngày 5 viên cực phẩm nguyên thạch thì tốt rồi. Giá tiền này cũng không tính là thấp, tương đương với 5 vạn mai trung phẩm nguyên thạch, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói tự nhiên là không đáng để ý. A Mang coi như là người giỏi quan sát sắc mặt, thấy đối phương không có phản ứng, chỉ biết cái giá này đã được tiếp nhận rồi, nội tâm ngoại trừ mừng rỡ ra, còn thầm nghĩ đáng tiếc không có báo thêm. Không biết tu vi của đại nhân cảnh giới là. A Mang thử thăm dò hỏi, thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng giải thích. Là như vậy, mỗi vị đại nhân có thể hạn mức mua linh lôi quả, cùng với bản thân tu vi có liên quan đấy. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói. Thất tinh vũ tôn. Cao như vậy. A Mang lại càng hoảng sợ, lập tức lộ ra thần sắc cung kính và hâm mộ. Trước mắt nam tử này nhìn qua cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, nghĩ không ra lại có tu vi khác nhau trời vực, trước đó còn tưởng rằng nhiều lắm là vũ tông vũ hoàng hình dạng, lúc này mới cảm tiến lên đây tự mình đề cử, nếu như ngay từ đầu chỉ biết Lý Vân Tiêu là cao giai vũ tôn, căn bản không dám đi lên. Hắn nhịn xuống kích động, nói. Thất tinh vũ tôn có thể mua hàng 40 mai linh lôi quả đại nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm ra phẩm chất thấp nhất cũng là thượng phẩm linh lôi quả đến. 40 quả. Lý Vân Tiêu hiển nhiên là ngại ít rồi, vừa rồi trên không trung bao quát dưới, rậm rạp chẳng chịt vô căn chi thanh thụ, chí ít cũng có mấy chục vạn cây. Đúng vậy, mặc dù là cửu thiên vũ đế cũng chỉ có 50 mai mua hạn mức. A Mang nói thật, đại nhân đừng xem giá mức ít, nhưng nếu 50 mai đều là thượng phẩm phẩm chất nói, cũng đủ một gã cao giai vũ tôn sử dụng một năm. Đây cũng là lúc trước định ra hàng năm phân phối số định mức lo lắng đến. Số này ngạch cân ngoài thành Đà lão nói nhưng thật ra không sai biệt lắm, Lý Vân Tiêu cau mày nói. Vậy nếu như là cao giai vũ đế thì sao đây? Có người nói cao giai vũ đế cũng chỉ có thể mua được 100 viên. A Mang cười nói. Đích thật là như vậy, nhưng trên đại lục này cao giai vũ đế số lượng quá có hạn, huống hồ là cao giai vũ đế chủ tu lôi hệ, càng như Phượng Mao Lân Giác, đại đa số võ giả đều là phụ tu lôi hệ thần thông. Đồng thời đến tu vi cấp bậc như bọn họ rồi, sợ là một vạn quả đều khó khăn duy trì một năm chi phí, phải tìm kiếm chí bảo càng thêm tinh thuần lôi hệ mới được, do đó 100 quả cũng chỉ là mang tính tượng trưng. Bằng không các đại môn phái chỉ cần phái ra cao giai vũ đế đến, thoáng cái đã phân hết toàn bộ thị trường linh lôi quả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thì ra là thế, hàng năm sản xuất linh lôi quả có thể có bao nhiêu? A Mang nói. Năm được mùa có hơn 5 vạn quả, năm mất mùa liền 1 vạn đều khó khăn. Hắn len lén quay đầu qua, thấp giọng nói. Phương diện này có không ít cũng là muốn chuyển vận cho các thế lực lớn, chân chính lưu thông trên đời phân nửa cũng chưa tới, vào lúc mất mùa, trên thành thị hoàn toàn không có quả có thể mua được. Lý Vân Tiêu nói. Ta mới vừa nghe có người nói năm nay sắp tới có 1/10 vô căn thanh thụ kết quả thành thục, đây cũng là bao nhiêu? A Mang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Năm nay không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tảng lớn trái cây thành thục. Vô căn chi thanh thụ, 30 năm mới nở hoa, 30 năm lại kết quả, tiếp qua 30 năm mới trưởng thành thục. Một gốc cây thanh thụ kết thành thục quả luân hồi thời gian là 90 năm, hàng năm phân hẳn là kết thành thục quả khoảng 9/10 mới đúng, mà bây giờ lại trực tiếp thành thục 1/10, điều này tương đương với sắp tới có 20 vạn trái cây chín. Hơn nữa nhìn xu thế còn giống như có rất nhiều trái cây sắp sửa thành thục. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nói như thế, thật đúng là kỳ dị rồi. Đúng thế à, việc năm nay hoàn toàn không nghĩ ra. A Mang cũng là sắc mặt cổ quái nói. Cứ theo đà này, sau này 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn sẽ là thời kỳ trái cây khan hiếm. Giá thị thân phận bài của ngươi, thu xong. Đây là vật cần để mua linh lôi quả. Bất luận một cái giao dịch nào đều sẽ ghi lại trong đó, lệnh bài này nương theo ngươi suốt đời, phàm là đi tới Hải Mộc Trấn đều phải dùng tới. Lý Vân Tiêu cầm lấy ngọc bài,
nói một tiếng cảm ơn sau đó liền hướng bên trong thành đi. Tên nam tử kia nhìn hắn bóng lưng biến mất, mở miệng nói. Trên dưới 20 tuổi liền có tu vi thất tinh vũ tôn, ở trên đại lục coi như là đứng đầu thiên tài, càng khó hơn chính là người này không môn không phái, không biết có thể đem hắn thu nạp đến đây hay không. Phía sau mấy người nhắm mắt tu luyện cũng hơi mở mắt ra. Một người trong đó cười lạnh nói. Không môn không phái, ta xem người này khí tức nội liếm, tu vi thất tinh vũ tôn cũng là hoảng hốt bất định, tựa hồ không giống mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Một người khác cũng là mở miệng nói rằng. Đích xác, tuy rằng chỉ có thất tinh vũ tôn, lại chẳng biết tại sao cho ta một loại cảm giác khó có thể địch nổi. Cái gì? Những người còn lại đều giật mình đứng lên. Tên kia chế tác ngọc bài nam tử càng sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Có thể cảm giác sai rồi hay không? Người đó là tu vi nhị tinh vũ đế A, hơn nữa của ngươi võ đạo đó là tu tâm thuật, đối với các loại không biết cảm ứng cực kỳ linh mẫn chuẩn xác. Người nọ cười khổ nói. Tự nhiên các ngươi biết ta võ đạo là tu tâm thuật, như thế nào sẽ cảm ứng sai lầm? Vừa rồi người trẻ tuổi kia nhất định che giấu tu vi thật sự của mình, nếu là ta không có đoán sai. Vô cùng có khả năng đã là trung giai võ đế. Tất cả mọi người thì giật mình đứng lên, một người nói. Tuổi tác của hắn có phải cũng ẩn nặc hay không, có lẽ là một lão quái vật trên 100 tuổi rồi. Người nọ lắc đầu nói. Trừ phi là trong truyền thuyết vài loại thần thông nghịch thiên, bằng không một người tuyệt không cách nào giấu giếm cốt linh của mình. Còn nữa coi như là tu luyện vài loại thần thông, ta cảm ứng cũng sẽ không sai, hắn thực sự chỉ có trên dưới 20 tuổi. Ha ha, tuy rằng ta vẫn bội phục của ngươi cảm ứng chuẩn xác, lần này ta là vô luận như thế nào đều không tin. Một người cười lạnh, nói. Trên dưới 20 tuổi trung giai vũ đế, coi như là Bắc vực tứ tú cũng không có nghịch thiên như thế. Người nọ trầm ngâm một trận, nói. Chỉ mong vậy đi, ta cũng hy vọng là chính mình cảm ứng sai rồi. Hắn nhìn bên trong thành phương hướng, ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Trước đó chế tác ngọc bài người nọ suy nghĩ một trận, nhân tiện nói. Người có chí riêng, người này giấu giếm mình cũng có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần không nguy hiểm cho đến Hải Mộc Trấn, chúng ta cũng liền không quản được nhiều như vậy, theo hắn đi thôi. Một người gật đầu nói. Đúng thế, trung giai vũ đế tu vi, còn không đến mức đối với Hải Mộc Trấn sản sinh cái ảnh hưởng gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện. Những người còn lại cũng đều thu liếm tâm thần, không nghĩ nữa những chuyện khác, đả tọa nhập định đứng lên. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Thiên địa dị quả, tự có linh tính của nó, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng một chỗ thành thục, tất nhiên có nguyên nhân. A mang gương mặt vẻ mờ mịt, nói. Đây cũng không phải là ta có thể biết được, bất quá ta nghe nói thần mộc thế gia đích xác phái người đến tra xét. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Những linh lôi quả này thực sự thuộc về thần mộc thế gia sao? Tài nguyên to lớn như vậy, căn bản không phải thần mộc thế gia vô danh tiểu tốt đó có thể nuốt trôi, vừa rồi hắn bay lên không phát giác đến trận pháp, bên trong tự ẩn giấu sát khí cực kỳ lợi hại. Nếu là một tông phái chiếm trấn này, trường kỳ khổ tâm kinh doanh, đã sớm nên dương danh lập vạn mới đúng, không đến nổi ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua. Sắc mặt của A mang chợt biến đổi, tựa hồ có chút sợ, xanh mặt nói. Đương nhiên là thần mộc thế gia toàn bộ, đại nhân nghìn vạn lần đừng nghe một ít lời đồn đại lung tung. Lý Vân Tiêu nói. Nga, là cái lời đồn gì? A mang tự biết nói lỡ, vội vàng nói. Không, không có lời đồn gì, không nói chuyện này. Việc này đối với đại nhân mua linh lôi quả không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lý Vân Tiêu nhìn biểu tình của hắn liền lập tức hiểu rõ ra, chính mình đoán tuyệt đối không sai. Thần mộc thế gia gì đó hẳn là một khôi lỗi. Dù sao phiến tài nguyên lớn như vậy, ở ven biển khu vực này, thực lực vượt lên trước thần mộc thế gia có khối người. Mặc dù thần mộc thế gia giỏi về kinh doanh, mượn hơi nịnh bợ thế lực khắp nơi, chỉ cần tự thân thực lực không đủ, nhất định sẽ có đi ra chiếm mất tư nguyên. Thế giới chính là tàn khốc như vậy, nhược nhục cường thực, thực lực bao lớn mới có thể có đạt được nhiều tài nguyên. Đối với thế lực sau lưng thần mộc thế gia là ai? Hắn một chút hứng thú cũng không có, hiện tại chỉ đối với linh lôi quả, thậm chí là nguyên nhân sản sinh rất nhiều trái cây thành thục cảm thấy hứng thú. Ta vừa mới đi dạo một vòng, vì sao không gặp 7 đại thương minh thương hội, ngược lại thì rất nhiều tiểu thương hội lẻ tẻ.
ha ha, điểm ấy ta đúng là có biết. Bởi vì linh lôi quả căn bản không buồn tiêu thụ, phần lớn lợi nhuận đều trực tiếp chộp vào trong tay thần mộc thế gia, do đó tuy rằng trái cây dễ bán, nhưng thương hội đảo tay, có thể kiếm lợi nhuận cũng không lớn, do vậy bảy đại thương hội căn bản chướng mắt cái chợ này. A Mang lần thứ hai len lén thấp giọng nói rằng, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu thương sẽ đang lén tiến hành đầu cơ trục lợi, nếu là đại nhân cầu mua số định mức vượt lên trước 40 quả, ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ với mấy người bán, chỉ ít có thể nhiều hơn ra 5-6 quả, nhưng phẩm chất ta cũng không dám bảo đảm. 5-6 quả, còn không bảo đảm phẩm chất. Lý Vân Tiêu một trận cười khổ, lắc đầu nói. Trước tiên mang ta đi mua 40 quả cực phẩm quả đi. Cực phẩm quả hiện tại. A Mang kinh ngạc một chút. Lý Vân Tiêu nói. Thế nào, có vấn đề gì? Không không không, đại nhân ngài không cần nóng lòng. A Mang vội vàng giải thích. Bây giờ địa phương có thể đủ bán ra cực phẩm quả, cũng có 2-3 nhà đại thương hội, nhưng giá cả cực độ xa xỉ. Nếu là đại nhân nguyện ý đợi thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ cần cây trong rừng thành thục trái cây hái xuống, tất nhiên sẽ dẫn đến giá cả giảm mạnh, ta phỏng chừng ít nhất phải giảm xuống 1/3. Hắn một bộ dáng người trong nghề, tỉ mỉ phân tích đứng lên. Lý Vân Tiêu ách nhiên thất tiếu, nói. Mới 40 quả mà thôi, đi thôi. A Mang nhất thời biết gặp được đại kim chủ, cũng thập phần hưng phấn, nói. Vậy đến bên trong thành lớn nhất Hồng Hoa Thương Hội. Hải Mộc Trấn cũng không nhỏ, A Mang gọi tới một chiếc thủy bộ lưỡng thê thay đi bộ xa thuyền. Bởi vì trấn nhỏ trực tiếp kéo dài đến trong biển rộng, như là một hòn đảo vậy, đại bộ phận địa phương vẫn là nước biển, đường bộ ngược lại là số ít. Xa thuyền thay đi bộ ngự thú tựa hồ là hải bò một loại biến chủng, có thể hai con hoạt động, tốc độ còn không chậm. Xa trên thuyền Lý Vân Tiêu còn thử một chút buôn lậu linh lôi quả có khả năng, lúc này đem A Mang sợ hãi, thậm chí phí hướng đạo cũng không cần đã muốn xuống xe rời đi. Thẳng đến Lý Vân Tiêu thừa nhận là nói đùa, thiếu niên này mới bình tĩnh xuống tới, nhưng trên mặt vẫn còn sợ hãi. Đại nhân nghìn vạn lần đừng có tâm tư buôn lậu linh lôi quả vậy cũng là tuyệt đối tử tội. Ta nhớ kỹ năm ta 10 tuổi, có 7-8 gã vũ đế cường giả muốn tiến hành hoạt động này. Sau đó đầu lâu không đầu liền trực tiếp treo ở trên cửa thành. Ha ha, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không xúc phạm quy củ bên trong thành, chờ ngươi đưa ta mua hàng 40 quả cực phẩm quả, sau đó ngươi có thể rời khỏi. Lý Vân Tiêu khẽ cười rộ lên. Đi, A Mang mặc dù có chút luyến tiếc vị đại kim chủ này, nhưng nghĩ tới đối phương ngôn luận, trong lòng một trận sợ hãi. Hắn hết sức rõ ràng kết cục buôn lậu linh lôi quả. Hắn bất quá là một gã đại vũ sư mà thôi, dính vào loại sự tình này mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói, bên trong thành linh lôi quả là thần mộc thế gia thống nhất ngắt lấy sao? Những vô căn chi thanh thụ này là thiên địa hình thành hay là hậu nhân trồng? A Mang nói, thần mộc thế gia có nhân viên đặc biệt ngắt lấy, bởi vì vô căn chi thanh thụ trong rừng lôi điện tràng năng quá lớn, phổ thông võ giả đợi ở bên trong là vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ phải mặc áo giáp đặc biệt phòng lôi, còn phải dùng kim kích tử mới có thể đem linh lôi quả hái xuống. Kim kích tử. Lý Vân Tiêu như có sở ngộ nói. Kim có thể khắc mộc, như vậy có thể không bị thương đến cây quả. A Mang khen. Đại nhân quả nhiên thông tuệ nếu là mạnh mẽ hái xuống, không chỉ có hao tổn lực lượng cực lớn, hơn nữa dễ thưởng tổn đến thanh thụ. Ở hồi lâu trước căn bản cũng không có hải mộc trấn này. Là đột nhiên từ trên biển rộng phiêu lưu tới được đảo nhỏ, chậm rãi diễn biến sau đó liền trực tiếp giống như đại lục liên tiếp ở cùng một chỗ. Lúc trước tuy có vô căn chi thanh thụ, nhưng cũng không nhiều, sau này thần mộc thế gia cố ý trồng xuống mới diễn biến thành quy mô như bây giờ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đúng là từ trên Bắc Hải bơi tới. Hắn như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói. Thần mộc thế gia thật là có năng lực, có thể tài bồi ra thiên tài địa bảo. Hơn nữa diễn biến thành trăm vạn quy mô như này. Đó là đương nhiên thần mộc thế gia hiện tại đó là định thiên thành một trong tam đại thế lực. A Mang gương mặt lộ vẻ hướng tới, nói. Đợi thực lực của ta bước vào tứ tượng cảnh vũ quân, phải đi thần mộc thế gia nhận lời mời, tranh thủ có thể mưu được một phần thật là tệ sự. Lý Vân Tiêu cười khẽ không nói. Tàu xe rất nhanh từ trên đất bằng trực tiếp bước vào thủy vực, nhưng tốc độ lại duy trì không đổi. Rất nhanh quẹo trái sang phải 6-7 chỗ, trực tiếp ở trước một cái cửa hàng khá lớn ngừng lại. Bởi vì hải mộc trấn quanh năm ngâm ở trong nước biển,
do đó đại bộ phận kiến trúc đều chọn dùng một loại ám hồng sắc thạch tài và một loại vật liệu gỗ ngân sắc, nhìn qua trang sức màu đỏ làm khỏa. Trên tấm biển của cửa hàng treo một đóa tiểu hoa tinh xảo màu đỏ, chính là tên gọi của nhà thương hội này. Trước cửa hàng tuy là thủy lộ, lại dường như hoạn lộ thênh thang, không ít võ giả trực tiếp đạp thủy mà đi, có nói có cười, cùng với ở trên đất bằng không hề khác biệt. Đại nhân, đến rồi. Nơi này chính là một trong hai nhà thương hội lớn nhất Hải Mộc Trấn. A Mang mời ra Lý Vân Tiêu, hai người cũng đạp nước biển, đi vào trong cửa hàng. Thương hội mặt tiền của cửa hàng tương khảm trận pháp Na Phớt đó, trực tiếp cô lập nước biển, không thể tràn đầy đến giải bên trong. Hai người đi vào, sau đó A Mang đã kêu to lên. Tiền trưởng quỹ, đi ra. Một bộ dáng chỉ cao khí ngang, nghênh ngang ở trong điếm đi mấy bước. Lý Vân Tiêu bốn phía vừa nhìn, cùng với phổ thông thương hội không gì khác biệt, chỉ bất quá A Mang hô một tiếng, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tới. Hắn gương mặt xấu hổ, ho khan vài cái, ý bảo không nên đường hoàng như thế. Gì, là A Mang, người hồ đồ thì thầm cái gì? Trên mặt một gã hỏa kế lộ ra vẻ không hài lòng, ánh mắt ở trên người Lý Vân Tiêu quan sát vài cái, lập tức hiểu được, nói. Vị đại nhân này là tới mua linh lôi quả đi. A Mang vội vàng cướp lời nói. Đương nhiên vị đại nhân này là ta đưa tới kim chủ, có bút thiên đại buôn bán, để tiền trưởng quỹ đi ra tiếp khách. Lý Vân Tiêu gương mặt hắc tuyến, mua 40 quả cũng coi như thiên đại buôn bán. Nhìn bốn phía ánh mắt trông lại, hắn nhất thời đỏ mặt lên, nói. Đến mua mấy cái linh lôi quả mà thôi, không nhọc trưởng quỹ đi ra. Đám hỏa kế hung hăng trừng mắt nhìn A Mang một cái, quát dẹp đường. Chỉ biết quấy rối. A Mang nóng nảy, vội hỏi. Ta quấy rối, vị đại nhân này đó là đại kim chủ, muốn mua 40 mai cực phẩm linh lôi quả. Cái gì? Đám hỏa kế cả kinh, trong tròng mắt phóng xuất quang mang, nói. 40 mai, cực phẩm quả, xin hỏi đại nhân ngọc bội có đó không? Lý Vân Tiêu đem ngọc bội đưa tới. Hắn phát hiện xung quanh không ít người đều lộ ra thần sắc giật mình tới, dù sao 40 quả hạn ngạch còn đại biểu cho thực lực của người này. Mọi người trông lại trong ánh mắt, có một nam một nữ đưa tới Lý Vân Tiêu chú ý. Nam tử mặt như quan ngọc, lại hổ thể cánh tay vượt, cánh tay dị thường thô to. Nữ tử còn lại là vai như gọt đẽo eo nhỏ, vóc người cao ráo, có khuôn mặt như trứng ngỗng, hai người lại có tu vi vũ đế cấp bậc. Hơn nữa đồng dạng là khóe miệng nhếch lên mỉm cười đang quan sát hắn. Nguyên bản hai gã đề giai vũ đế cũng không có gì, nhưng trên người hai người này đã có loại cảm giác nhàn nhạt kỳ lạ, Lý Vân Tiêu nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quả nhiên đại nhân phối ngạch có thể mua 40 mai, nhưng đại nhân xác định đều phải cực phẩm lôi linh quả. Giá cả kia đó là xa xỉ nha. Hỏa kế rất cung kính đem ngọc bội đưa lên, thần thái khiêm tốn không ngớt. A Mang bộ dáng vênh váo, hai tay chống nạnh quát dẹp đường. Người tên ma cà bông kia, còn hoài nghi vị đại nhân này không có tiền phải không? Mau cút đi gọi tiền trưởng quỹ, cấp bậc của ngươi không đủ. Hỏa kế hung hăng cho A Mang một sắc mặt, liền cười làm lành nói. Đại nhân mời vào trong này, mời được quý khách đang lúc sau đó, ta đây phải đi gọi tiền trưởng quỹ tới. Lý Vân Tiêu vốn định ngăn lại, nhưng thấy bên trong cửa hàng ánh mắt phây xem. Cực kỳ mất tự nhiên, cũng liền đồng ý. Hắn vừa vào quý khách, liền nghe bên ngoài truyền tới các loại nhỏ giọng nghị luận. 40 mai, người nọ chẳng lẽ là cao giai vũ tôn, thấy thế nào đi tới trẻ tuổi như vậy? Hừ, cao giai vũ tôn mà thôi, ta ngày hôm qua còn thấy có cửu thiên vũ đế tới mua linh lôi quả. Ừ, năm nay tình huống xác thực rất đặc thù, sản lượng quá lớn, thế nhưng giá cả lại một điểm không giảm. Giảm. Tại sao muốn giảm, năm nay làm ầm ĩ như thế, Hải Mộc Trấn chí ít trong vòng 10 năm đều sinh không ra mấy trái cây đấy, theo ta thấy còn phải kéo lên cao mới được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắc hắc, chỉ ngươi có đầu óc, đáng tiếc mức mua bị hạn chế, bằng không chúng ta cũng có thể làm thêm một ít, hiện tại chỉ có thần mộc thế gia có thể độn hàng. Mọi người bảy mồm tám miệng nghị luận. Lý Vân Tiêu chú ý tới một nam một nữ kia rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng. Hai người này cũng không phải yêu tộc, lại mang huyết mạch chi lực cực mạnh, chẳng lẽ là... Đang lúc hắn trầm tư, cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra, trước đó đám hỏa kế kia cùng với một người trung niên nam tử đi đến. Lý Vân Tiêu thần thức đảo qua,
trung niên nam tử cũng có thực lực vũ hoàng đỉnh phong, Hồng Hoa Thương hội này sợ là cũng không đơn giản. A Mang vừa thấy trung niên nam tử, cái loại bộ dáng vênh váo cũng nhất thời không có, vội vàng nói. Vị này đó là Hồng Hoa Thương hội một trong năm vị đại trưởng quỹ tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong lòng cũng là thầm giật mình, bị hắn trẻ tuổi dọa kinh sợ, vội hỏi. Vị đại nhân này đó là muốn mua 40 mai cực phẩm linh lôi quả. Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ là đến mua 40 quả mà thôi, đâu cần phải dùng tới thận trọng như thế sao? Tiền trưởng quỹ cũng là nở nụ cười, lập tức phân phó trà ngon đã bưng lên, mình cũng ở đối diện của Lý Vân Tiêu ngồi xuống, khẽ cười nói. Đại nhân chắc là lần đầu tiên tới Hải Mộc Trấn đi, nếu 40 mai này chỉ là thượng phẩm nói, đều hết sức dễ dàng. Nhưng cực phẩm quả lại là khan hiếm, mà là giá tiền này. Lý Vân Tiêu nói, một quả cực phẩm là quả bao nhiêu tiền, thứ bậc khác lại là bao nhiêu? Tiền trưởng quỹ cười nói, ha ha, một quả tàn quả giá tiền là 1 vạn trung phẩm nguyên thạch, thứ quả là 10 vạn, chính phẩm còn lại là 80 vạn một quả, thượng phẩm liền đạt tới 200 vạn một quả. Về phần cực phẩm linh lôi quả, ít nhất là 500 vạn trung phẩm nguyên thạch một quả, hơn nữa phải xếp hàng đẳng hóa. Nếu là đại nhân vội vã muốn nói, còn phải thêm 20% chen ngang tiền. Lý Vân Tiêu biến sắc, trầm giọng nói. Nói như vậy, ta bây giờ muốn lấy linh lôi quả nói, cần tới 600 vạn một quả làm giá cả. Các ngươi cướp đoạt nguyên thạch a. A Mang liên tục cho Lý Vân Tiêu nháy mắt ra dấu, hiển nhiên là cái giá tiền này đắt. Không đáng, đồng thời trực tiếp nói. Chúng ta không vội, chờ lâu một đoạn thời gian. Tiền trưởng quỹ liếc nhìn A Mang một cái, đạm nhiên cười nói. Có chờ đợi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ít hơn so với cái giá tiền này đâu. Tuy rằng năm nay tình huống khác thường, tảng lớn trái cây thành thục, nhưng điều này tương ứng tương lai 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn cung ứng suy kiệt, mà linh lôi quả bảo quản thỏa đáng mà nói, 10 năm ít hội có bất kỳ linh khí sói mòn. Điểm ấy Lý Vân Tiêu cũng minh bạch, thiên tài địa bảo tuy rằng cực kỳ khó được, nhưng một ngày thành hình, bên trong linh khí cũng là thập phần vững chắc, mặc dù không có bất kỳ bảo quản thi thố, tốc độ linh khí sói mòn cũng thập phần chậm rãi. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi nói. Tiền trưởng quỹ cũng biết vì sao đột nhiên toàn bộ trái cây đồng thời thành thục không? Tiền trưởng quỹ cười nói. Đây chính là bí mật đoàn, thần mộc thế gia đã phái người dò xét, nhưng tựa hồ còn không có kết quả gì. Lập tức liền có kết quả, sợ cũng không phải chúng ta cấp bậc này có thể biết đến. Lý Vân Tiêu biết hắn nói không sai, cũng không có gì đáng hỏi, nhân tiện nói. Hiện tại liền cho ta 40 mai cực phẩm quả đi. Mấy người tất cả giật mình, tiền trưởng quỹ cũng là sửng sốt một chút, nghĩ không ra đối phương quyết đoán như thế, không dám xác định hỏi nói. Đại nhân ngài thật muốn mua 40 mai cực phẩm quả, đồng thời muốn hàng hiện có. Đây chính là phải thêm giới 20%. Hắn rất sợ Lý Vân Tiêu không biết rõ ràng, phỏng chừng nhấn mạnh nói một chút. A Mang cũng là liều mạng nháy mắt. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đúng thế. Hắn ném ra một cái túi đựng đồ, nói. Tổng cộng là 2.4 ước vạn trung phẩm nguyên thạch, người xem một chút đi. Tiền trưởng quỹ lại càng hoảng sợ, vội vàng run rẩy nâng lên túi đựng đồ, thần thức quét qua mấy lần. Sau đó mới dám xác nhận xuống tới, nặng nề hô khẩu khí, nói. Đích thật là 2.4 ước vạn đại nhân ngài chờ đã, ta đây phải đi điều hàng cho ngài. Điều hàng? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Một cửa hàng lớn như vậy, 40 cực phẩm trái cây cũng không có. Tiền trưởng quỹ cười khổ nói. Đại nhân nói nở nụ cười, đây chính là cực phẩm quả A, ngài một người đều là giá trị mấy ức giao dịch, trong điếm nào dám gửi nhiều như vậy. Các trái cây phẩm cấp khác cũng không ít, cực phẩm quả chỉ tồn 10 mai, hiện tại trước tiên cho ngài, còn 30 mai ta chỉ cần nửa canh giờ là có thể điều trở tới đây. Hắn lập tức phân phó hạ nhân rất chiêu đãi, chính mình lập tức điều phối đi. Vài tên tỷ nữ xinh đẹp tiến đến, dâng lên trà trước đó toàn bộ thay đổi một lần, lập tức hương khí bốn phía. Lý Vân Tiêu cười nói, tiền trưởng quỹ này thực sự là hiện thực, ngay cả trà đều đổi thành tốt nhất. Hắn hớp một ngụm lập tức nghĩ vui vẻ thoải mái, cũng bắt chuyện A Mang cùng nhau phẩm thường. A Mang cười khổ nói. Đây là tối thượng phẩm Hồng Châu trà, một bầu giá trị chỉ ít ở trên 1.000 nguyên thạch. Đại nhân, ngài vì sao không muốn chờ lâu thêm một lát?
hắn đều thay Lý Vân Tiêu tiếc nuối không dứt, trên mặt thần sắc hết sức phức tạp. Lý Vân Tiêu nhìn thấu A Mang tựa hồ có chút áy náy, khẽ cười nói. Hai ức mà thôi, không cần chú ý. A Mang cười khổ nói. Hai ức mà thôi, thế giới của các vị đại nhân, chúng ta đám lâu la này đích xác không rõ. Lý Vân Tiêu lấy ra một đống nguyên thạch ném cho hắn, nói. Đám nguyên thạch này là thù lao của ngươi, làm phiền ngươi, ta không có chuyện gì khác nữa, ngươi bận rộn đi thôi. A Mang đếm, lại có đủ 20 mai cực phẩm nguyên thạch, trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ, đem nguyên thạch đưa trở về, nói. Đại nhân, những nguyên thạch này ta không thể nhận, thực không dám đấu giếm, ta mang ngài đến nơi đây mua linh lôi quả, cũng là có tỷ lệ tiền hoa hồng nhất định. Ngươi một lần giao dịch hơn 2 ức, 3 điểm tiền hoa hồng đủ cho ta mấy chục năm tiêu hao. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói không cần chú ý, một con ngựa đổi một con ngựa, những thứ này là ngươi nên được. A Mang cắn răng, nói. Được ta đây sẽ không khách khí, tại đây cáo từ. Hắn đem nguyên thạch trên bàn cầm lấy, cúi người xuống thấp giọng nói. Đại nhân nếu là muốn nhóm lớn linh lôi quả, có thể đi Thiên Sơn Lầu thử một lần vận khí. Nói xong, A Mang liền thu lấy nguyên thạch, cũng không quay đầu lại liền đi. Thiên Sơn Lầu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhớ kỹ ba chữ này, chưa phát giác ra nở nụ cười, biết đây là A Mang băn khoăn, do đó đem một ít tin tức tiết lộ ra. Hai ức trung phẩm nguyên thạch tuy rằng không phải số ít, nhưng đối với đem Đông Hải Vương cung đào mỏ không còn, ngay cả địa mạch linh mỏ đều móc xuống như hắn mà nói, đích xác chỉ là mưa bụi mà thôi. Rất nhanh, liền có một nữ tỳ khuôn mặt xinh đẹp ở dưới vài tên vũ tôn cường giả hộ tống, bưng một cái mâm nhỏ màu vàng đi đến. Cái mâm kia dạng hình tròn, từ vàng ròng chế tạo, mặt trên vẽ lên vô căn chi thanh thụ đồ án, kim chi lá xanh, trông rất sống động. Đại nhân, ngài mua quả thực. Nữ tỳ kia nhợt nhạt cười, phong tình vạn trùng, đem khăn bạc trên mâm xốc lên, mấy đạo thanh sắc lôi điện dính trên giấy, lôi ra hổ quang thật dài tới. Trên toàn bộ mâm vàng càng chớp động đùng đùng, không ngừng có lôi điện chảy ra, như là nước sôi trào tràn đầy hướng bốn phía. Bên trong mâm 10 quả thực màu xanh lớn chừng bằng móng tay thẳng ở trong đó, không ngừng tản mát ra lôi điện chi lực, hấp dẫn bài xích lẫn nhau, bị vây dưới một loại trạng thái cân đối. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, liền biết mình kiếp trước đã gặp chính là cực phẩm linh lôi quả, cùng với 10 quả thực này không gì khác biệt. Nơi đây có thể có mật thất. Trong lúc tiền trưởng quỹ đang điều tới 30 quả khác, ta nghĩ muốn bế quan một trận. Hồng Hoa cửa hàng đích xác có một mật thất, đại nhân ngài là đỉnh cấp quý khách, tự nhiên có thể hưởng thụ. Nữ tỳ kia tựa hồ cũng có quyền lợi nhất định, lập tức để kẻ khác an bài xong xuôi. Lý Vân Tiêu nói. Rất tốt. Hắn vung tay lên, liền đem 10 mai linh lôi quả đều thu vào. Nữ tỳ kia trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, hiển nhiên giật mình không nhỏ. Bởi vì giao dịch trọng đại như thế, đối phương tựa hồ chút nào không để ở trong lòng. Nhưng nàng trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, cười nói. Đại nhân mời đi theo ta. Trên mặt nhiệt tình càng thêm mê người. Lý Vân Tiêu cười nói. Cô nương gan dạ sáng suốt không nhỏ, dưới lôi điện lóe ra dĩ nhiên không có một tia ý sợ hãi. Nữ tỳ sửng sốt, lập tức cười nói. Thói quen mà thôi. Lý Vân Tiêu chỉ là cười khẽ. Cũng không giải thích, nữ tỳ kia có một loại cảm giác bị người toàn thân nhìn thấu, cực độ khó chịu, gương mặt hơi nóng hồng lên. Rất nhanh, hắn liền bị mang vào một chỗ mật thất. Nhìn Lý Vân Tiêu đi vào, nữ tỳ kia dáng tươi cười mới dần dần thu hồi lên, lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi xem người này làm sao? Tiền trưởng quỹ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện phía sau nàng. Nữ tỳ kia chậm rãi nói rằng, người này thực lực không tầm thường. Tài lực hùng hậu, chắc là một cái đại thế gia công tử, hơn phân nửa là tự hành đi ra lịch luyện. Trên ngọc bài tin tức cũng là biểu hiện hắn từ ngoài thành mà đến, chính hắn công bố là truyền tống thời không đang lúc làm lỗi mới rơi xuống ở phụ cận. Tiền trưởng quỹ nói, ý tứ của tiểu nhiễm là, người này không thành vấn đề a. Tiểu nhiễm cười nói, ta cũng không nói không có vấn đề, điểm đáng ngờ rất nhiều. Tỷ như có thể tra xét gần nhất truyền tống ghi lại. Nhìn xem có xuất hiện không gian ba động hay không. Còn có chính là, nếu như là từ ngoài thành mà đến, hơn phân nửa gặp được những người đó, phải biết rằng trong tay những người đó linh lôi quả so với chúng ta giá cả ưu đãi hơn, vì sao không từ trong tay bọn họ mua đến, lại muốn vào thành tới.
Sắc mặt của tiền trưởng quỹ cũng là ngưng trọng, nói. Tiểu Nhiễm vừa nói như vậy, đích thật là điểm đáng ngờ trùng trùng, nếu không ta lại tỉ mỉ khiến người ta tra xét. Tiểu Nhiễm lắc đầu nói. Không cần, bất quá là 40 mai cực phẩm linh lôi quả mà thôi, hiện tại Hải Mộc Trấn dũng mãnh vào quá nhiều người, nào có nhiều tinh lực như vậy tìm hiểu từng người, cho hắn toàn bộ quả thực, để hắn sớm một chút rời khỏi là được. Ừ, tốt. Tiền trưởng quý ứng tiếng nói, tựa hồ còn phải nghe theo cô gái này mệnh lệnh. Lý Vân Tiêu tiến nhập trong mật thất, sau đó liền hai tay kết ấn, bày ra một đạo phòng ngự, lúc này mới yên tâm đem 10 mai linh lôi quả lấy ra ngoài. Hắn duỗi tay bắn ra, liền một đạo lôi quang hồ quang điểm rơi, một quả thực trực tiếp bắn ra lên. Ba ba, còn lại 9 quả thực lôi điện chàng năng cân đối trong nháy mắt bị đánh phá, thoáng cái một lần nữa sắp hàng, càng có mấy mai trực tiếp bị hút lấy nhau. Lý Vân Tiêu nắm quả trên không trung, đặt ở lòng bàn tay đưa mắt nhìn một trận, thần thức càng ở trong đó tỉ mỉ đảo qua. Hắn trầm tư một chút, liền trực tiếp hướng trong miệng ném một cái, rắc một tiếng liền cắn nuốt xuống. Gương mặt của hắn hiện ra thanh sắc như lôi, có điểm quang hiện lên chớp động. Vị đạo bình thường, bất quá linh khí và lôi điện chi lực rất mạnh, nếu là đại lượng dùng nói, đối với lôi quyết rất có ích lợi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sáng ngời, sau đó lại rơi vào trầm tư, nói. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, phải đại lượng dùng mới được, xem ra còn phải đến Thiên Sơn Lầu một chuyến, có lẽ ra khỏi thành tìm ba người kia. Hắn cầm lấy 9 mai quả thực còn lại trên mâm vàng, thoáng cái đem toàn bộ ném vào trong miệng, nuốt xuống. Đùng đùng. Nhất thời trên người hồ quang lóe ra liên tục, trực tiếp từ trước ngực nhảy bắn ra, nhằm phía tứ chi bách hài, một cảm giác thoải mái không nói ra được lan tràn toàn thân. Thật là tinh thuần ất mộc lôi điện chi lực. Trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động sắc mặt vui mừng, nhắm hai mắt bắt đầu luyện hóa hấp thu. Phổ thông võ giả đạt được linh lôi quả đều là tìm thuật luyện sư luyện chế thành linh lôi đan, không chỉ có hiệu quả đều cao, hơn nữa càng an toàn, giống như hắn trực tiếp ném cả vào trong miệng nuốt ăn. Một ngày một đêm sau, Lý Vân Tiêu mới đưa 10 cái lực lượng của linh lôi quả đều hấp thu chuyển hóa, từ trong mật thất đi ra. Đại nhân, đây là quả thực còn dư lại, mời ngài kiểm tra và nhận. Tiền trưởng quỹ sớm đã chuẩn bị xong còn dư lại 30 mai, cười dâng lên. Lý Vân Tiêu hơi chút nhìn lướt qua, cũng không tỉ mỉ kiểm tra, liền đều thu hồi, nói. Đa tạ, xoay người sẽ phải rời khỏi. Tiền trưởng quỹ sửng sốt một chút, có thể là cảm giác quá mức quyết đoán, vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài năm nay mua số định mức đã đầy, không biết đại nhân tiếp tục lưu ở trong thành, hay là ngay hôm nay liền rời đi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Thế nào, tiền trưởng quỹ vì sao quan tâm tới hành trình của ta? Tiền trưởng quỹ tự biết có chút thất thố, cười nói. Chỉ là tùy ý vừa hỏi, dù sao gần nhất bên trong thành võ giả tăng nhiều, vẫn là rời đi được tốt hơn. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, nói. Đã biết, tiền trưởng quỹ nhìn bóng lưng của hắn chậm rãi tiêu thất, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Lý Vân Tiêu ra khỏi Hồng Hoa Thương Hội, hơi trầm tư một chút, liền hỏi rõ địa chỉ của Thiên Sơn Lâu, hơn nữa Thiên Sơn Lầu này chỉ là một tiểu thương hội, tựa hồ người biết cũng không ít. Đạp đạp, hắn đang hướng về phía Thiên Sơn Lầu đi, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, trực tiếp dẫm nát trên mặt nước. Đang khóe miệng mỉm cười nhìn hắn. Chính là trong thương hội xuất hiện qua một nam một nữ kia. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, âm lãnh nói. Nhị vị thực sự là tính tình nhẫn nãi, dĩ nhiên chờ ta một ngày một đêm. Nam tử hổ thể cánh tay vượn ôm ngực mà đứng, lớn tiếng cười nói. Các hạ không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu gì cả. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Không phải là người xấu. Như vậy chờ ta một ngày một đêm, chẳng lẽ là có chuyện tốt phải không? Nữ tử trách tội nhìn nam tử một cái, khẽ cười rộ lên, nói. Tuy không phải chuyện gì tốt, nhưng là cũng không phải chuyện xấu. Chúng ta muốn dùng giá kép thu mua 40 mai cực phẩm linh lôi quả trên người ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Được, lấy 200 ức trung phẩm nguyên thạch tới là được. Hai người tiên vừa nghe đã sửng sốt một chút, thế nào quyết đoán vậy? Cùng với dữ liệu hoàn toàn khác nhau a, sau khi nghe xong, sắc mặt của hai người nhất thời âm trầm xuống. Nam tử phẫn nộ quát. Chúng ta thu mua linh lôi quả của ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Lý Vân Tiêu há to mồm, giật mình nói. Trùng hợp thần kỳ này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi mạnh mẽ muốn mua đồ của ta, còn là tốt với ta. Hai vị là Lôi Phong Vũ Đế truyền nhân. Cô gái nói. Sư huynh của ta nói không sai, ngươi mới vừa rồi ở Hồng Hoa Thương Hội đã lộ tài, hiện tại rất nhiều người đều theo dõi ngươi. Chỉ cần đem linh lôi quả giao cho chúng ta, dĩ nhiên là đem phiền phức chuyển tới trên người chúng ta tới, liền do chúng ta thay ngươi đỡ một kiếp này đi. Lý Vân Tiêu nói. Không biết trên người nhị vị có thể có linh lôi quả. Nam tử hừ nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Vân Tiêu nhãn thần rét lạnh xuống tới, lạnh lùng nói. Ta cũng muốn nổi lòng tốt một chút giúp người làm niềm vui, thay nhị vị ngăn cản cướp. Cái gì? Nam tử tức giận, một cổ khí tức hung bạo liền từ trong cơ thể tràn đầy đi ra, con người của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại. Nữ tử vội vã ngăn cản xung đột, nói. Tiểu huynh đệ, không bằng như vậy đi. Vả lại ngươi có 40 mai cực phẩm quả, chỉ bán 36 mai cho chúng ta được rồi. Lấy thực lực tu vi của ngươi, 4 mai cũng đủ ngươi tu luyện một năm, có thể sang năm lại tới mua. 4 mai sao? Lý Vân Tiêu vươn bắn ra, nhất thời một đạo điện quang lóe ra, hóa thành một cái trực tiếp trùng hướng thiên không. Chính là 4 mai cực phẩm linh lôi quả, thoáng cái vọt lên cao 7-8 trượng, liền rớt xuống. Lý Vân Tiêu há to mồm nhận đi tới, trên 4 mai quả thực phát sinh cực mạnh đùng lôi quang, trực tiếp rơi vào trong miệng hắn. Tạp ba tạp ba. Lý Vân Tiêu từng ngụm nhai, tảng lớn lôi quang ở trong miệng hắn lóng lánh, trực tiếp để hai người nhìn tới trợn mắt há hốc miệng. Ừng ực. Lý Vân Tiêu nhai vài cái, sau đó một ngụm đã nuốt vào, tuét miệng nói. Không sai, đã nghiền trên người hai vị có bao nhiêu linh lôi quả đây. Lấy mấy quả tới ha ha. Hắn mắt lộ ra hung quang, bay thẳng đến hai người bước đi. Một nam một nữ đã bị cử động của hắn mở miệng nuốt linh lôi quả kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa Lý Vân Tiêu nuốt vào linh lôi quả, sau đó trước ngực chớp động từng đạo lôi điện, hướng phía tứ chi bách hài khuếch tán đến, tản mát ra năng lượng cực mạnh, nhìn qua thập phần kinh khủng. Trong cực phẩm linh lôi quả ẩn chứa lôi điện chi lực toàn bộ bộc phát ra không kém gì một kích toàn lực của thất tinh vũ tôn, ngươi làm sao có thể nuốt sống, đồng thời thoáng cái đã ăn tươi 4 mai. Tên nam tử kia kinh hãi không ngớt. Có chút sợ hãi lên. Sư huynh đừng hoảng hốt, người này nhất định là trời xanh lôi hệ thân thể, vì vậy có thể thừa thụ lôi điện tràng năng mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng chung quy chỉ là thất tinh vũ tôn, ta ngươi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể áp bạo hắn. Nữ tử kia ở sau ngắn ngủi kinh sợ, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cũng chỉ có một lời giải thích này mới nói xuôi được. Đúng, sư muội phân tích cực kỳ đúng, nuốt liền 4 mai cực phẩm linh lôi quả, lấy tu vi cảnh giới của ta ngươi cũng có thể làm được. Trong mắt nam tử sáng ngời, lộ ra thần sắc bừng tỉnh, cười gằn nói. Thực sự là không biết sống chết, uổng phí hai người chúng ta thay ngươi suy nghĩ, lại không cảm kích như vậy cũng được, đồ đầu gỗ cần phải dùng cửu thiên đế khí đập xuống mới có thể thông suốt ha. Một cổ khí tức hung bạo từ trong cơ thể bộc phát ra, y phục kia trực tiếp vỡ ra, lộ ra lưng hùm vai gấu, mặt trên đầy dã tính hoa văn và từng đám bạch sắc lông dài. Một cái cơ hội cuối cùng. Linh lôi quả có cho hay là không? Nam tử giơ tay lên tới, làm một tư thế hổ phác, trên lợi chảo lóe ra hàn quang. Tạp ba, Lý Vân Tiêu lại là ném ra thêm mấy mai linh lôi quả, hé miệng tiếp được, nhai toái đứng lên. Chết tiệt! Khuôn mặt nam tử một chút trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng đã nhào tới, phía sau hắn dần dần hiện ra một con hình thái mãnh hổ lốm đốm bạch sắc, lộ ra khí tức cực độ hung mãnh tàn bạo. Suy suy suy, hổ quyền trên không trung oanh khai, truyền đến mãnh hổ khiếu sơn lâm, bạch hổ lốm đốm mở ra hai mắt giống như chuông bạc, tuôn ra lãnh mang. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tay phải hơi nắm lại, dưới chân một điểm đã xông tới. Phanh, hổ gầm vạn quân chi thế, một chút đánh vào lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu, lực lượng cuồn cuộn không ngừng đẩy tới, vô số quái âm ở quanh thân chấn động, đều hội tụ. Toàn bộ không gian cũng theo đó lõm xuống, muốn đem lòng bàn tay của hắn một điểm triệt để chen bể. TTTT, vô số tiếng sóng gió cắt kim loại ở dưới quyền phong rít gào đẩy ra, nam tử hoảng sợ phát hiện, một trường của đối phương dĩ nhiên thoáng như thái nhạc tuyên cổ, trải qua năm tháng mà không làm già đi, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, cũng không thể lay động nó chút nào. Ngươi cũng không phải thất tinh vũ tôn. Nam tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.
hoảng sợ kêu lên. Sư muội, động thủ. Vừa dứt lời, một làm cổ sợ hãi khiến hắn kinh hoàng liền truyền đến. Lý Vân Tiêu ngũ chỉ nắm chặt, trong nháy mắt đem quyền ý của hắn đều bóp vỡ, điên cuồng lực lượng hóa thành phong nhận, một chút ở trên cánh tay hắn toàn khai, quyền phong xương ngón tay trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. A à, cảm giác đau nhức thật lớn truyền đến, càng làm trong mắt của hắn lồi đi ra ngoài là, cả cánh tay của mình trực tiếp bị cổ lực lượng kia thúc dục phong hóa rơi rụng, vừa đụng một cái đã hóa thành bột mịn. Nam tử đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước mắt đối mặt không là một người, mà là một đạo tuế nguyệt, một đạo quang âm. Gió nhẹ thổi qua, cả người hắn trong nháy mắt già nua lên, không chỉ có thân thể cơ năng thoáng chút đã suy kiệt, mặc dù là tâm tính, cũng biến thành một lão già, như hoàng hôn tà dương. Nữ tử kia ở dưới đồng bạn hô hoán, cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, mạnh mẽ hai tay kết ấn, một đạo thanh quang từ trên ót vọt lên, trực tiếp trên không trung chiếu hình đi ra. Ảnh tượng thoáng cái đã ngưng tụ thành một cái gương mặt yêu dị, tự hồ tự ly, nơi mi tâm một đạo phạm ấn, lóe ra vẻ cổ quái, hư ảnh yêu thú kia từ từ mở mắt ra, đúng là mắt phượng vi thiêu, thê lương mà tuyệt mỹ. Hai mắt nữ tử chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt ở dưới thú ảnh này xuất hiện, cũng biến thành càng thêm xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Tương truyền thượng cổ có thiên hồ chi tộc, xinh đẹp nhiều vẻ, mỹ thuật vô cùng, nhiếp nhân tâm phách. Hồ chi hư ảnh mở ra hai tròng mắt thêm mỹ, hướng phía Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn mà đến, một cổ lực lượng kỳ dị trên không trung nhộn nhạo ra. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, mâu quang bén nhọn chợt thoáng hiện, không trung như là xẹt qua một đạo thải hồng, hóa thành một tia huyết sắc tà dương. Cút! Một chữ cút phun ra, như là thiên lôi cuồn cuộn mà đến, đánh rơi xuống nhân gian. A! À, hư ảnh thiên hồ trong nháy mắt bị tách ra vô hình. Nữ tử kia kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay ôm đầu thống khổ không ngớt. Đã cả người già yếu lưng còng, nam tử cũng là bị một chữ âm ba chấn vào bên trong cơ thể, cả người bay rớt ra ngoài, té ngã ở bên cạnh nữ tử, không ngừng ngụm lớn thổ huyết. Nội tâm hai người đã chấn kinh vô pháp nói ra, coi như là kẻ ngu si cũng biết mình đã phải thiết bản, hơn nữa còn là cái loại thiết bản cắm đầy đinh này nữa. Người trước mắt này cũng không phải tiểu thư đồng trong trần thế lạc đường, hai người dắt nhau đỡ dậy, gương mặt kinh khủng và sợ hãi lui về phía sau. Lý Vân Tiêu lạnh như băng đi ra phía trước. Nhị vị thực sự là nhân nghĩa bằng trời, tốt với ta đến mức hộc máu, cũng nên để ta tới cho các ngươi tốt một lần. Nam tử kia rung giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng biết ta, chúng ta là ai? Chúng ta đó là... Thối Thiên Lĩnh Long ra sao? Lý Vân Tiêu khinh thường hừ nói. Một đám người có được thượng cổ chân linh huyết mạch hội tụ mà thành tổ chức, trong mắt của ta, bất quá là quái vật nửa người nửa thú mà thôi. Ngươi! Nam tử nhất thời câm nín, nguyên lai nhân gia đã sớm biết được, hơn nữa sau khi biết còn dám ra tay, nói rõ Thiên Lĩnh Long gia căn bản không đặt ở trong mắt của đối phương. Nữ tử kia đã ở trong thống khổ dần dần phục hồi tinh thần lại, chỉ là bên trong thất khổng đều chảy ra tiên huyết. Trở nên diện mục khả tăng, lạnh lùng nói. Nói cho chúng ta biết tên của ngươi, Long gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ừ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến. A, à, nữ tử kia nhất thời sợ đến kêu thảm một tiếng, vội vàng quay đầu qua bên, rất sợ thấy con ngươi của hắn. Thượng cổ thiên hồ nhất tộc mỹ thuật vô song, nàng thừa kế thiên hồ huyết mạch, có thể nói là cường giả tinh thần công kích. Lại ở dưới đối phương vừa nhìn trong nháy mắt đã tan vỡ, cái loại cảm giác này chỉ là nghĩ một chút đã kinh hồn bạt vía, nào dám lại chính diện đối kháng. Đem toàn bộ linh lôi quả giao ra, có thể lăn. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Nơi đây phạm vi chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng đã có năng lực ba động tuyệt mạnh truyền ra, sợ là đã có không ít võ giả đều cảm nhận được. Tuy rằng hắn không sợ phiền phức, nhưng lại không muốn gây phiền toái. Thiên Lĩnh Long ra hai người biết không thể may mắn tránh khỏi, thành thành thật thật giao ra toàn bộ trái cây, rất nhanh tiêu thất ở đầu cùng nhai đạo. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, lại có hơn 200 mai, bất quá bên trong phần lớn là phổ thông cấp bậc, cực phẩm quả chỉ có 5 mai. Hắn cất xong, liền cảm nhận được rất nhiều thần thức ở trên người hắn đảo qua, trống rỗng bốn phía, có trời biết ẩn giấu bao nhiêu người, hắn hử lạnh một tiếng, liền tiếp tục hướng phía Thiên Sơn lầu đi. Một lát sau, góc đường đã trở nên yên lặng trái lại có chút dao động.
Nước biển ở trong trấn nhỏ nhấc lên từng đạo gợn sóng, trên bầu trời cũng là xuất hiện ba động giống như vần nước, vài đạo thanh âm trước sau vang lên. Chư vị có thể có ai nhìn ra được tu vi thật sự của tiểu tử kia? Bầu trời nơi nào đó lắc lư vài cái, một đạo thanh âm trầm giọng truyền ra. Bốn phía đều là một mảnh trầm mặc, không người nói tiếp. Sau một lúc lâu, mới nghe được một giọng già nua vang lên, nói. Ngay cả thần mộc thế gia chi chủ cũng nhìn không ra tu vi của người nọ. Hừm. Trước đó đạo thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với thanh âm già nua nói toạc ra thân phận của hắn cực kỳ bất mãn. Trên không gian xuất hiện một đạo thân ảnh nhàn nhạt, như có như không, chính là thần mộc thế gia chi chủ Mộc Hữu Vân. Người nọ trong lúc giơ tay nhấc chân đã đánh tan long ra hai người, nhưng khí tức trên người thủy chung là thất tinh vũ tôn. Đại đương gia cũng là cảm giác như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm, ý tứ là thiếu niên này dùng thất tinh vũ tôn chi lực, trong nháy mắt đánh bại hai gã vũ đế. Trong đạo thanh âm già nua kia lộ ra cực độ khiếp sợ. Mộc Hữu Vân nói, ta đây không thể xác định, dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng thiếu niên này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Chư vị tốt nhất là ít đi trêu chọc hắn, miễn cho sinh ra sự cố tới. Ừ, bọn ta tự nhiên sẽ không vô cớ sinh sự. Huống hồ người này đắc tội thiên lĩnh Long Gia, tự có người của Long Gia đến thu thập bọn họ. Thanh âm già nua dừng lại, lại nói. Long Gia hai vị thiếu chủ lúc này ngay tại trong trấn, sợ là khó có thể bỏ qua rồi. Mộc Hữu Vân hơi biến sắc mặt, đã lập tức khôi phục bình thường, nói. Bất kể như thế nào, chúng ta nghìn vạn lần không nên cuốn vào, chư vị tất cả giải tán đi. Thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi tiêu thất ở trên trời cao. Đạo thanh âm già nua kia thở dài một chút, lẩm bẩm. Phương hướng chỗ người này đi, chẳng lẽ là... Hắn muốn nói lại thôi, không còn có hé răng nữa. Không gian bốn phía có hơn 10 chỗ địa phương đều tản mát ra ba động rất nhỏ, rất nhanh thì đều khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Sơn Lầu ngay tại địa phương cực kỳ tầm thường trong Hải Mộc Trấn, giống như là nhà dân thông thường, từ một ít màu đỏ thạch tài tùy ý xây dựng, đóng dấu một ít bó củi ngân sắc, có chút cảm giác rách nát. Một khối hoành trên tấm bảng viết ba chữ Thiên Sơn Lầu, nhưng thật ra cứng cáp hữu lực, lộ ra một hàm ý. Lý Vân Tiêu chưa phát giác ra hướng phía ba chữ kia nhìn nhiều mấy lần, liền hướng phía đại môn đóng chặt bước đến. Đột nhiên trên cửa một đạo thanh quang bắn đi ra ngoài, hóa thành một tầng linh áp, hướng phía hắn oanh đến. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ngũ chỉ hé ra, liền hướng phía đạo linh kia áp lên chộp tới. Thủ ấn một chảo, kim quang từ lòng bàn tay ngưng tụ ra tới, hóa thành một cái phủ văn lăng lệ, đặt ở trên đạo thanh quang kia, phanh một tiếng vang nhỏ. Liền đem áp lực đánh sơ xác. Gì? Bên trong Thiên Sơn Lầu truyền đến một đạo thanh âm nghi vấn, một giọng nam tử chậm rãi vang lên, nói. Thực lực của ngươi so với ta biết đến còn mạnh hơn vài phần. Nga! Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói. Ý của ngươi là ngươi hiểu lắm. Nam tử nói. Cũng không phải hiểu lắm, chỉ là căn cứ ngươi vừa rồi kích thương Long ra hai người lực lượng để phán đoán. Ta phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Lý Vân Tiêu chân mày cau lại, nói. Tin tức dĩ nhiên truyền nhanh như vậy. Nam tử khẽ cười nói. Hải Mộc Trấn vốn chỉ lớn bằng bàn tay, bất cứ chuyện gì đều chỉ cần cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay là được. Ta vốn là không muốn gặp ngươi, nhưng ngươi có lẽ là một thú vị người, vào đi. Đại môn đóng chặt đột nhiên mở ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng. Lý Vân Tiêu thần sắc đạm nhiên. Bước ra mấy bước, trực tiếp bước vào trong đó. Bên trong cửa hàng so với dự đoán muốn sáng sủa hơn, bốn phía bày biện cùng với thương hội phổ thông không có gì khác biệt, chỉ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có một gã nam tử ngồi ở quầy tính tiền ngủ gật, tựa hồ buồn ngủ. Nam tử dĩ nhiên cũng có tu vi bát tinh vũ đế, tuy rằng bị một loại lực lượng chế trụ nguyên lực ba động, lại khó thoát khỏi nguyệt đồng chi nhãn của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không khỏi giật mình đứng lên. Nam tử này niên kỷ cũng không lớn, có được tu vi mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, coi như là Bắc vực tứ tú cũng theo không kịp. Hắn đi thẳng tới trước người nam tử kia, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mua số lớn linh lôi quả. Nam tử đảo qua ánh mắt đục ngầu, sắc mặt như thoa phấn, môi hồng răng trắng, trong khuôn mặt lộ ra một cổ anh khí, ngưng thanh nói. Ai giới thiệu ngươi tới? Lý Vân Tiêu cười nói. Tới được nơi này.
tựa hồ không phải là bí mật gì đi. Ngay cả A Mang một đại vũ sư như vậy đều biết Thiên Sơn Lầu tồn tại, nói rõ ở đây buôn lậu linh lôi quả cơ hồ là công khai bí mật. Nam tử chân mày cau lại, sau một lúc mới nói. Xem ra mấy năm này đích thật là trương dương chút, người cần bao nhiêu quả tử. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu như nước, nhìn chằm chằm nam tử từng chữ nói. Có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Nam tử sửng sốt, lập tức cười ha hả, nói. Ha ha, khẩu vị của ngươi thật là lớn, chỉ sợ quả tử quá nhiều ngươi nuốt không nổi đấy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cổ quái nhìn nam tử một cái, nói. Có thể nuốt vào hay không, không phải là chuyện các ngươi quan tâm đi. Các ngươi chỉ cần cùng với ta giao dịch thì tốt rồi. Khóe miệng nam tử hơi giơ lên, hiện ra một tia cười nhạt, nói. Theo lý đích xác không nên quản, nhưng điều kiện giao dịch là do ta ra, ta đối với thân phận của ngươi rất cảm thấy hứng thú. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói. Thân phận của ta cũng là lợi thế giao dịch, có phải là sau khi cho ngươi biết, có thể giảm giá hoặc là toàn bộ miễn phí? Ha ha, giảm giá là không thể nào, bởi vì quyền chủ động ở trong tay ta. Nam tử chậm rãi suy nghĩ nói rằng, thủy chung trên mặt mang dáng tươi cười. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đã như vậy, thứ cho ta khó lòng tòng mệnh. Hắn xoay người sẽ phải rời khỏi. Nam tử khẽ cười nói. Được rồi, ngoài thành Đà Lão bọn họ, đều là thủ hạ của ta, không đáp ứng điều kiện của ta, toàn bộ Hải Mộc Trấn tuyệt không người nào dám bán một quả linh lôi quả cho ngươi. Bước chân của Lý Vân Tiêu ngừng lại, chậm rãi xoay người. Không tìm chết sẽ không phải chết, ngươi là đang đào phần mộ cho mình sao? Đào phần mộ, ha ha, nói thật đi, ngươi tuy rằng thật sự có tài, nhưng ở trước mặt ta thực sự không có gì dựa vào. Khóe miệng nam tử hiện ra tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là cười khẽ. Nếu là không có ta trợ giúp nói, ngươi đã đi không ra khỏi Hải Mộc Trấn. Long gia hai vị thiếu chủ lúc này ngay ở trong thành, ngươi đã thương người của bọn họ, đã là một con đường chết. Long gia hai vị thiếu chủ. Lý Vân Tiêu nhíu mày tới. Tình huống của thiên lĩnh Long gia hắn cũng là biết một hai, nếu nói thiếu chủ cũng không phải là đương đại gia chủ hậu nhân, mà là cường giả trong trẻ tuổi một đời huyết mạch chi lực mạnh nhất, có tư cách trở thành người được đề cử làm gia chủ đời kế tiếp, đó là thiếu chủ. Chính là Long gia thiếu chủ phải cùng ngươi niên kỷ xấp xỉ, thế nhưng thực lực sao? Nam tử cười nói, bất luận một đời Long gia thiếu chủ nào, đều là cùng thế hệ vô địch tồn tại. Không có nó. Bởi vì có tư cách kế thừa vị trí, thiếu chủ, đều là có tuyệt đại thiên tài phản tổ chi lực, cái gì Bắc vực tứ tú thật sự là bé nhỏ không đáng kể, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc từ trong tay hai gã thân mang chân linh huyết mạch rất mạnh chạy trốn sao? Lý Vân Tiêu nói, ta rất hiếu kỳ, Long gia thiếu chủ tới Hải Thiên Trấn làm cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng là lôi hệ võ giả? Nam tử gật đầu nói, không sai, một tên trong đó thiếu chủ kế thừa chính là chân linh vẫn lôi huyết mạch. Có được lôi điện thần thông cực mạnh, đối với linh lôi quả mà nói là tình thế bắt buộc. Do đó, nếu là ngươi không có giá trị gì quá lớn, trong tay ta linh lôi quả hoàn toàn có thể đều bán ra cho Long gia, lấy được lợi ích tuyệt không có thể so với ngươi giá thấp hơn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Không cần ở trước mặt ta diễn trò, nếu là ngươi nguyện ý buôn lậu linh lôi quả cho Long gia cũng sẽ không cần mọi nơi làm cường đạo, đám người Đà Lão cũng sẽ không cần ở bên ngoài lôi kéo khách nhân. Số lớn linh lôi quả rơi vào tay của Long gia, cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy. Nam tử sửng sốt, tựa hồ muốn biện giải, nhưng nhìn Lý Vân Tiêu con ngươi như nước, liền biết người trước mắt này thông tuệ tuyệt đỉnh, lúc này cười khổ nói. Không sai, ngươi thực sự rất thông minh, nhưng không bán cho Long gia, cũng không nhất định phải bán cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói, nếu là trước đó, ta đích xác không có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ nha. Ta có thể phóng xuất tiếng gió, thiên lĩnh Long gia muốn thu mua đại lượng buôn lậu linh lôi quả, người nghĩ ai còn dám tới chỗ này của ngươi mua. Nam tử sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi tìm đường chết sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần khẩn trương như vậy, các ngươi cần rời tay đại lượng trái cây, lại không muốn để cho Long gia đạt được, mà ta nghĩ vào tay rất nhiều trái cây, cũng tuyệt đối không thể có thể để cho Long gia đạt được. Giữa chúng ta là quan hệ buôn bán trời xanh, cũng không tồn tại quyền chủ động vừa nói, lập trường là bình đẳng. Thần sắc trên mặt nam tử biến hóa bất định đứng lên, trầm tư sau một lúc mới cắn răng nói.
Được, chỉ cần ngươi cũng không phải người của Long gia, ta có thể lo lắng ra một bộ phận linh lôi quả cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chứng minh hai điểm cho ta xem. Một, ngươi có cũng đủ tài lực mua linh lôi quả. Nhị, ngươi phải có thực lực có thể từ trong tay Long gia thiếu chủ đào sinh. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chê cười, muốn chứng minh cũng phải ngươi lấy trước ra đầy đủ linh lôi quả tới, ta lấy thêm ra nguyên thạch tương ứng. Nam tử trầm tư một chút, nói. Linh lôi quả còn ở trong lôi lâm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, vùng xung quanh lông mày nhếch lên, trầm tư nói. Ý của ngươi là ngươi cũng không hàng hiện có, đã có con đường có thể tiến lôi lâm lấy quả. Nam tử gật đầu nói. Một số ít ta tự nhiên là có, nhưng nếu là lượng quá lớn, phải chờ lôi lâm mở ra, mới có thể vào lấy quả. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ kinh dị, hỏi nói. Thần mộc thế ra phía sau, hải mộc trấn này chủ nhân chân chính là ai? Nam tử phất một cái ống tay áo, khẽ cười nói. Ngươi cũng không cần đã biết điều này, cùng ngươi không quan hệ, ta tuy có con đường, nhưng cũng là hành vi vạn phần nguy hiểm. Ngươi nếu biết Thiên Sơn Lầu, như vậy cũng tất nhiên phải tin tưởng thực lực của chúng ta, nhưng chúng ta lại không cách nào yên tâm thực lực và tài lực của ngươi, không thể thế nào cũng phải để lòng ta an ổn một chút. Lý Vân Tiêu thoáng trầm tư, liền tay phải vừa lộn, một khối trường hình cục sắt xuất hiện ở trong tay. Cục sắt cả vật thể ngân sắc, quanh thân thêu vài hoa văn, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nam tử nhíu mày, nhìn chằm chằm cục sắt ngân sắc mấy lần, đột nhiên cả người đại chấn, khuôn mặt thoáng cái bởi quá độ khiếp sợ mà thay đổi đến cơ hồ vặn vẹo, thất thố sợ hãi giống nói. Thiên tiệm lệnh, đây là thiên tiệm lệnh. Thân ảnh của hắn lóe lên, dĩ nhiên xông tới, hướng phía thiên tiệm lệnh chộp tới, muốn cướp giật. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạt. Tay phải vừa lột, lệnh bài kia lập tức tiêu thất ở lòng bàn tay, lần thứ hai trở tay thành trưởng hướng phía trước vỗ tới. Phanh! Hai người một trưởng ở trên không trung quyết đấu, kinh khí hướng phía mọi nơi đánh văng ra. Nam tử biến sắc, lập tức nhận thấy được chính mình thất thố, cũng may hai người cũng chỉ là tùy ý xuất thủ. Hắn vội vàng thân hình vừa chuyển, hai tay phía trước tạo thành chữ thập, sau đó 10 ngón câu dẫn ra, mạnh mẽ hướng bốn phía đẩy. Một cổ gió xoáy tràn ra, lập tức đem trùng kích chi lực cuốn đi, tán vô tung vô ảnh. Xin lỗi, ta xung động. Nam tử ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Thiên tiệm lệnh này là thật chứ? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi nếu đã nhận biết, tự nhiên nên biết thật giả. Lệnh này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi có được lệnh này người khá nhiều, vì sao ta không thể có? Ừ. Vậy ngươi có thể bán ra lệnh này không? Chê cười, ngươi nếu biết thiên tiệm lệnh là vật gì, ngươi nghĩ ta sẽ bán không? Trong thiên hạ không có chuyện gì là không thể, đều bởi vì lợi ích không đủ mà thôi, ngươi có thể ra cái giá. Được rồi, cầm nặc á chi thuyền tới. Quên đi, chúng ta vẫn tiếp tục đàm linh lôi quả chuyện đi. Nam tử lắc đầu liên tục cười khổ, đồng thời không nhịn được thở dài đứng lên, hiển nhiên thập phần trông mà thèm, lại không thể làm gì. Lý Vân Tiêu cũng đối với thân phận của nam tử này tò mò, trong thiên hạ người nhận thức thiên tiệm lệnh không ít, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Lệnh này có thể chứng minh thực lực cùng tài lực của ta. Nam tử nói, tự nhiên có thể, lệnh này ngươi thực sự không dự định bán. Giá cả có thể. Hắn rất nhanh đã phát hiện sắc mặt của Lý Vân Tiêu khó coi trầm xuống, nhất thời sắc bén mà ngừng, sửa lời nói. Ngươi cần tới bao nhiêu linh lôi quả? Lý Vân Tiêu lúc này mới khôi phục sắc mặt, nói. Càng nhiều càng tốt, coi như là khắp lôi lâm toàn bộ cho ta, cũng chê ít. Ha ha, khắp lôi lâm thật sự chỉ ngươi dám nói, trừ phi ngươi đem thiên tiệm lệnh, khụ khụ, đó là không có khả năng. Nam tử phát hiện nhắc tới ba chữ này, Lý Vân Tiêu đã biến sắc mặt, nhất thời biết tuyệt không khả năng làm cho đối phương giao dịch đi ra, nhất thời đã chết hơn phân tâm, ngậm miệng không hề nói. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Vậy có khả năng để ta tiến vào lôi lâm hay không? Nam tử quả quyết nói. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi cũng biết lôi hệ thần thông chung có một loại tâm niệm cảm ứng chi lực, liền là thông qua hơi yếu chàng năng truyền lại, dị thường tinh chuẩn. Mà toàn bộ lôi lâm đều ở dưới loại cảm ứng này, bất luận gió thổi cỏ lay nào đều khó khăn tránh được thần mộc thế gia thăm dò. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Vậy các ngươi làm sao tiến lôi lâm? Nam tử cười nói, đây chính là của bản lãnh chúng ta, ngươi chỉ cần chờ thu quả cho giỏi. Q
quy củ của bổn điếm, trước hết đưa 1/3 tiền đặt cọc. 1/3. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cần tới số lượng cần cực kỳ khổng lồ, mặc dù 1/3 cũng là một khoản to lớn. Chỗ tiền đặt cọc này, ta tới khi nào mới có thể bắt được trái cây? Nam tử nói. Trong vòng 10 ngày, Lý Vân Tiêu do dự một hồi, cắn răng nói. Được, quy ta liền chờ 10 ngày. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ ném qua, nói. Đồ vật bên trong này, ngươi xem một chút có thể giá trị bao nhiêu a? Nam tử tiếp nhận túi đựng đồ hậu, đem thần thức tham nhập bên trong, rất nhanh liền sắc mặt đại biến, kinh hãi. Bên trong 20 món bảo vật đều là bất thế kỳ chân, giá trị cao khó có thể đánh giá hơn nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoài nghi tới. Những bảo vật này tựa hồ cũng là hải tộc chi vật, ngươi chẳng lẽ là đến từ tứ hải? Lý Vân Tiêu không thèm trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói. Chỗ này chỉ là 1/3 tiền đặt cọc, ta rất muốn biết có thể mua bao nhiêu quả tử. Nam tử sắc mặt ngưng trọng, nói. Mấy thứ này thực sự quá mức chân quý, rốt cuộc giá trị bao nhiêu ta cũng khó mà tính ra, hơn nữa trong đó có mấy thứ tựa hồ là vật của tứ hải vương tộc, chúng ta chưa chắc sẽ thu. Mấy thứ này lưu lại, ta trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời thuyết phục thế nào. Lý Vân Tiêu cũng không sợ bọn họ nuốt, ai dám hắc vật của hắn, vậy thực sự là muốn chết. Được, 3 ngày sau ta trở lại Thiên Sơn Lầu. Nam tử ngẩn ra, cũng bị hào khí của Lý Vân Tiêu cấp chấn kinh trụ. Nhất thời đối với thân phận của hắn càng thêm tò mò. Lý Vân Tiêu đang định rời khỏi, đột nhiên thần sắc biến đổi, mấy đạo khí tức cực mạnh đã đem toàn bộ Thiên Sơn Lầu đều phong khóa. Nam tử cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát dẹp đường. Người nào, lớn mật như thế? Thanh âm của hắn thập phần hùng tráng, chấn đến toàn bộ không gian đều hơi bị rung động, mà phòng nhỏ này nhìn như rách nát cũng bình yên vô sự, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. To gan là các ngươi. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, lạnh giọng nói. Có người đã thương người của Long gia ta, chạy đến Thiên Sơn Lầu. Mau chóng đem người nọ giao ra đây, có thể miễn các ngươi tội chết. Ngoài cửa chợt hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, phần nhiều là thuần một màu hồng sắc cẩm y, tay cầm thiết đao. Trước đó hai người bị Lý Vân Tiêu kích thương đã ở bên trong, phân biệt đi theo phía sau một nam một nữ, nam tử rộng rãi mặt nặng di. Uy phong lẫm lẫm, nữ tử thân khoác một kiện bách hoa hồng lăng thường, diễm sắc như lửa, miệng hàm chu đan, hai người đều là trong mắt hàn quang chớp động liên tục. Hai người này chính là Thiên Lĩnh Long gia hai vị thiếu chủ, Kỳ Quỷ và Phi Nghê. Nam tử cười lạnh nói. Có người đã thương người của Long gia các ngươi hay không, chuyện này không liên quan gì tới ta, Thiên Sơn Lầu là địa bàn của bản tọa, mặc dù là Thiên Lĩnh Long gia, cũng chớ có làm càn. Ha ha. Ngoài cửa Kỳ Quỷ mạnh mẽ cười ha hả. Trước đó ta còn kỳ quái, Thiên Sơn Lầu vì sao có buôn bán hội không làm, sau lại mới biết được nguyên lai Thiên Sơn Lầu phía sau đúng là Vô Phương Cảnh nội người của Mộ Dung gia. Chậc chậc, nếu không có lần này Hải Mộc Trấn lôi lâm dị biến, quả thực này bị bản thiếu coi trọng mắt, còn thật không biết một mực Hải Mộc Trấn làm buôn lậu buôn bán, không ngờ sẽ là các ngươi. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên đại chấn, giật mình nói. Ngươi là Vô Phương Cảnh nội người của Mộ Dung gia. Nam tử sắc mặt hơi trầm xuống một cái, ngưng thanh nói. Không sai, bản tọa Mộ Dung Hằng Vũ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên cực độ phức tạp, Mộ Dung trúc đó là Vô Phương Cảnh nội người của Mộ Dung thế gia, chính là lánh đời tông môn, nghĩ không ra lại sẽ ở chỗ này gặp gỡ Mộ Dung trúc đồng tông. Mộ Dung Hằng Vũ có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, nói. Chẳng lẽ ngươi cùng với Mộ Dung gia ta có ân oán? Lý Vân Tiêu than một tiếng nói. Có ân không oán, Mộ Dung thế gia cùng với Long gia từng có khúc mắc sao? Trong mắt của Mộ Dung Hằng Vũ lóe lên một tia tàn khốc, giọng căm hận nói. Há chỉ là khúc mắc, căn bản là thủy hỏa bất dung, chỉ bất quá hai phái còn chưa tới trình độ xé rách mặt. Lý Vân Tiêu nghe được trong giọng nói của hắn hận ý, Thiên Lĩnh Long gia tuy là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, nhưng Mộ Dung thế gia thực lực cũng không thể khinh thường. Sẽ không biết hai nhà này là vì cái gì kết ân oán, nhưng đại phái như vậy cực nhỏ sẽ ở trên mặt xé rách ra mặt, đều là bên dưới ám đấu. Nếu Mộ Dung Hằng Vũ cùng với Mộ Dung Trúc xuất từ Đồng Tông, Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để cho người của Long gia thương tổn được hắn. Mộ Dung Hằng Vũ trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, nói. Ngươi không cần sợ, nếu đã thanh toán tiền đặt cọc,
người chính là khách nhân của Mộ Dung gia ta. Có bản tọa ở đây, tuyệt sẽ không để cho người của Long gia tổn thương ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, nội tâm nhớ tới Thiên Tư nói, năm đó bên trong địa lão thiên hoang, Mộ Dung Trúc đúng là vì cứu mình mà chết, trong lòng không khỏi một trận quặn đau. Mộ Dung Hằng Vũ thấy sắc mặt hắn có chút trắng bệch, trên trán thậm chí toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, không khỏi cau mày nói. Ngươi không tin thực lực của Thiên Sơn Lầu chúng ta. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Nếu hai phái các ngươi cũng không có triệt để xé rách ra mặt, cũng sẽ không cần ở chỗ này đại động can qua, bọn họ muốn lưu lại ta, sợ còn không có thủ đoạn này. Mộ Dung Hằng Vũ cười lạnh nói. Ngươi cho là bọn họ thật là nhắm vào ngươi mà tới. Ý không ở trong lời, tức có thể đánh kích Mộ Dung ra, có thể đoạt con đường linh lôi quả trong tay ta, chuyện tốt như vậy ngươi cho là bọn họ sẽ buông tha. Ha ha! Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to của Kỳ Quỷ, nói. Nguyên lai là Mộ Dung gia hạng người thiên tài Mộ Dung Hằng Vũ, quả nhiên cùng với trong lời đồn thông tuệ như nhau. Nếu đã biết mục đích của chúng ta, thông minh trái lại thúc thủ chịu trói, ta có thể xem ở phần tình hai phái hữu nghị, thả ngươi một con đường sống. Mộ Dung Hằng Vũ thấp giọng nói. Nếu là Kỳ Quỷ Phi Nghê chỉ có một người ở đây, ta đủ để bảo hộ ngươi an toàn, nhưng bây giờ hai người tới đông đủ, ta cũng không có nắm chắc có thể thắng. Đợi ta cuốn lấy bọn họ chỉ chốc lát, người trước tiên liền rời đi. Hai người lần lượt đi ra cửa hàng, Mộ Dung Hằng Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Thiếu gia, chính là hắn. Tên nam tử bị Lý Vân Tiêu dùng thái cổ cương phong thổi hầu như hóa đá kia hét dầm lên, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn bây giờ vẫn là một bộ dung nhan già nua, nhìn qua như là 200-300 tuổi. Ừ, có thể một chiêu đánh bại ngươi, tiểu tử này sợ rằng cũng có chút danh tiếng. Kỳ Quỷ mắt lộ ra hung mang nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, phẫn nộ quát. Tiểu tử, người của Long gia ngươi cũng dám thương, nói lên sư môn của ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Xuất môn tại ngoại, dựa vào chính là thực lực của mình, ta không có thói quen động một chút là báo hậu trường. Ha ha, nói cũng đúng, đáng khen. Mộ Dung Hằng Vũ cười to nói. Ta cũng phiền nhất hạng người động một chút là tự báo hậu trường này. Thật giống như nói ra thực lực sẽ tăng lên vài phần, không biết những người này là có tâm tính gì. Kỳ Quỷ giận dữ, lạnh giọng nói. Thật hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi cứng rắn như nhau. Trong mắt của Phi Nghê lóe lên vẻ kinh dị, khẽ cười nói. Người trẻ tuổi này có chút ý tứ, có thể lấy lực lượng một tiếng quát phá hỏng thiên dụ dỗ thuật, nghĩ đến cũng là có chút bản lãnh, rất muốn thử xem thủ đây. Đáng tiếc nha. Nơi này là địa bàn của thần Mộc Thế Gia, còn chưa tới phiên người của Long Gia chúng ta động thủ. Trên mặt của Kỳ Quỷ hiện lên một tia âm lãnh, cười gằn nói. Một mình buôn bán linh lôi quả, chính là phạm vào hải mộc trấn tối kỵ, tử tội không thể nghi ngờ hữu vân đại nhân, đi bây giờ tư đầu lĩnh đang ở trước mắt, là thời điểm thần Mộc Thế Gia các ngươi giết gà dọa khỉ, giết người lập uy rồi. Không gian hơi hoảng động dưới, thân ảnh của Mộc Hữu Vân nổi lên. Phía sau còn đi cùng hai gã lão giả, hai mắt khép mở trong lúc đó, đều lóe ra đế khí hùng hồn, thực lực phi phàm. Mộ Dung Hằng Vũ nhướng mày, giễu cợt nói. Thiên lĩnh Long gia phái đoàn thật là lớn, đối phó ta chính là một người, cũng cần viện binh sao? Kỳ Quỷ cười lạnh nói. Chúng ta cũng không phải điều viện binh, mà là tôn trọng chủ nhân nơi đây, người buôn lậu linh lôi quả, tự nhiên có chủ nhân nơi đây xuất thủ. Còn chưa tới phiên chúng ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Trên mặt Mộc Hữu Vân hiện ra vẻ giận dữ, lạnh giọng nói. Mộ Dung Hằng Vũ, quý phái ở trong lánh đời tông môn coi như là thật to nổi danh tồn tại, vì sao phải làm loại chuyện trộm đạo, có nhục tông môn các ngươi nếu là thật thiếu linh lôi quả, thông báo cho thần Mộc Thế gia ta một tiếng, hàng năm mấy trăm mai hai tay dâng lên, kết giao hai phái hữu nghị cũng không việc khó gì. Mộ Dung Hằng Vũ đỏ mặt lên, giải thích. Đại đương gia nói đùa, nghìn vạn lần đừng nghe đôi cẩu nam nữ này nói như vậy. Thiên Sơn Lầu ở Hải Mộc Trấn cũng mở đã lâu, chưa từng đã làm việc phạm quy. Hoàn toàn là đôi cẩu nam nữ này hãm hại. Hắn có thể ở trước mặt người của Long gia thừa nhận, nhưng tuyệt không thể ở trước mặt thần Mộc Thế gia thừa nhận, bằng không buôn lậu một chuyện xác thực, truyền đi, lập tức sẽ biến thành đại chê cười. Kỳ Quỷ phẫn nộ quát. Mộ Dung Hằng Vũ kẻ bất lực. Người dám làm cũng không dám nhận thức sao? Mộ Dung Hằng Vũ nghiêm mặt nói. Hữu Vân đại nhân,
đôi cẩu nam nữ này trước đó tới tìm ta mua linh lôi quả, ta dựa theo quy định hạn ngạch bên trong thành bán cho bọn hắn, bọn họ lại muốn ép ta xuất ra càng nhiều, ta thể sống chết không theo, lúc này mới đắc tội bọn họ. Bọn họ đã mua được hạn ngạch trái cây của mình, lại trường kỳ ngưng lại bên trong thành, bụng dạ khó lường, mong rằng đại nhân tra xé ý đồ của bọn họ, đồng thời trả lại cho Thiên Sơn Lầu một danh tiếng. Trên mặt Mộc Hữu Vân thần sắc bất biến, có loại bộ dáng gợn sóng không sợ hãi, nội tâm cũng lòng buồn bực không ngớt, hận không thể chửi ầm lên. Người của hai phái này đều không phải là hắn có thể đắc tội nổi, về phần Mộ Dung thế gia ở trong thành buôn lậu, ngay cả A Mang đều biết, hắn thân là thần Mộc thế gia đại đương gia, há có thể không biết. Chỉ bất quá đắc tội không nổi, hơn nữa đối phương cũng là lén lút, không có quang minh chánh đại tiến hành, xem như là cho bọn hắn một chút mặt mũi, do đó cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Nghĩ không ra bây giờ bị người của Long gia vạch trần đi ra, lấy thân phận của hắn tự nhiên không thể không xía vào, hắn xoay người nói. Long gia hai vị thiếu chủ có thể có chứng cớ xác thực. Kỳ quỷ biến sắc, nói. Hắn vừa chính mồm nói, hơn nữa phía sau tiểu tử này cũng là đến mua buôn lậu quả, có thể bắt tới hỏi một chút. Ha ha, chê cười. Mộ Dung Hằng Vũ châm chọc nói. Ta chính mồm nói, đầu tiên ta chẳng bao giờ nói qua, thứ nhì, lẽ nào ta nói ngươi sẽ tin? Ta còn nói ta là cha ngươi đâu, ngươi cũng tin rồi. Mộ Dung Hằng Vũ, dám chiếm tiện nghi của ta, chết tiệt. Kỳ quỷ giận tím mặt, không ức chế được tức giận tận trời, trong cơ thể truyền đến sấm sét ý cuồn cuộn, bầu trời tựa hồ thoáng cái tối xuống. Mộ Dung Hằng Vũ không sợ chút nào, cười lạnh nói. An Lạp, ta mới không có loại nhi tử người không ra người, yêu không ra yêu, ai chiếm ai tiện nghi còn không biết ni. Hữu Vân đại nhân, mong rằng thay ta làm chủ, thay Thiên Sơn Lầu đòi một công đạo. Hắn một chút bị cắn ngược lại một cái, để người của Long gia đều là giận dữ. Mộc Hữu Vân bị kẹp ở giữa hai phái, cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nói. Hải Mộc Trấn quy củ như sắt, bất luận kẻ nào đều không được trái với, Thiên Sơn Lầu một mực Hải Mộc Trấn kinh doanh, tạm thời không có phát hiện hành vi phạm quy, nhưng người của Long gia phát hiện chỗ khả nghi liền tới báo cho biết, ta cũng sẽ thập phần thưởng thức và thích. Hiện tại biết là chàng hiểu lầm. Mọi người tất cả giải tán đi. Hắn trực tiếp đánh một giảng hòa đã muốn rời đi. Hiểu lầm. Sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, cả giận nói. Hữu Vân đại nhân, còn xin dừng bước phía sau hắn người nọ không chỉ có đả thương thủ hạ ta, còn mua buôn lậu linh lôi quả, đợi ta bắt hắn, đạt được chứng cứ. Đến lúc đó còn phải mời Hữu Vân đại nhân xuất thủ, thanh trừ hết Thiên Sơn Lầu khối u ác tính này. Mục Hữu Vân nhìn Lý Vân Tiêu một cái. Lộ ra vẻ khổ sở tới, nếu thật sự xác thực Mộ Dung thế gia buôn lậu linh lôi quả, hắn thật đúng là không dễ làm rồi. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người của Lý Vân Tiêu. Phi Nghê nhẹ nhàng ôn nhu nói. Vị bằng hữu này ngươi không cần sợ, chỉ cần chịu đứng ra chỉ ra chỗ sai Thiên Sơn Lầu hành vi phạm tội, trước đó đã thương người của chúng ta liền xóa bỏ. Nếu không, chân trời góc biển, ngươi hiểu chứ? Lý Vân Tiêu lập tức lắc đầu nói. Ta không hiểu, mong rằng mấy vị nói rõ. Phi Nghê sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi là muốn giả bộ không hiểu, hay là muốn tìm chết hả? Lý Vân Tiêu nói. Hừ, ta hiểu được. Hắn ho khan hai cái, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Ta có thể chứng minh, theo như lời của Mộ Dung Hằng Vũ tuyệt không phải nói dối. Ngược lại là người của Long gia. Nửa đường tuôn ra tới chặn cướp linh lôi quả của ta, xin hỏi Mộc Hữu Vân đại nhân, loại hành vi này, thần Mộc thế gia các ngươi có quản hay không? Ngươi, chết tiệt! Kỳ quỷ nổi giận hét lớn một tiếng, biết hôm nay thì không cách nào chỉ chứng ra Mộ Dung thế gia buôn lậu trái cây liễu, cũng không để ý tới mặt mũi của Mộc Hữu Vân, giận dữ quát một tiếng xông tới. Bọn họ vốn cũng không trông cậy vào Mộc Hữu Vân có thể giúp được giải quyết cái gì, chỉ ở dẫn thần Mộc thế gia người sau lưng xuất thủ. Hiện tại nếu suy nghĩ đã rơi vào khoảng không, cũng liền lười nói thêm cái gì. Hơn nữa tức giận dưới, đúng Lý Vân Tiêu phẫn hận tựa hồ còn đang Mộ Dung Hằng Vũ trên, nhất chiêu thẳng thủ hắn yết hầu, ngũ chỉ trung lôi quang chớp động, hồ quang đầu đuôi tương liên, ngưng tụ thành một thanh lôi nhận đánh ra. Sắc mặt của Mộ Dung Hằng Vũ đại biến, đang muốn xuất thủ, thẳng nghe Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta tới. Hắn thoáng cái đã đoạt ở trước người Mộ Dung Hằng Vũ. Dưới chân quỷ dị bước tiến một bước lên,
nhất thời hóa ra mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp tránh thoát một kích kia. Hơn nữa mấy đạo ảo ảnh trên không trung bay về phía phương vị bất đồng, thoáng cái đều tiêu thất, toàn bộ không dư thừa. Cái gì? Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, ở bọn họ thần thức dưới, dĩ nhiên không nắm bắt được Lý Vân Tiêu ẩn thân nơi nào. Mộ Dung Hằng Vũ và Phi Nghê đều là trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, cảm giác có chút khó có thể tin tưởng. Sắc mặt của kỳ quỷ càng trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Cho rằng trốn đi ta sẽ thúc thủ vô sách sao? Hắn một tay bấm tay niệm thần chú, trên người mấy đại khiếu huyệt hiện ra từng vòng thanh mang, chỉ nghe thấy mấy tiếng bong bong khóa sắt kéo động. Mấy chỗ khiếu huyệt hiện ra dây xích màu bạc tới, thoáng cái ở bên cạnh hắn quấn quanh, sau đó quát nói. Đến, dây xích như là lợi tiễn, ở trong trời cao này bắn ra, tạo nên từng đạo khí lãng sóng gợn, mấy cái thoáng qua sẽ mặc thiên tỏa địa, như là mạng nhện tản ra, bên trong phương viên mười mấy trượng đều tập trung xuống tới. Xiềng xích không chỉ có là phong thiên tỏa địa, hơn nữa từng đạo khí lãng hình thành vòng xoáy tản ra, hiện ra vô số sóng gợn. Tại đây, kỳ quỷ biến sắc, trầm giọng vừa quát, mạnh mẽ hướng phía trong hư không chỉ điểm một chút đến. Bang bang bang, dưới đầu ngón tay của hắn nhất thời tuôn ra một cái khe, trong nháy mắt xé mở mười mấy trượng, giống như là bị kiếm quang chém ra. Không gian hơi lóe ra một chút, nơi chỉ mang đi qua một đạo sóng gợn tản ra. Trong sóng gợn chậm rãi xuất hiện thân ảnh của Lý Vân Tiêu, bị chỉ điểm một chút phá trong ngực, nhưng khóe miệng vẫn như cũ hiện ra dáng tươi cười, cả người chậm rãi hóa thành ánh huỳnh quang. Chết tiệt! Kỳ quỷ trầm quát một tiếng, cả người giẫm nát trên ống khóa, hai tay bấm tay niệm thần chú, dưới chân giẫm một cái, nhất thời một mảnh điện quang hỏa thạch chớp động, chấn đến ngân sắc xiềng xích ào ào vang lên. Một mảnh lôi điện quang mang phúc bắn ra, hình thành lôi hải điện ngục, chấn hướng về bốn phương tám hướng. Nhìn xem ngươi làm sao chạy trốn. Kỳ quỷ xanh mặt, trong mắt lộ vẻ sát khí và sắc mặt giận dữ. Ta đây sẽ không chạy thoát đi. Ngân sắc xích sắt nơi nào đó thiết điểm thượng, không gian một chút hoảng động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, hai chân dẫm lên ở trong đó, đôi mắt mỉm cười. Tất cả lôi điện nhất thời tụ lại, trực tiếp theo xiềng xích lan tràn, từ trên thân thể hắn oanh kích qua đến. Đùng đùng. Các loại hồ quang hỏa hoa ở trên người hắn không ngừng chớp động, thậm chí trực tiếp điện giật xuyên thấu qua đến, nhưng không cách nào tổn thương nó mảy may. Quả nhiên là lôi hệ thân thể. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, tới Hải Mộc Trấn bình thường đều là lôi thu võ giả, nhưng có vài người trời sinh chính là lôi thuộc tính thân thể, đối với sấm sét có thiên nhiên lực tương tác, tu luyện làm ít công to. Sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, lạnh giọng nói. Thảo nào không có sợ hãi. Nhưng ngươi nếu cho rằng như vậy là có thể miễn dịch thần thông của ta, vậy mười phần sai lầm rồi. Song quyền của hắn bỗng nhiên nắm chặt, lưỡng đạo lôi quang trực tiếp từ lòng bàn tay này bắn ra, trực tiếp soi sáng nửa bên bầu trời. Phía sau hiện ra thanh mang cường đại, ở dưới vô số hồ quang lóe ra ngưng ra một con thú ảnh, dường như lôi thần đến trái đất, cùng với toàn bộ lôi quang trong thiên địa đan vào một chỗ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi hoảng sợ. Thượng cổ chân linh huyết mạch đó là cường đại như tư, mà kỳ quỷ càng là người nổi bật trong đó, khắp bầu trời sấm sét chớp động, phảng phất như muốn phủ xuống diệt thế, chấn nhân tâm phách. Mộ Dung Hằng Vũ cũng là trên mặt lộ vẻ lo lắng, tựa hồ kỳ quỷ cường đại còn ở trên hắn dự tính. Phi Nghê đồng dạng sắc mặt băng lãnh, trong mắt chớp động hàn mang, dưới hàn khí cũng một tia lửa nóng cháy đang sáng quắc thiêu đốt. Kỳ quỷ tuy là đồng bạn, nhưng cũng là địch nhân lớn nhất của nàng. Long gia thiếu chủ người có năng lực là được chiếm cứ, nhưng vị trí gia chủ lại vĩnh viễn chỉ có thể có một. Hai chân của Lý Vân Tiêu cùng tồn tại, dẫm nát trên xiềng xích ngang trời, cười khẩy nói. Ngươi nếu nói thần thông, đó là biểu diễn sao? Hừm, không biết sống chết. Gương mặt của kỳ quỷ ở dưới khắp bầu trời lôi quang cũng chiếu rọi ra một mảnh thanh sắc, tiện tay lật trưởng nhắm về phía trước vỗ tới, một đạo lôi quang kích bắn ra, trong nháy mắt liền oanh kích trước mặt Lý Vân Tiêu. Đồng thời đột nhiên khuếch tán, hóa thành một đạo hình quạt mở ra, dường như lôi nhận chém xuống. Lý Vân Tiêu tay trái kết ấn, tay phải nhắm phía trong hư không một chảo, sau đó ngũ chỉ hơi nắm mở ra, thái cổ cương phong trong nháy mắt nổi lên, hóa thành một ngọn gió lá chắn. Phần phật, lôi nhận cắt vào trong phong thuẫn, phát sinh thanh âm, bị thái cổ cương phong một chút xíu đập vỡ vụn, phụt ra thành một chút lôi mang.
cuối cùng toàn bộ lôi mang đều bị sức gió cuồn cuộn nổi lên, toàn bộ thổi tung, ngưng tụ thành một đạo lôi điện long quyển, ở trên lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu xoay tròn ra, chấp động lôi mang, tựa hồ uy thế kinh người. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ cảm giác có chút không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu thủy chung đứng tại chỗ thoáng cái không nhúc nhích, lúc này bên người xoay tròn sấm sét long quyển chi lực, càng lộ ra yên tĩnh tựa vực sâu, khiến người có một loại cảm giác trang nghiêm rồi lại quỷ dị. Mục Hữu Vân cũng là thần sắc khiếp sợ, trong mắt lộ ra vẻ lo âu sâu đậm, nội tâm âm thầm kêu khổ không ngớt. Hai người tiếp tục đánh vậy, hoàn toàn không cho mình mặt mũi, nhưng không nể tình thì như thế nào. Long gia là khẳng định không đắc tội nổi, thiếu niên thần bí này thoạt nhìn thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường, hơn nữa cùng với Mộ Dung Hằng Vũ ở cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng là thiên tài đệ tử của tuyệt cường thế lực nào đó. Hắn chính đang lo lắng, đột nhiên một đạo thanh âm là lướt truyền âm lọt vào tai, khiến hắn sắc mặt đại biến, thần tình dùng mình liền tỉ mỉ lắng nghe, trong mắt không ngừng hiện lên sắc mặt vui mừng. Kỳ quỷ mình cũng là ngây ngẩn cả người, lực lượng của một chảm của hắn dù chưa dùng hết toàn bộ công, nhưng cũng thập phần sắc bén, chỉ ít hẳn là làm cho đối phương phải té ngã mới đúng, lại hoàn toàn bị đối phương khống chế rồi. Quả nhiên có điểm môn đạo, thử lại lần nữa tiếp một chiêu này của ta thế nào. Kỳ quỷ lập tức không dám lại có lòng khinh thị, trong tròng mắt tuôn ra một đoàn tử quang tới, song quyền ở trước người hợp lại, một đạo điện mang kéo dài ra, hóa thành một thanh lôi thương. Đầy bầu trời xiềng xích ở sau khi lôi thương xuất hiện, phát sinh ào ào xôn xao âm hưởng, nghĩ là nước sông ở trên trời nhộn nhạo. Mà khắp bầu trời sấm sét càng một chút trở nên cuồng bạo, hóa thành từng đạo lôi long, từ trên bầu trời phủ lao xuống, đều tụ tập vào bên trong lôi thương. Phi Nghê kinh hô một tiếng, trong mắt khó có thể che giấu kinh hãi, nàng tự biết chiêu này lợi hại, lẽ nào đối phó với thiếu niên này, dĩ nhiên cần vận dụng cực chiêu như thế. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, cũng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, trong tay hàn quang lóe lên, mấy đạo kim sắc kiếm phủ liền bay ra, lãnh kiếm băng xương trực tiếp nắm trong tay, bắn ra hàn khí băng lãnh. Trên thân kiếm từng chữ ma ha cổ văn bắn lên, lại không ngừng chôn vùi, cả người thân kiếm như một, đặt mình trong một cổ kiếm ý rất mạnh. Toàn bộ bầu trời bầu không khí thoáng cái sơ sắc tiêu điều mà khẩn trương. Tất cả dừng tay. Đột nhiên một đạo tiếng quát lạnh vang lên, đem loại sơ sắc tiêu điều này cắt đứt. Người lên tiếng chính là Mộc Hữu Vân ở một bên, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, quát dẹp đường. Hai vị động thủ, đã trải qua ta đây chủ nhân cho phép sao? Tất cả mọi người là nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Mộc Hữu Vân ước gì bỏ qua một bên không liên quan, đi sớm một chút, thế nào đột nhiên thoáng cái tới giống như lo lắng. Mộ Dung Hằng Vũ và hai vị thiếu chủ Long gia đều là con ngươi hơi co lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng thời hơi biến sắc mặt. Trong mắt của kỳ quỷ hiện lên một tia sảng giọng điện mang, lạnh giọng nói. Ngày hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bất quá sau này có thể không tiếp tục tốt như vậy, xuống phía dưới, đã khó nói. Hai tay hắn vừa lộn, đạo lôi thương kia nhất thời biến mất, toàn bộ phía sau hư ảnh chân linh cũng thoáng cái thu vào trong cơ thể, khắp bầu trời lôi điện một chút tản ra. Ào ào xôn xao. Khắp bầu trời xiềng xích cũng thoáng cái thu vào, toàn bộ bầu trời mây đen tan hết, khôi phục lang lảnh trời quang. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng khẽ động, lãnh kiếm băng xương lóe lên một cái đã thu vào, khẽ cười nói. Cũng không biết là ai vận khí tốt. Kỳ quỷ giận dữ, chỉ vào hắn quát dẹp đường. Tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng. Phi Nghê nói. Không cần cùng với hắn rong dài nhiều thêm, chúng ta phái người theo dõi hắn là được, chỉ cần vừa rời khỏi Hải Mộc Trấn, sẽ chính là ngày chết của hắn. Kỳ quỷ lạnh lùng nói. Không sai, đến lúc đó ta xem ngươi còn dám cuồng vọng. Buồn chán. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười, một cái lắc mình, liền từ không trung bay hạ đến bên cạnh thơ Mộ Dung Hằng Vũ. Tuy rằng hắn và kỳ quỷ đánh một trận bị cắt đứt, nhưng từ trước triển lộ thủ đoạn đến xem, đã không có người dám khinh thị hắn. Bao quát Mộ Dung Hằng Vũ, nhìn sắc mặt của hắn cũng là rất có biến hóa, ánh mắt trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Mục Hữu Vân sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Chư vị ngay trước mặt ta động thủ, thật đúng là cho thần Mộc Thế gia ta mặt mũi. Nhìn ra được hắn là chân sinh khí, trong mắt tuôn ra lãnh mang. Phi Nghê tâm niệm thay đổi thật nhanh, hạ thấp người, tạ lỗi nói. Là kỳ quỷ xung động, chỉ vì người này ăn nói bừa bãi,
nói xấu chúng ta người của Long gia, mà Kỳ Quỷ tính tình ngay thẳng, lúc này mới có chút đụng phải, mong rằng Hữu Vân đại nhân thứ lỗi. Mục Hữu Vân vung tay lên, hừ nói. Mà thôi, trước việc không đáng tính toán, chư vị cũng là vì linh lôi quả tới, ta có thể hiểu được. Nhưng lần này Hải Mộc Trấn tình huống thật có dị, không chỉ có đưa tới rất nhiều thực lực mạnh tuyệt võ giả, hơn nữa ta vừa mới nhận được tin tức, ngay cả người của hải tộc cũng bị kinh động. Hải tộc, tất cả mọi người đều là một chút kinh hô lên, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cũng là hơi biến sắc mặt, hắn mới vừa từ Đông Hải trở về, chẳng lẽ lại muốn cùng với đám đậu ép trong biển này giao tiếp. Thần sắc của Mộc Hữu Vân ngưng trọng, gật đầu nói. Đúng thế, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, người của hải tộc sai sứ giả đưa tới tin tức, nói là Hải Mộc Trấn này vốn là Bắc Hải chi đảo của bọn hắn, hiện tại để thần Mộc Thế gia ta vật quy nguyên chủ. Cái gì? Mộ Dung Hằng Vũ trong mắt đều là lồi lên, quái thanh quát dẹp đường. Thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Hải Mộc Trấn giáp giới đại lục, tộc chúng ta chiếm cứ mấy ngàn vạn năm, chưa từng nghe qua lời nói hoang đường như vậy. Mộc Hữu Vân nói. Việc này rõ ràng, lôi lâm xuất hiện dị trạng, nhóm lớn linh lôi quả thúc, lấy tình thế bây giờ, trái cây thành thục phạm vi còn chưa phải đoạn tăng lớn, ngay cả rất nhiều linh lôi hoa cũng bắt đầu dần dần kết quả đứng lên. Tất cả mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị, vừa mừng vừa sợ, chiếu theo loại xu thế này xuống phía dưới, chẳng lẽ không phải toàn bộ muốn nở hoa kết trái rồi. Mục Hữu Vân nói, người của hải tộc chẳng bao giờ đánh chủ ý tới linh lôi quả, có lẽ là hàng năm kết trái quá ít, bọn họ chướng mắt, nhưng năm nay thoáng cái tăng mấy chục lần sản lượng, cho dù ai cũng sẽ tâm động không ngớt. Trong mắt của Mộ Dung Hằng Vũ lóe lên vẻ lạnh lùng, nói. Thật sự khi nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt, nếu là hải tộc tuân thủ quy củ, có thể dựa theo phối định mức lượng bán cho bọn hắn, nếu không phải thức thời, đưa ra yêu cầu vô lý nói, phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng, thần Mộc Thế Gia có thể có cha gia nguyên do lần này linh lôi quả dị động. Mộc Hữu Vân nhìn hắn một cái, hiện lên một tia nghi hoặc, nhân tiện nói. Tạm thời không tìm được căn nguyên, lôi lâm diện tích tuy rằng không lớn, nhưng bên trong là một mảnh điện ngục lôi hải, các loại thần niệm toàn bộ bị bao vây quấy dày, chỉ có thể bằng mắt thường quan sát, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Làm sao có thể, muốn thúc phiến linh lôi quả lớn như vậy, không có ất mộc chi khí kinh người căn bản cũng không khả năng. Lẽ nào quý phái không có lo lắng là dấu hiệu vật tuyệt thế xuất thế sao? Tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động, đều là đưa mắt nhìn chằm chằm Mộc Hữu Vân. Mộc Hữu Vân thầm mắng một câu, cười khổ nói. Việc này tự nhiên nghĩ tới, không chỉ có là bên trong lôi lâm, ngay cả phụ cận mấy nghìn hải vực ta đều phái người dò xét qua, từ cửu thiên, cho tới biển sâu, không một quên, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói. Trong lòng hắn mơ hồ nhận thấy được việc hải tộc có cái gì không đúng. Nếu bọn họ thực sự nhìn trộm linh lôi quả nói, đã sớm nên hạ thủ, không có khả năng chờ tới bây giờ. Như vậy mục tiêu của hải tộc vô cùng có khả năng chính là thúc linh lôi quả tuyệt thế ất mộc chi vật. Nội tâm hắn đã tin tưởng vững chắc, tất nhiên là có cực mạnh ất mộc thần vật xuất thế, mới có thể dẫn đến dị tượng như thế. Hiện tại người của hải tộc bằng bạch xuất hiện, cũng tựa hồ đã nói rõ điểm ấy. Mộc Hữu Vân nói tiếp, hiện tại việc của linh lôi quả có hải tộc nhúng tay vào, trở nên cực kỳ phức tạp. Chư vị đều là nhân trung long phượng, nhân tộc ta người nổi bật, ta nghĩ mời chư vị cộng đồng ra mưu xuất lực, lấy bảo vệ Hải Mộc Trấn không bị quấy nhiễu. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh lóe lên, Phi Nghê nhẹ giọng cười nói. Hữu Vân đại nhân nói nở nụ cười, thần Mộc Thế gia trưởng quản Hải Mộc Trấn mấy trăm năm lâu, chẳng bao giờ có bất kỳ thế lực nào dám quấy nhiễu tiến đến. Có thể thấy được thực lực của thần Mộc Thế gia mạnh mẽ, đủ để kinh sợ tất cả bọn đạo trích. Long gia ta mặc dù có chút danh vọng, nhưng lúc này không có trưởng bối ở đây, ta và Kỳ Quỷ thực lực hữu hạn, cũng không dám tùy tiện tham dự bực đại sự này. Ý của nàng rất rõ ràng, không muốn cuốn vào trong loại thị phi này. Dù sao Hải Mộc Trấn cùng với bọn hắn quan hệ không lớn, không cần thiết bằng bạch cấp thần Mộc Thế gia làm thương xử. Dù sao hải tộc không phải loại hiền lành gì như vậy, ai biết cái này gài bẫy để sâu đậm. Kỳ Quỷ cũng là trầm mặc không nói, tựa hồ tất cả lấy Phi Nghê làm chủ. Thần sắc của Mộ Dung Hằng Vũ khẽ động, tựa hồ có chút đắn đo bất định đứng lên. Hắn cùng với người của Long Gia bất đồng, Mộ Dung Thế Gia sớm ở trong hố nơi này,
đương nhiên không có khả năng để hải tộc tới đem lợi ích lấy đi. Trên mặt Mộc Hữu Vân hiện lên cười nhạt, nói. Cũng được, Long gia chư vị liền mời trở về đi. Lần này người của hải tộc tựa hồ cực kỳ không đơn giản, ta dự định triệu tập mọi người đang ứng đối, đồng thời cuối cùng thương thảo phương pháp phân phối linh lôi quả. Phương pháp phân phối linh lôi quả. Trong lòng Kỳ Quỷ khẽ động, bật thốt lên. Lần này không dựa theo trước đó quy định phân phối sao? Lợi ích của Hải Mộc Trấn cùng hắn không quan hệ, nhưng linh lôi quả cũng quan hệ hắn tu luyện đại sự. Lần này vừa vặn cắm ở trên bình cảnh tu luyện, khi biết linh lôi quả dị tượng, tin tưởng vững chắc đây là thượng thiên cố ý cho hắn cơ duyên, lúc này mới cùng với Phi Nghê cùng đi đến Hải Mộc Trấn. Mộc Hữu Vân lạnh lùng nói. Việc này cũng không nhọc đến Long gia thiếu chủ quan tâm. Hải Mộc Trấn trong khoảng thời gian này sợ rằng chắc là sẽ không thái bình, Long gia thiếu chủ đã mua hàng tương ứng số định mức, có thể rời khỏi, để tránh khỏi cuốn vào nước đục, người bị lan đến. Kỳ Quỷ lúng túng nói. Khụ khụ, lời này của Hữu Vân đại nhân đã khách khí. Tuy rằng Hải Mộc Trấn là địa bàn của thần Mộc Thế Gia, nhưng cũng là lãnh địa của nhân tộc ta, người của dị tộc nếu muốn nhúng tay vào, Kỳ Quỷ là người thứ nhất không đáp ứng. Phi Nghê hơi biến sắc mặt. Miễn cưỡng cười nói. Nếu Kỳ Quỷ đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không đếm xỉa đến. Nhưng việc này dù sao không phải chuyện đùa, đợi ta đưa tin quay về tông môn, trưng cầu các trưởng bối chỉ thị. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân lúc này mới hỏa hoãn, dù sao Long gia cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi, một vừa hai phải cho giỏi. Mộ Dung Hằng Vũ cũng nói. Mộ Dung Thế gia tuy rằng lánh đời nhiều năm, nhưng dù sao cũng là nhân tộc nhất mạch, chỗ đại nghĩa, nghĩa bất dung từ. Mộc Hữu Vân lộ ra vẻ mỉm cười tới, nói. Ta trước tiên đa tạ chư vị rồi. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, rơi vào trên người của Lý Vân Tiêu, từ vừa rồi đánh một trận đến xem, người này tuyệt đối là cao giai vũ đế tồn tại, lực lượng không thể bỏ qua. Các hạ trên ngọc bội đăng ký chính là thất tinh vũ tôn Lý Phi Dương, thực lực và tính danh đều là giả đi. Nhưng không sao cả, chỉ cần các hạ chịu tận lực tương trợ, linh lôi quả đồng dạng không thể thiếu một phần của ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cũng đi xem đi, có đầy đủ chỗ tốt, giúp một tay cũng không có gì đáng nói. Tất cả mọi người đều là gương mặt hắc tuyến, mặc dù mọi người đều là tâm tư như thế, nhưng lời này cũng nói quá mức trần trụi đi. Mộc Hữu Vân cũng là hơi lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Ta thần Mộc Thế Gia tự nhiên sẽ không bạc đãi chư vị, Hải Mộc Trấn phát triển còn phải chờ đợi mọi người chiếu cố nhiều hơn. Ngày mai chính ngọ. Ta ở phủ đệ xin đợi chư vị. Trước đó, hy vọng tất cả mọi người cho ta một mặt mũi, không nên gây sự nữa. Kỳ Quỷ nói. Đại nhân yên tâm, mặt mũi của thần Mộc Thế Gia ta là nhất định sẽ cho. Chỉ khi nào ra khỏi Hải Mộc Trấn, tính mệnh của Lý Phi Dương này, ta tất nhiên thu rồi. Mộ Dung Hằng Vũ châm chọc nói. Nghe lời này, hình như ngoại trừ Hải Mộc Trấn ra, thiên hạ đều là lãnh địa của Long gia. Trong mắt của Kỳ Quỷ lóe lên vẻ hung bạo, sẳng giọng nói. Mộ Dung Hằng Vũ, người cũng kiêu ngạo không được mấy ngày. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Không cần nhiều theo chân bọn họ phí miệng lưỡi, chân linh huyết mạch người thừa kế ta gặp qua không ít, đều có một đặc điểm, chính là thích nói dọa cho mình bơm hơi. Ha ha, Phi Dương huynh nói cực phải. Mộ Dung Hằng Vũ cười ha hả, nói. Không biết hành động như vậy cực độ ấu trí. Càng thêm lộ rõ bọn họ nhỏ yếu khiêm tốn, câu cửa miệng nói, chó cắn người không kêu a. Kỳ Quỷ tức đến sắc mặt tái xanh, trên mặt mũi không ngừng có lôi điện lóe ra đến, hiển nhiên sắp không áp chế trụ được lửa giận của mình nữa. Đôi mắt đẹp của Phi Nghê vừa chuyển, ở trên người của Lý Vân Tiêu quan sát một vòng, cười nói. Các hạ đích xác dũng khí có thể khen, đáng tiếc còn quá trẻ, không biết trời cao đất rộng. Kỳ Quỷ, chúng ta đi thôi. Nàng tựa hồ là nhân vật trọng yếu của Long gia chuyến này, Kỳ Quỷ tức giận hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo, hơn 10 tên người của Long gia nhất thời hóa thành quang mang rời khỏi. Mộc Hữu Vân cũng là nhìn nhiều Lý Vân Tiêu thêm vài lần, không biết hắn ở đâu ra lo lắng và tự tin đối kháng thiên lĩnh Long gia. Hai vị tự giải quyết cho tốt đi. Cũng hóa thành một đạo độn quang, tiêu thất ở trên trời cao. Mộ Dung Hằng Vũ nhìn mọi người rời khỏi, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Trên tay hắn quang mang lóe lên, một cái túi đựng đồ nổi lên, đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Phi Dương huynh, sự tình có biến, chỗ tiền đặt cọc này ngươi trước tiên lấy về đã.
Lý Vân Tiêu nhíu mày tới, nói. Thế nào, các hạ muốn đổi ý rồi? Mộ Dung Hằng Vũ lắc đầu nói. Làm sao có thể, Mộ Dung gia ta kinh doanh linh lôi quả này cũng không phải chuyện một năm hai năm rồi, chưa từng thất tín qua. Chỉ là hiện tại luân phiên biến cố, ta cũng không có nắm chắc có thể bảo chứng con đường an toàn. Như vậy đi, ta có thể hứa với Phi Dương huynh, Mộ Dung gia lần này có thể lấy được quả thực, ưu tiên bán ra cho ngươi, nhưng giá cả không thể giảm bớt. Lý Vân Tiêu biết chỗ này lánh đời thế gia tuy rằng không hỏi tới thế sự, không xưng bá thiên hạ, nhưng đều sẽ có phân bộ thế lực ẩn nấp cõi trần, tiến hành nhất định tài nguyên đổi và tin tức thu thập, hắn lúc này liền đồng ý. Mộ Dung Hằng Vũ cười nói. Trước đây nghe nói thiên hạ trẻ tuổi cường giả, có Bắc vực Tứ Tú, Tây vực Tam Kiệt, Đông vực Thất Tinh. Nói thật đi, ta cũng đã gặp trong đó mấy người, rất là thất vọng, vốn tưởng rằng thiên hạ trẻ tuổi chỉ thường thôi. Hôm nay mới biết được, người thiện chiến không hiển hách tên, nói chính là Phi Dương huynh rồi. Lý Vân Tiêu nói, người nói những nhân vật kia đều là trăm năm mới gặp một tuyệt đỉnh cường giả, Mộ Dung thế gia bản thân vị trí cực cao, ánh mắt dĩ nhiên là rất cao. Năm đó Mộ Dung Trúc coi như là hạng người anh tài trong thiên hạ ít có, ta xem Hằng Vũ huynh tương lai thành tựu tất nhiên còn ở trên hắn. Mộ Dung Hằng Vũ sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi cũng biết tên của bá phụ ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, thầm thở dài nói. Quả nhiên, từng nghe người qua, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ bi thống. Mộ Dung Hằng Vũ gương mặt hoài nghi, ngưng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Bá phụ ta đích thật là thiên tư ngang dọc, năm đó bên trong gia tộc đệ nhất thiên tài. Nhưng trên thiên vũ đại lục người biết tên họ của hắn cũng không nhiều. Hơn nữa bản thân bá phụ giống như là lưu tinh lóe lên rồi biến mất, hiện tại lại càng không có mấy người nhớ kỹ. Người rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu nói. Là bạn không phải địch. Nói xong, hắn cũng không để ý thần sắc kinh ngạc của Mộ Dung Hằng Vũ, bước ra đi nhanh, liền biến mất ở góc đường. Mộ Dung Hằng Vũ sửng sốt được một trận, mới chậm rãi thu hồi tâm tư, tỉ mỉ suy nghĩ Lý Vân Tiêu nói tới. Lý Vân Tiêu một người một mình đi ở trên đường. Người đến người đi, như nước chảy, từng vòng vằn nước ở dưới chân hắn đẩy ra, nội tâm cũng là phiền muộn không gì sánh được. Mộ Dung Hằng Vũ tuy rằng niên kỷ so với hắn còn lớn hơn, nhưng ở trước mắt hắn lại là hậu bối, hơn nữa thiên phú thật tốt, thậm chí không ở dưới Mộ Dung Trúc năm xưa. Nội tâm hắn coi như là có chút thoải mái. Một đạo thanh quang ở trong tay hắn hiện lên, liền hiện ra một khối ngọc bài. Chính là vật Ninh Khả Nguyệt năm đó lưu lại. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm ngọc bài, trong mắt vẻ lạnh lùng hờ hững khiến kẻ khác sợ hãi. Hiện tại Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư cùng một chỗ, tình cảnh dị thường nguy hiểm, nhưng hắn lại căn bản không có cùng Thiên Tư sức đánh một trận. Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, Hồng Y Thiết Đao, chính là một gã võ giả Long Gia. Người kia sắc mặt băng lãnh, quát dẹp đường. Lý Phi Dương, Kỳ Quỷ đại nhân yêu cầu ngươi ra ngoài thành một chuyến, giải quyết ân oán cá nhân. Lý Vân Tiêu đem ngọc bội thu vào, chậm rãi suy nghĩ nói rằng. Ta tại sao phải đến đây? Người nọ tựa hồ sớm có dự liệu, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngươi không phải mới vừa rồi mở miệng thực cứng sao? Thế nào hiện tại thành thứ hèn nhát rồi? Lý Vân Tiêu dày nhìn hắn, nói. Thứ hèn nhát thì thứ hèn nhát đi. Ngươi, người kia nhất thời cảm giác ngực như bị nghẹn, hình như một quyền đánh ra đến, trực tiếp đánh vào trên cây bông. Để hắn cả người không làm được gì, cả người khó chịu. Ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Không đi. Lẽ nào ngươi nghĩ có đầu rút cổ ở Hải Mộc Trấn cả đời sao? Nhìn xem tình huống đi, hay là thực sự cũng nói không chừng. Ngươi nọ triệt để hết chỗ nói rồi, trước đó nghĩ đến qua các trường hợp, lại nghĩ không ra là bộ dáng như vậy, hắn cả giận nói. Có bản lĩnh trốn ở Hải Mộc Trấn cả đời đừng rời bỏ. Lý Vân Tiêu cười nói. Chủ tử nhà người có bản lĩnh trốn ở ngoài thành cả đời đợi ta. Phế vật, phế vật. Người nọ tức giận vô cùng, hung hăng mắng vài câu, biết kích bác như thế nào đi nữa cũng vô ích, dậm chân một cái rồi rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn người nọ rời khỏi, nhịn không được khẽ cười rộ lên, thực lực của Kỳ Quỷ hắn cơ bản có thể nhìn ra mánh khóe, không cần vài cái là có thể thu thập hết, ngược lại thì Phi Nghê, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hơn nữa cái loại cảm giác này, hắn cũng không xa lạ gì. Thiên Phượng huyết mạch sao?
Có ý tứ a. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, liền biến mất ở trên đường phố. Hải Mộc Trấn một góc, cách Ly Gia một cái cảnh giới tuyến thật dài, chu vi trong vòng trăm trượng cũng không cho phép tới gần, chỉ có hai đội võ giả thức trắng đêm canh giữ ở xung quanh. Đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong đó. Hai đội võ giả biến sắc, trở nên nghiêm nghị đứng lên. Trung niên nam tử ánh mắt đảo qua, nói. Đều lên tinh thần tới, mới vừa rồi mặt trên tới thông chi, trong khoảng thời gian này tiến nhập trạng thái tối cao canh gác, một con ruồi cũng không có thể để lọt vào. Trạng thái canh gác tối cao, đã có chuyện gì xảy ra? Một gã võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt, có chút giật mình nói. Trung niên nam tử nhìn hắn một cái, nói. Không nên hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nói chung không biết là chuyện gì tốt, ngày mai mặt trên còn có thể tăng phái hai đội nhân mã, đem phạm vi cảnh giới thu nhỏ lại gấp đôi, lấy bảo đảm thông đạo tuyệt đối an toàn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, tăng phái gấp đôi nhân số, thu nhỏ lại cảnh giới quyển, tương đương với phòng ngự thoáng cái tăng lên gấp 4. Ha ha, nếu như đều là các ngươi như đống cặn bã nói, phái nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì a. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo cực độ khinh miệt và châm chọc. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, trong tay run lên, nhất thời xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, toát ra quang mang ba loại màu sắc, cũng không quay đầu lại đã hướng phía sau chém tới, dường như khổng tước xòe đuôi. Một đạo hắc ảnh vọt tới, cười quái dị một tiếng, bay thẳng vào bên trong đao quang ba màu. Phanh! Phốc suy! Một đạo tiếng binh khí tương giao vang lên. Sọ đầu của trung niên nam tử liền bay, trên mặt tràn đầy chấn động và tuyệt vọng. Không đầu trên cổ tiên huyết như là suối phun trào tuôn ra, tê tê bay ở trong gió, thê lương không gì sánh được. A thống lĩnh! Hai bên võ giả đều là bi phẫn gần chết, thoáng cái tràn đầy tiếng binh khí rút ra, từng đạo bóng người xung phong liều chết liễu đi tới. Ha ha, người nếu phẫn nộ không có bất kỳ lực lượng nào, tới trong địa ngục kêu khóc đi thôi. Bóng đen kia cuồng tiếu vài tiếng, trong nháy mắt phân ra mấy đạo tàn ảnh hướng mọi người lướt đi. Từng đạo tiếng chia cắt vang lên, qua mấy lần hơi thở, hai đội nhân mã toàn bộ bị chém phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết bắn đầy trời cao. Toàn bộ bên trong cảnh giới tuyến, trở nên một mảnh thê thảm và tĩnh mịch. Tam đệ, ở đây cũng không phải Bắc Hải của chúng ta, vẫn là khiêm tốn một chút thật là tốt. Trên bầu trời truyền đến thanh âm nhàn nhạt, không có bất kỳ cảm tình gì. Đã không giống như là thanh âm của người. Hừng một đám bột phấn, giết không sẽ giết, lẽ nào bọn họ nhân loại còn dám nói chứ không? Bóng đen hóa ra một đạo hình người tới, cả người đưa thân vào bên dưới hắc bào, khuôn mặt tái nhợt mà âm lãnh, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Nghìn vạn lần không nên coi thường nhân loại, ta gần nhất nghe nói Đông Hải vương tộc bị một gã nhân loại đào phá tổ chim, không chỉ có chân bảo mất hết, ngay cả biển sâu mạch khoáng cũng bị đào lên. Ha ha nhị ca, uổng cho ngươi còn được khen là trí giả, loại lời đồn đãi không có não này, ngươi cũng tin. Hắc bào nam tử châm chọc nói. Cướp sạch Đông Hải chân bảo, móc xuống biển sâu địa mạch, coi như là thần cảnh cường giả cũng không thể nào làm được đi. Còn nữa, nếu như việc này là thật, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Đông Hải đám run đất kia hoàn toàn lưu lạc thành cặn bã. Phải không, cửu đệ lại là chết như thế nào? Câm miệng chớ ở trước mặt ta nhắc tới người này. Hắc bào nam tử nguyên bản tựu sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm băng lạnh, lạnh lùng nói. May mà hắn chết sớm, bằng không ta muốn cho hắn triệt để xuống địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Đạo thanh âm kia lo lắng truyền đến, nói. Cửu đệ trung quy cũng là nhi tử của phụ vương, với người ta cùng một huyết mạch. Hắn đã chết, chúng ta vẫn phải là khổ sở một cái. Hắc bào nam tử điên cuồng cười nói. Ha ha, đích xác hẳn là khổ sở a. Gương mặt của hắn thoáng chút đã vặn vẹo đứng lên, gằn giọng nói. Ta thật là khổ sở không thể tự tay làm thịt hắn, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào giết hắn, ta nhất định phải đem tên khốn kiếp kia bầm thây vạn đoạn. Thanh âm kia nói. Nghe nói tên nhân loại kia là Lý Vân Tiêu, cùng với kẻ móc xuống Đông Hải mạch khoáng chính là cùng một người. Lý Vân Tiêu sao? Trong mắt hắc bào nam tử hiện lên một đạo sát khí, lạnh lùng nói. Người này đã lên danh sách ta phải giết, về phần ngươi nói móc xuống Đông Hải mạch khoáng, căn bản là lời nói vô căn cứ. Nếu việc này trở thành sự thật,
đó chính là sỉ nhục lớn nhất của hải tộc trong hàng tỷ năm qua, Nghiễm Hiền còn mặt mũi nào mà thống lĩnh Đông Hải. Thanh âm kia thở dài, nói. Ta lần đầu nghe nói tới, cũng hiểu được là lời đồn, nhưng bây giờ trong tứ hải truyền đến lợi hại. Hơn nữa Nghiễm Hiền đại nhân hồi lâu chưa từng lộ diện, đều là hình mẫu đại nhân đang xử lý chính sự, chờ lần này tứ hải thịnh hội mời dự họp, tất cả tự nhiên sẽ hiểu. Hắc bào nam tử âm lãnh nói. Cũng không phải có tin tức nói người nọ cũng tới sao. Đến lúc đó hỏi một chút hắn cũng đã biết rồi. Thanh âm kia nói. Ừ, ất mộc thần vật như vậy xuất thế, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, có lẽ hắn mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta chuyến này. Hắc bào nam tử biến sắc, trầm giọng nói. Vậy đừng nói nhảm, đoạt ở trước mọi người đem đồ vật bắt tới tay, còn lại cục diện rối rắm cho bọn hắn chống đỡ. Cuối cùng coi như biết là chúng ta làm, bằng vào bọn hắn đám phế vật này, có thể có can đảm lên Bắc Hải tới cướp đoạt. Sau khi hắc bào nam tử nói xong, lúc này hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía bên trong cảnh giới tuyến phóng đi. Một khu vực này đều là yên tĩnh dị thường, hiển nhiên lâu lắm không ai đặt chân bên trong. Mấy người lóe lên hạ xuống, hắc mang liền hóa ra thân hình, lần thứ hai ngừng lại, sắc mặt âm lãnh nhìn Tiền Phương. Ngay Tiền Phương cách mười mấy trượng, không trung lẳng lặng ngồi xếp bằng một đám võ giả, mỗi người đều là sắc mặt an tường, ở vào nhập định trong. Phương viên trong vòng trăm trượng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí thập phần trang trọng nghiêm nghị, võ giả tổng cộng 9 người, đều là khí tức nội liếm, không cảm giác được chút nguyên lực ba động nào, giống như là điêu khắc thành vậy. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm 9 người kia, hai tay xương ngón tay bóp nổ vang, lạnh giọng nói. Nhường đường, hay là chết? 9 người chỗ ngồi vị trí cực kỳ kỳ lạ, cũng không phải là giản đơn thành hàng, mỗi khoảng cách giữa hai người như là thập phần khảo cứu, hình như ẩn chứa quy tắc nào đó. Phía trước một người chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người hiện lên một đạo tàn khốc, quát dẹp đường. Sát khí thật nồng đậm, người đem thủ vệ trước mặt toàn bộ giết. Hắc bào nam tử cười to nói. Ha ha ha, đám rác rưởi này giữ lại có ích lợi gì? Các ngươi 9 người coi như khó khăn lắm đập vào mắt, nếu là thức thời nói, có thể giữ mạng sống. Trong mắt người bạo xuất vẻ giận dữ, nhưng vẫn là ngăn chặn tâm tình của nội tâm, chậm rãi nhắm mắt lại tới, chẳng quan tâm. Muốn chết? Hắc bào nam tử giận dữ mắng một tiếng, trong tay giương lên, nhất thời hơn 10 đạo hắc mang lăng không chém đi ra ngoài. Bang 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 bang. 9 người trước mặt đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng, như là kính quang hoảng hốt chớp động, trực tiếp đem hắc mang đều chặn lại, vô pháp đả thương tới mọi người. Hắc bào nam tử chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, trên cánh tay một cổ hắc sắc khí dâng lên, trực tiếp hóa ra một cái hắc sắc long chảo to lớn, mạnh mẽ hướng phía trong hư không một chảo. Ầm. Phía trên một chút vang dội, long chảo phảng phất như đem không gian vén lên, như là tấm màn sân khấu bị kéo ra từng đạo nếp nhăn. Ánh mắt của hắc bào nam tử một ngưng, tay trái bấm tay niệm thần chú, trong miệng phun ra long ngữ tối nghĩa khó hiểu. Trong long chảo nhất thời hiện ra không gian vòng xoáy hoảng hốt không chừng, càng lúc càng lớn, cách đó không xa 9 người ở dưới cổ không gian chi lực này, thân thể cũng theo đó vặn vẹo. Người cầm đầu sắc mặt trầm xuống, trong tay đánh ra một ấn, quát dẹp đường. Khởi trận. Một đạo kim quang dẫn đầu từ trên người hắn vọt lên, hai tay kết ấn bên trong nổi lên cổ quái hoa văn, đi lên khoảng không đi. Mặt khác 8 người đồng thời mở hai tròng mắt, phân thân hai tay bấm tay niệm thần chú, cộng thêm vị trí đã ở dựa theo phương vị nhất định biến hóa. Đám trận phù màu vàng từ trong tay 9 người ấn quyết bên trong toát ra tới, hóa thành một đạo kim quang mưa lất phất, hội tụ ở trên khoảng không, trong nháy mắt kết xuất một đạo kim sắc kết giới to lớn. Đại nhật như luân, ở quanh thân 9 người chuyển động. Nguyên bản kéo ra mặt nhăn vết không gian thoáng cái khôi phục bằng phẳng, thần sắc của 9 người bất biến, trên mặt mỗi người đều là chiếu rọi ra ánh sáng màu vàng, đều tự bấm tay niệm thần chú mà ngồi. Hắc bào nam tử sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Vô dụng. Long chảo bỗng nhiên nắm chặt, không gian chợt căng thẳng, một cổ long trời lở đất chi thế khó có thể địch nổi trong nháy mắt thối lui. Hướng phía trên kết giới màu vàng kia nghiền ép đi. Ầm ầm. Không gian ở dưới cổ cự lực này run liên tục, trực tiếp đánh vào trên kim sắc kết giới, như là chiến xa không ngừng oanh kích nghiền ép, chấn đến mặt ngoài kim quang cũng là điên cuồng run rẩy liên tục, nhưng thủy chung không có thể đột phá. Hừm, chết tiệt. Hắc bào nam tử biến sắc,
trong mắt bạo xuất vẻ giận dữ, hóa thành một đạo hắc mang đã xông tới. Con ngươi của người cầm đầu chín người chợt co rút lại, khẽ quát một tiếng, nói. Khai. Ấn quyết trong tay hắn biến đổi, phía sau tám người cũng là đồng thời biến hóa quyết ấn và phương vị, kim sắc kết giới bỗng nhiên một chút mở ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười mấy trượng. Hắc bào nam tử trở tay không kịp, trực tiếp bị kết giới bao phủ đi vào, nhất thời sắc mặt đại biến. Chín đạo nhân ảnh lúc này hướng về phía hắn vào tới, mỗi người đạp không gian phương vị đều không giống nhau, ngầm có trận thế ý nào đó, phô thiên cái địa xuống. Hắc bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc bào chợt nổ tung nứt ra, một cổ long uy từ trong cơ thể hạo hãn mà ra. Ầm ầm, toàn bộ kim sắc kết giới hơi bị chấn động, long uy chi lực trực tiếp biến hóa thành một đạo hắc long, xoay quanh trên người nam tử, trong mắt lạnh lẽo mà nhìn. Nam tử đồng thời hai tay ở trước người nắm chặt, một đạo long ngâm thăng lên tận trời, các loại ký hiệu cổ quái từ trên người hắn bay lên, trực tiếp ở trước người ngưng tụ thành chín phù cầu đen kịt. Hướng phía chín người kia kích bắn đi. Bắc Hải Vương tộc. Chín người kia tất cả giật mình, luân phiên trên không trung biến hóa phương vị, tách ra hắc sắc phù cầu. Hừm, khốn long cực qua. Nam tử hai tay hợp lại, trên người long ảnh xoay quanh ra, trong miệng phun ra một đạo long ngâm, kim quang bên trong kết giới một mảnh chấn động. Chín đạo phù cầu ở dưới tiếng long ngâm bay nhanh xoay tròn, đám phân giải ra, từng cái dung hợp. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn hắc sắc vòng xoáy to lớn. Đoàn hắc sắc vòng xoáy này ngay từ đầu bất quá lớn cỡ cối xay, ở dưới nam tử hai tay không ngừng kết xuất ấn quyết biến hóa, trong nháy mắt phồng lớn gấp 4-5 lần, muốn đem toàn bộ kim sắc kết giới tràn ngập. Toàn bộ không gian đều đã bị vòng xoáy xé rách lực, kết giới cũng theo đó co rút lại xuống tới, hình như bị từ từ rút lấy không khí vậy, số lớn kim quang từ trên kết giới chiếu xuống, bị hút vào bên trong vòng xoáy đánh nát bấy. Không tốt. Chín người kia cả kinh, người cầm đầu quát dẹp đường. Đệ tam binh thức. Thần sắc của mọi người ngưng trọng, đều kết ấn hướng phía trong hư không đánh ra, kết giới chi lực màu vàng kia thoáng chút tăng mạnh đứng lên, đồng thời kim quang lóe lên, ngưng tụ ra một cái đại cước cao mấy trượng. Kim sắc đại cước xuất hiện trong nháy mắt, bên trong phương viên mấy trượng linh khí trong nháy mắt bị rút sạch không còn, vô số ký hiệu từ trong chân điên cuồng dũng mãnh tiến ra, ở bốn phía không ngừng bay lượn. Ầm ầm, chân to run rẩy một cái, bỗng nhiên dẫm lên rơi xuống. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị ép bể mất, kinh khí phát sinh tiếng va chạm chói tai, thoáng cái đã nhóm lên hỏa diễm tới, hướng về bốn phía thiêu đốt đến. Kim sắc đại cước trực tiếp dẫm lên vào trong vòng xoáy màu đen kia, chấn khởi vô biên hắc sắc khí. Toàn bộ vòng xoáy như là đang run rẩy từng đợt, không ngừng tan vỡ khuếch tán. Sắc mặt của nam tử chợt biến. Trước người quyết ấn hóa thành một quyền, con hắc long ngủ đông kia thoáng cái ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra hung quang. Phách long quyền. Hắc sắc quyền mang như là lưu tinh xẹt qua trời cao, dưới quyền thế, hắc long rít gào trên đó, đem kết giới chi lực không ngừng áp xúc xuống phía dưới, muốn đem toàn bộ cấm chế trận pháp sinh sôi cựa ra. Người cầm đầu chín người mặt không đổi sắc, chỉ là trong tay quyết ấn mở ra, quát dẹp đường. Đệ thất quỷ thức. Nhất thời chín người thân pháp biến đổi, xếp thành một đường, mỗi người thần thái như một, vô số kim sắc ký hiệu đột nhiên hiện lên trên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm hình, đột nhiên chém đến. Kiếm hình thoáng cái đã đem quyền mang xuyên thấu, toàn bộ hắc long không ngừng tan vỡ tan rã, phát sinh liên tục có tiếng kêu thảm thiết. Khí lãng từng đợt hướng bốn phía giải khai, chấn ở trên kết giới lại bắn ngược trở về, tản mát ra vô số rung động. Tất cả mọi người thân hình đều trở nên hoảng hốt bất định. Trong mắt nam tử lộ ra vẻ hoảng sợ, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém nát toàn bộ phòng ngự của hắn, mang theo núi cao chi thế đánh về phía thân thể. Một đạo áo giáp màu xám cho phá thể ra, mặt trên hiện ra vô số trận văn thật nhỏ, như là mưa to rơi vào trên mặt hồ, lan ra vô số rung động, ở trước người nam tử ngưng tụ thành hình, cứng rắn kháng trụ kiếm mang kia. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Trên khôi giáp trận văn từng đạo tan biến, cuối cùng toàn bộ quang mang mất hết, toàn bộ trên áo giáp xuất hiện vô số dấu vết nứt nẻ ra, phanh một chút nổ lên. Kiếm hình cũng là đạt tới cực hạn, thoáng cái vỡ nát, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán, đều hướng phía trên bầu trời thổi đi, đều bị kết giới hút thu. Đệ nhị bàn thức. Một đạo tiếng quát lạnh truyền đến, chín người kia lần thứ hai biến hóa thân pháp, hư không tiêu thất không thấy đâu.
sau một khắc đã xuất hiện ở xung quanh nam tử, đều kết xuất ấn ký bất đồng, hướng phía trước đánh ra. Chín đạo kim quang hình thái không đồng nhất nổi lên, trong nháy mắt hợp lại cùng một chỗ, càng hóa thành một phương kim sắc đỉnh lô, trực tiếp đem nam tử khốn vào bên trong. Trên đỉnh lô vô số kim sắc ký hiệu chuyển động, thành công bách thượng thiên một trận pháp thật nhỏ, hoàn hoàn tương liên, trong trận có trận. Một đoàn ánh sáng màu vàng chớp động, đã hóa thành một ký hiệu to lớn, sáng lóa chói mắt, trực tiếp xuất hiện ở trên thân đỉnh, hiệp núi cao chi thế bỗng nhiên đè xuống, ầm ầm một tiếng chấn đến kim đỉnh liên tục rung động. Một cổ áp lực kinh khủng kẻ khác hít thở không thông trong nháy mắt phủ xuống, Bắc Hải nam tử bị nhốt bên trong kim đỉnh, sắc mặt thoáng cái trắng bệch đứng lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn giết bản vương, si tâm vọng tưởng. Hắn liên tục giống giận, trên da không ngừng nhảy ra lân phiến, tầng tầng hắc long khí tuôn ra, hóa thành từng đạo vòng xoáy, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, yếu oanh phá giá kim đỉnh phong tỏa. Kim sắc ký hiệu to lớn chợt lóe lên, lâm không xoay chuyển xuống tới, ầm ầm một chút áp ở trên vô biên long khí kia, trực tiếp đem nó chấn đến tán loạn rơi. Tâm thần của nam tử đã bị lực phản chấn, tại chỗ phun ra một búng máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ oán độc và kinh hoàng. Bên ngoài kim đỉnh chín người lúc này mới thần sắc buông lỏng, trở nên an tường đứng lên. Đều tự bóp ra quyết ấn, ngồi xếp bằng ở không trung, nhắm mắt tu luyện, thỉnh thoảng đánh ra ấn quyết duy trì kim đỉnh đổi vận, đúng là muốn đem hắn sinh sôi luyện hóa. Phương to lớn kim sắc ký hiệu thong thả chuyển động, đem long khí quanh thân nam tử toàn bộ chấn áp. Mà bên trong quang đỉnh còn lại là tuôn ra số lớn ký hiệu và kim mang, trên không trung đan vào một chỗ, không ngừng hướng phía trên người Bắc Hải nam tử cọ rửa qua đến, trắng trợn phá hư thân thể của hắn, hắc sắc long lân từng mảnh nổ lên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được trên bầu trời kim quang một mảnh, mấy cái thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, đã bị kết giới chi lực ảnh hưởng, bất kỳ thanh âm gì cũng không có truyền tới, bên ngoài vẫn là vắng vẻ và an tường. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời xuất hiện số lớn phấn hồng, như là tiên nữ ở trên đám mây tát hoa, theo gió mà rơi. Phấn hồng chi sắc đúng là từng viên một phi trần, như là phấn hoa, hoặc như là bụi bẩm, bay rơi xuống, trực tiếp chui vào bên trong kết giới. Chín tên cao thủ cả người chấn động, đều mở mắt ra, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, người cầm đầu kia cả kinh nói. Không tốt còn có địch nhân núp trong bóng tối. Một người khác sợ hãi nói. Chính phản cửu cung điên đảo trận có thể tách ra tất cả công kích và vật thể, phấn hoa này là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu tiến đến. Chín người đều là tâm trạng một mảnh kinh hãi, phấn hoa này càng ngày càng nhiều, bay bay nhiều. Tuy rằng còn chưa phát hiện ra cái dị trạng gì, nhưng cho chín người một loại cảm giác càng ngày càng xấu. Người cầm đầu trầm giọng nói. Các ngươi tiếp tục luyện hóa, bên ngoài người nọ ta tới ứng phó. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, cả người ở trong trận vừa chuyển, liền trực tiếp xuất hiện ở trên cao 10 trượng, hai mắt mãnh tính, một vòng thanh sắc ở trong mắt hiện lên, hướng phía bầu trời nhìn lại. Không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau hắn vang lên. Người kia thất kinh, nhất thời cảm thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên ra, tử vong nguy hiểm thoáng cái bao phủ xuống tới. Hắn mạnh mẽ hai tay tạo thành chữ thập, hét lớn một tiếng, nhất thời trên người kim quang lóe lên, sán lạn như hà. Phía dưới bên trong kết giới tám người quyết ấn biến đổi, trên kim sắc kết giới tuôn ra ra đại lượng ký hiệu, một chút đã hội tụ thành kiếm, gào thét lên chém bắt đầu. Hết thảy đều ở dưới bản vương quan sát, chỉ thường thôi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó nhiệt độ chợt giảm xuống, không gian hiện ra một trong suốt khô lâu, đúng là một cái long đầu xương sọ, trong tròng mắt hiện ra bông tuyết, há mồm đã phun ra một đạo long tức tới. Long tức như là cửu thiên chi thủy rơi xuống nhân gian, một chút hóa thành thủy long, gầm thét lao xuống. Trên sóng biển, long khu lăng không cuốn một cái, như là một thanh cự tỏa màu bạc. Trực tiếp đem kiếm hình thật lớn vây khốn, tập trung trên không trung. Cái gì? Phía dưới tám người tất cả giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên bầu trời người cầm đầu kia còn lại là đạt được giảm bớt chỉ chốc lát, vội vàng xoay người chính là một đạo kim sắc ấn quyết đánh ra, hướng phía trên long đầu cốt vỗ tới. Phanh! Kinh phong to lớn thổi xuống, long đầu cốt hãm sâu bên trong mắt lam sắc bông tuyết nhảy lên, toàn bộ xương sọ ở dưới kim ấn uy lực run rẩy liên tục. Đột nhiên trong hư không lộ ra một tay tới, khe khẽ đặt ở trên long đầu cốt, có vẻ đột ngột như vậy,
mà rồi lại không quá tự nhiên, khiến người có một loại cảm giác không nên, nhưng lại đương nhiên. Cái tay kia cứng cáp hữu lực, ngón tay thon dài mà trắng nõn, nhìn qua có vẻ không có một tia huyết sắc. Long đầu cốt rung động ở dưới cái tay này trấn an, thoáng cái đã yên tĩnh lại, lam sắc bông tuyết cũng biến thành bình ổn. Chỉ thấy cái tay kia giơ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng ở trên long đầu cốt điểm một cái, trên long đầu cốt trong suốt hai đóa bông tuyết bỗng nhiên vừa nhảy, như là trong lúc bất chợt sống lại, bắn ra lưỡng đạo lệ mang. Con người của người cầm đầu chợt co rút lại, trong lòng một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm nảy lên tâm tới, bỗng nhiên quát dẹp đường. Đệ nhất ngự thức. Phía dưới tám người thần sắc biến đổi, bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú biến hóa trận vị. Kết giới thoáng cái mở ra, vô số kim sắc ký hiệu ở trong đó lượn vòng, hướng phía trên bầu trời đính đến, giống như từng to lớn cái nấm đang không ngừng sinh trưởng, mở ra tán lá. Long đầu cốt tại nơi chỉ điểm một chút hạ đang lúc, trong mắt bông tuyết dường như nước biển cuồn cuộn ra, toàn bộ xương sọ thoáng cái đều đặt mình ở trong ba đào kia, bàn tay nắm lại, lộ ra một mảnh đại dương mênh mông. Thủy kỹ, Nguyệt chi vũ bộ. Một cổ thủy nguyên chi lực tuyệt mạnh mẽ từ trên long đầu cốt phát ra ngoài, như là đem toàn bộ nước trong Bắc Hải đều rút tới như nhau, thế giới trong nháy mắt đã rơi vào hải dương. Người cầm đầu trong nháy mắt cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn khó có thể địch nổi, đối mặt với mình cũng không phải một dòng bích thủy thông thường, mà là một mảnh biển rộng. Thình thịch, dưới trường kim ấn trong nháy mắt bị đánh tan, cả người phun ra một búng máu tươi đã chấn bay ra ngoài. Hắn thân là đứng đầu 9 người, chiếm cứ trận vị vô cùng trọng yếu, thoáng chút thất thủ, toàn bộ trận pháp quang mang nhất thời ảm đạm xuống. Đại dương mênh mông hạ xuống, rốt cục tạp đang không ngừng tạo ra trên kết giới. Thình thịch, kết giới chi lực thoáng chút chĩa vào nước trong Bắc Hải, nhưng đại dương mênh mông này kéo dài không dứt, vĩnh viễn không ngừng hơi thở, mấy hơi thở đã rốt cục nổ lên. Toàn bộ bầu trời rơi vào một mảnh hỗn loạn, vạn thủy chiếu nghiêng xuống, bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt biển rộng này, đều có vẻ dị thường nhỏ bé và bất lực. Người cầm đầu bị chấn thương, bất chấp thương thế trên người, lắc mình một cái liền trở lại phía dưới trận vị, kinh hãi quát dẹp đường. Phòng ngự, nhất định có thể ngăn cản được. 9 người lần thứ 2 liền giơ tay lên, đang ra chiêu. Mỗi người trên thân bay ra đại lượng ký hiệu, trên không trung kết ấn, ngưng tụ thành một đạo quang kính, treo ở bầu trời. Ầm ầm, vạn thủy trực tiếp chấn ở trên quang kính, toàn bộ mặt kính run rẩy cực mạnh, không gian tựa như cũng run rẩy từng đợt theo. Thân thể của 9 người đều là rung động liên tục, hầu như muốn vỡ vụn ra. Ha ha, vô dụng, các ngươi kỳ thực đều đã chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là nam tử bên trong kim quang đỉnh, hắn đang vẻ mặt tà cười nhìn mọi người. 9 người đều là trong lòng phát lạnh, một cảm giác xấu xông lên đầu, mọi người khóe mắt dư quang trực tiếp rơi trên mặt đất. Trước đó hồng nhạt bụi bặm trên mặt đất hiện lên một tầng, như là hoa rơi mùa thu, rải rác rơi đầy mặt đất. Nam tử cười gằn nói. Thứ này không phải phấn hóa bình thường, ở trên tứ hải có một loại thiên tượng thần kỳ gọi là phấn sắc tinh trần, vật ấy đó là từ tinh trần luyện chế, có chứa cực mạnh không gian chi năng, do đó có thể xuyên thấu trận pháp của các ngươi hạ xuống. Phấn sắc tinh trần. 9 người đều là thân thể chấn động, bọn họ quanh năm ở ven biển, tự nhiên biết vật ấy. Nam tử cười ha hả, nói. Vật ấy sau khi trải qua nhị ca ta luyện chế, không những được xuyên thấu tất cả trận pháp kết giới, còn có cực mạnh không gian bạo tạc năng lực đấy. Tiếng nói vừa dứt, trên đất phấn sắc tinh trần tựa hồ bị gió thổi giật mình, đều cuốn lại. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, đại địa cũng trong nháy mắt đứt đoạn, kim sắc kết giới thoáng cái đã bị trùng kích ra, bầu trời quang kính cũng sụp xuống nghiền nát. Vô biên bạo tạc uy năng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, đem 9 người trực tiếp nuốt hết. 9 người tất cả tâm thần đều ở dưới kết ấn chống lại ngập trời hồng thủy, đâu còn chống được bực này oanh kích, trong nháy mắt bị oanh phấn thân toái cốt. Ha ha ha, ha ha. Trong năng lượng cuồng bạo truyền đến tiếng cười to của nam tử. Trên bầu trời hồng thủy cũng trong nháy mắt ngưng tụ, chậm rãi tiêu tán ra. Trên cả vùng một mảnh hoang vu, trực tiếp bị nước biển xông ra, toàn bộ vết tích đều cọ rửa rớt, nước biển từ từ hướng chỗ chảy xuôi, nhắm phía biển rộng hội tụ đến. Nam tử từ trong kim quang đỉnh giải thoát đi ra, trên mặt ngoại trừ cuồng thiếu ra, còn có thần sắc tức giận, lạnh lùng nói. Nhị ca, người lúc này xuất thủ cũng quá đúng lúc rồi đi,
vừa lúc đặt ở ta tiến quỷ môn quan. Hiển nhiên là trách cứ đối phương xuất thủ quá muộn. Trên bầu trời cánh tay nắm trong suốt long đầu cốt vừa thu lại, sau đó tại chỗ hoảng động một cái, một gã bạch y nam tử liền nổi lên. Bạch y nam tử vẻ mặt lạnh lùng vẻ, không có bất kỳ thần tình nào, hình như không dính nửa điểm tình cảm. Chín người kia dưới sự liên thủ, tuy rằng công kích không mạnh, nhưng phòng ngự cũng thiên y vô phùng. Ta phải thấy rõ ràng rồi, có 10 phần nắm chặt mới ra tay, lúc này mới lại có thể một kích tất chúng. Hừm, chờ ngươi thấy rõ ràng rồi, mạng của ta cũng bị mất. Hai người này chính là Bắc Hải Vương Tử, đứng hàng thứ đệ nhị Nhuận Tông và đệ tam Nhuận Vũ. Nhuận Vũ lạnh lùng nói. Nếu là không thấy rõ nói, coi như là ta chết, ngươi cũng sẽ không nhảy ra xuất thủ đi. Nhuận Tông vẫn là thần sắc bất động, nói. Chuyện liên quan đến tính mệnh của ngươi nói, ta sẽ mạnh mẽ xuất thủ. Nhưng nếu là tình huống sai, một kích sẽ rời đi. Gương mặt của Nhuận Vũ co quắp một chút, nặng nề hừ một tiếng, cũng không biết là tức giận hay là không nói gì, ngược lại nói. Hiện tại cản trở toàn bộ quét dọn, nhanh lên tiến nhập Lôi Lâm tìm kiếm tuyệt thế ất mộc đi. Nhuận Tông gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, trên người trực tiếp tuôn ra số lớn phấn sắc tinh trần, rải rác rơi bay đầy trời cao, chính hắn còn lại là nhắm hai mắt nhận biết đứng lên. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, vô số phấn sắc tinh trần bay trở về trong cơ thể, lăng không bước đi thong thả ra vài bước. Một đạo kim quang từ trong tay hắn toát ra tới, giống như là lôi điện đùng chớp động liên tục, đi phía trước phương ném một cái. Đùng đùng. Đạo kim sắc lôi cầu trên không trung thẳng tắp xoay tròn, sau đó liền lôi kéo ra từng đạo hồ quang khuếch tán, như là thủy mạc quang mang kéo dài ra, một thanh sắc trận pháp rộng ước chừng hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mắt hai người. Đây cũng là cửa vào sao? Giấu quá kia. Trong mắt Nhuận Vũ lóe lên vẻ hưng phấn, liếm môi một cái. Nhuận Tông hướng phía thanh sắc trận pháp nhìn ra ngoài một hồi, nói. Trận này không đơn giản. Nhuận Vũ khinh thường hừ nói. Người có phấn sắc tinh trần, trực tiếp rót vào đi đem trận pháp này nổ tung không phải xong rồi. Nhuận Tông nói. Ta để ý cũng không phải cái này. Trước khi tới chúng ta cũng đối với thần mộc thế gia làm ra lý giải nhất định, ở trong thế giới nhân tộc tối đa xưng là nhị lưu, nhưng nhìn chung vừa rồi chín người kia liên thủ thành trận pháp, dĩ nhiên có thể đem ngươi kích thương, đồng thời để ta vận dụng phấn sắc tinh trần và nguyệt chi vũ bộ. Nếu như đây vẫn chỉ là nhị lưu thế lực nói, trong nhân tộc nhất lưu, thậm chí bảy đại siêu cấp thế lực, cùng với thánh vực bao trùm ở trên bảy đại siêu cấp thế lực, lại sẽ là hạng tồn tại cỡ nào? Nhuận Vũ cũng là biến sắc. Trầm giọng nói. Đây sẽ không thể nào là nhị lưu thế lực, nhất định là tình báo có sai lầm. Đám cặn bã cung ứng tình báo, lại dám tắc trách như thế, sau khi trở về ta nhất định phải lột ra bọn chúng. Nhuận Tông nói. Mắt thấy vị tất là thật, tai nghe vị tất là giả, nhiều lắm quan sát mới đúng. Nhuận Vũ không nhịn được nói. Đều lúc này, còn quan sát cái dám, nhanh lên oanh mở ra trận pháp này. Nhuận Tông không có hé răng. Mà là giơ tay lên tới, ngũ chỉ một chảo, một long đầu cốt trong suốt bị chộp trong tay, bên trong hốc mắt hiện ra quang mang hồng nhạt, càng ngày càng sáng bừng lên. Trong miệng của long đầu cốt mạnh mẽ phun ra một cổ hồng nhạt yên vụ tới, chính là phấn sắc tinh trần, vòng quanh xương sọ bốn phía xoay tròn. Nhuận Vũ nhìn chằm chằm vào long đầu cốt kia, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, tràn đầy vẻ hâm mộ. Phấn sắc tinh trần vòng quanh long cốt bay lượn. Toàn bộ bầu trời thoáng cái trở nên diễm lệ, như là hoa rơi vô số, có loại vẻ đẹp thê lương. Đột nhiên trong tay Nhuận Tông long đầu cốt run lên, ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, xương sọ thượng tản mát ra một tầng quang mang, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hồng nhạt long ảnh, mạnh hướng phía sau rít gào đi. Thân sắc của Nhuận Vũ biến đổi, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Giống. Hồng nhạt long ảnh kia đánh về phía một chỗ không gian, ầm ầm một tiếng. Tựa hồ đã bị một cổ trở lực thật lớn, như là đánh vào trên tường vậy, toàn thân run rẩy lên một cái, thiếu chút nữa tại chỗ vỡ nát. Chỗ không gian ở dưới rung động mạnh, lan ra từng cái dựng thẳng văn, hướng về phía sau đẩy ra. Một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Là ai? Sắc mặt của Nhuận Vũ trầm xuống, nổi giận quát dẹp đường, trong mắt sát khí lóe ra. Ta còn muốn hỏi hai vị là ai đấy? Bóng người kia chậm rãi suy tư nói rằng. Con người của hắn hơi một ngưng, hướng phía trên người hồng nhạt long ảnh nhìn lại, chợt biến sắc, cả kinh nói.
phấn sắc tinh trần. Trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi. Nhuận Tông cũng là thần sắc biến đổi, trên gương mặt đạm mạc tựa hồ rét lạnh xuống tới, lăng không một điểm. Hồng nhạt long ảnh trong nháy mắt bay trở về, trực tiếp xoay quanh ở trên đầu hắn, giơ lên long đầu nhìn chằm chằm vào người ở tiền phương. Nhuận Tông nói, ngươi làm sao nhận được đây là phấn sắc tinh trần, ta đã đem nó luyện hóa một phen, nếu là không có sâu đậm lý giải sẽ là không có khả năng liếc mắt đã nhìn ra. Người nọ ở sau ngắn ngủi kinh ngạc, nhất thời bật cười khanh khách. Ngươi nếu nói luyện hóa, chính là đem trạng thái tinh thể gõ bể thành trạng thái bụi phấn sao. Ngoại trừ hình thái bất đồng ra, ta nhìn không ra đám bột phấn này cùng với tinh trần có gì khác biệt. Nhuận Tông nói, đó chỉ có thể nói người đối với phấn sắc tinh trần có lý giải rất sâu. Người nọ gật đầu nói, không sai biệt lắm, nghiên cứu qua một trận. Nhuận Vũ nhướng mày, trầm giọng quát dẹp đường. Cùng với hắn rong dài cái gì, hành tung không rõ, giết là được. Ánh mắt của Nhuận Tông chớp động, nói, người này không đơn giản. Cũng không phải như mặt ngoài triển lộ ra tu vi thất tinh vũ tôn. Đột nhiên xuất hiện người chính là Lý Vân Tiêu, hắn nguyên bản cũng muốn len lén lẻn vào Lôi Lâm Nhất tìm tòi nghiên cứu cánh, nghĩ không ra tự gặp được Bắc Hải nhị vị vương tử. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ta lai lịch bất minh, hai vị mới là thật sự lai lịch bất minh đi, phía trước này võ giả tàn thi. Ánh mắt của hắn mọi nơi đảo qua, nói, còn có nơi đây vừa phát sinh tranh đấu kịch liệt. Cường giả huyết tinh còn không có tiêu tan, đều là do các ngươi làm. Nhuận Vũ lạnh giọng nói. Đúng thì như thế nào? Sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Lý Vân Tiêu hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Không có việc gì, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Hỏi con mẹ ngươi. Nhuận Vũ giận dữ quát một tiếng, nói. Cho ta đi tìm chết. Thân ảnh của hắn lóe lên. Cả người đã tiêu thất ở tại chỗ. Chỉ thấy một đạo hắc mang bay thẳng đến Lý Vân Tiêu kích bắn đi, đồng thời trên bầu trời hiện lên một đạo tiếng sấm sét, một cái long ảnh đen kịt chợt hiện lên, mở ra năm móng vọt xuống tới. Hắc long, con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại. Các ngươi là Bắc Hải vương tử. Hắn vươn hai tay tới, trên tay phải nổi lên một trận gió, trong tay trái còn lại là bốc ra một ngọn lửa, hai cổ nguyên tố chi lực ở trước người hợp lại. Phanh nhiên một tiếng vang lên. Hỏa thế mượn sức gió, thoáng cái khuếch tán ra, hình thành 10 trượng có thừa, không ngừng xoay tròn. Trên khuôn mặt của Lý Vân Tiêu ở dưới hỏa diễm lóe ra trở nên mông lung, tay trái lăng không vẽ ra một vòng, bắt ra quyết ấn phóng ở trước người, tay phải còn lại là hướng về phía trước vỗ tới. Đại phong hỏa luân nhất thời gào thét ra, hướng tới trên người hắc long cuốn đến. Sau một khắc, hắn lập tức thu hồi tay phải. Bấm tay niệm thần chú ở trước người, ngược lại thì tay trái hai ngón tay khép lại, làm thành kiếm thế lăng không hướng một chỗ điểm tới. Suy, một đạo hàn quang kiếm khí bắn ra, bầu trời trong nháy mắt bị chia cắt ra, phanh một tiếng trầm muộn vang lên, chém ở trên đó. Thân ảnh của Nhuận Vũ nhất thời nổi lên, đang nhìn trong tay ngũ chỉ long chảo lộ ra vẻ mặt, chỉ thấy mặt trên một đạo vết kiếm rõ ràng có thể thấy được. Mà giờ khắc này trên bầu trời hạ xuống con hắc long kia, còn chưa kịp phát huy đã quấn vào bên trong đại phong hỏa luân, triệt để mất đi khống chế. Không chỉ có trên người quang mang bị hai cổ nguyên tố chi lực xoáy tan vỡ tan rã ra, toàn bộ đại phong hỏa luân càng xoay hướng trên cao, hướng tới cửu thiên đi, càng ngày càng nhỏ. Cái này, Bắc Hải hai người đều là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phong hỏa luân và hắc long bay mất, đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Nhuận Tông dần dần ngưng trọng. Lại là ngọn lửa này, là lửa phương nào? Thần phong lại là phong nơi nào? Lý Vân Tiêu không trả lời câu hỏi, nói. Ta đã biết, các ngươi đó là Bắc Hải vương tộc. Nghĩ không ra ham linh lôi quả, đúng là người của vương tộc. Len lén lẻn vào lãnh địa của tộc ta, đi giá ác tha việc, các ngươi còn muốn mặt mũi sao? Nhuận Vũ lúc này phẫn nộ quát. Vô liêm sỉ hải mộc đảo này vốn là thuộc Bắc Hải lãnh vực ta, các ngươi không biết xấu hổ, nhân loại dĩ nhiên mạnh mẽ chiếm trên đó. Lý Vân Tiêu nói, xem ra các ngươi là muốn chống chế đến cùng, cũng khó trách, dù sao thừa nhận làm kẻ trộm chuyện này, đặt ở trên người ai đều khó khăn lấy tiếp thu, huống hồ là các ngươi hải tộc chi vương. Ăn nói bừa bãi, nói xấu bọn ta, đáng tội chết. Nhuận Vũ lần thứ hai bạo giận lên, thân ảnh trong nháy mắt ở tại chỗ tiêu thất,
sau một khắc tựu xuất hiện ở Lý Vân Tiêu bầu trời, ngũ móng mở, trực tiếp bắt xuống phía dưới. Trải qua vừa rồi giao thủ một cái, hắn không dám có chút đại ý nào, cả người đã yêu hóa thành rồng. Giữa ngũ trảo kích bắn ra hắc khí tới, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một tấm lưới nhỏ, phốc suy một chút đã tán ra cỡ mấy trượng, từ từng đạo hắc mang trên không trung đan vào, chớp động trận quang, đè ép xuống tới. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ta không phải người của Bắc Hải ngươi, cũng không phải người dân dưới ngươi cai trị, dựa vào cái gì xử tội ta. Hắn không nhanh không chậm nói, thân ảnh lăng không lóe lên, lui về phía sau ra mấy trượng, tay phải hướng phía hư không tìm tòi, liền đem thiên quang kiếm hạp bắt vào trong tay, đưa ngang trước người. Tay trái bắt ra mấy đạo quyết ấn, từng cái đánh vào bên trong, mỗi một lần đều có kim quang chớp động, trên cái hộp kiếm hiện lên từng cái ngân quang, thoáng cái hiện ra vô số hoa văn tới. Đến, trong miệng Lý Vân Tiêu quát một tiếng, tay trái một ngón tay hướng tới trên cái hộp kiếm điểm một cái. Nhất thời chín đạo hàn quang phi bắn ra, phía trước xếp một loạt, hiện ra hình quạt xa nhau, phi chém mà lên. Vèo vèo vèo. Chín thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái đã đâm rách hắc võng, hướng phía trên người Nhuận Vũ chém tới. Con người của Nhuận Vũ trợn trừng thật lớn, vội vàng một hồi xoay người, hai cái thủ chảo bay thẳng đến cửu kiếm chộp tới. Bang 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 bang. Hắn hắc chảo kiên cường không gì sánh được, ngạnh kháng thiết kiếm. Từng chiêu đem cửu kiếm đều đánh văng ra, kích ra từng đạo hỏa hoa tới. Đồng thời trên người tuôn ra hắc long chi lực, như là hỏa sơn phun trào, ngưng tụ thành một đoàn mây đen bay ra, muốn đem cửu kiếm trực tiếp chân áp xuống đến. Trong miệng của Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, ấn quyết trong tay lăng không biến đổi. Cửu thiên lãng nguyệt, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trên không trung vẽ ra mấy đạo hàn mang, tranh nhiên một chút tách ra, trên bầu trời kết xuất một phương kiếm đồ. Rộng cỡ 10 trượng, đồng loạt chém xuống tới. Vèo vèo vèo. Mỗi một thanh hàn kiếm đều trực tiếp cắm vào trong mây đen, thân kiếm bốn phía hiện ra ngân sắc vòng xoáy thật nhỏ, đem long khí đánh sơ sát. Cửu kiếm dựa theo quy tắc nhất định gạt ra, treo ở bốn phía Nhuận Vũ, trận đồ cũng lăng không đè xuống, thoáng cái đã đem Nhuận Vũ nhốt vào bên trong. Đồng thời vô biên kiếm khí lan tràn ra, ở phía trên hội tụ ra một kiếm phù màu vàng, xoay tròn chém xuống. Trong lòng của Nhuận Vũ hoảng hốt, trên 9 món kiếm khí này phát ra khí uẩn chi lực, đều đang là cửu giai tồn tại, hơn nữa kiếm đồ chi uy này, đem long lực của hắn hoàn toàn ngăn chặn, toàn thân đều không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn kiếm phủ kia hạ xuống. Nhị ca, Nhuận Vũ kinh hãi hét lớn một tiếng, trên mặt từng cái gân xanh bạo khởi, giọt mồ hôi lạnh chảy dòng xuống tới. Con người của Nhuận Tông chợt co rút lại, rốt cục ngồi không yên, cả người thân ảnh lóe lên, đã lấn người mà đến. Lý Vân Tiêu sớm có đề phòng, cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm hàn quang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương liền xông ra ngoài, gào thét lớn một kích kim cương quyền đánh ra. Trên quyền tiêm một đóa băng sát tâm diễm hơi nhỏ chớp động liên tục, mang theo khí tức kinh khủng cực kỳ, theo quyền phong oanh đến. Nhuận Tông bỗng nhiên hút một ngụm lãnh khí, hắn tuy rằng không nhận biết hoa này, nhưng lại có thể nhận thấy được nguy hiểm trong đó, mạnh mẽ tay phải bấm tay niệm thần chú, hóa thành một trường. Long trưởng bốn phía bay ra phấn sắc tinh trần, tựa như ảo mộng. Đùng đùng. Trong phấn sắc tinh trần phát sinh thanh âm cực độ hơi nhỏ, dĩ nhiên rậm rạp chẳng chịt ngưng kết ở tất cả, thoáng cái đem long trưởng bao vây lại, hình thành hồng nhạt thông thấu kết giới. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, tuôn ra một loại cảm giác không rõ không ổn. Nhưng một quyền của hồ lô tiểu kim cương đã oanh tới, quyền phong cuốn băng sát tâm diễm đánh vào trên phấn sắc tinh trần, phát sinh tiếng thủy tinh nghiền nát.